Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 143. Không gian nổ tung, Hắc Y Nhân ở bên cạnh Vô Tịnh đột nhiên vung tay, sau đó mãnh liệt nắm chặt. Ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong tay cuồn cuộn quét ra, lực lượng đánh về phía hắn và Vô Tịnh lập tức bị cỗ lực lượng này ngăn cản. Tuy không gian mai một, nhưng hai người lại không có chuyện gì. Xa xa, Trung Niên nói. Thế nào, Vu gia là muốn phản bội thiên tộc? Hắc Y Nhân nói. U, người nọ ở tử giới cứu mạng cháu ta, hôm nay hắn có chuyện muốn nhờ, Vu gia ta không thể không trả nhân tình này. Không hơn, chê cười. Trung Niên kia lạnh lùng nói. Trả nhân tình, chẳng lẽ Vu gia ngươi không biết hành vi việc làm của Dương Diệp ở Vân Tiêu Thành? Loại khiêu khích coi rẻ này, lâu nay Vu gia ngươi còn tương trợ hắn, thật sự là tội không thể tha. Hắc Y Nhân đang muốn nói chuyện, ngay lúc này, một lão giả hắc bào xuất hiện ở trước mặt hai người Vô Tịnh. C. Lão giả hắc bào nhìn thoáng qua Trung Niên kia, sau đó nói. Từ giờ phút này, Vô Tịnh không phải người thừa kế của Vu gia ta, Vu gia ta sẽ giao hắn cho các hạ, mặc cho các hạ xử trí. Nghe vậy, sắc mặt Vô Tịnh lập tức trầm xuống. Lúc này, lão giả hắc bào quay đầu nhìn về phía Vô Tịnh. Trưởng lão điện nhất trí đồng ý. Phụ thân ngươi không thích hợp làm Vu gia gia chủ, hiện tại hắn đã không phải là Vu gia gia chủ. Vừa nói, hắn nhìn về phía Hắc Y Nhân. Ta dùng thân phận đại diện gia chủ ra lệnh cho ngươi, hiện tại lập tức trở về Vu gia. Hắc Y Nhân muốn nói cái gì, nhưng Vu Tịnh lắc đầu. Nhị thúc, trở về đi, ngươi không quay về, tình cảnh của phụ thân ta sẽ càng không xong. Hắc Y Nhân lắc đầu, sau đó nhìn về phía lão giả hắc bào kia. Rốt cuộc để các ngươi tìm được lý do rồi. Lão giả hắc bào lạnh nhạt nói. Nếu Vu gia ở trên tay các ngươi, diệt vong sợ là chuyện sớm hay muộn. Vừa nói, hắn quay người nhìn về phía Trung Niên sau lưng. Vu gia ta cho thiên quân câu trả lời thỏa đáng như vậy, đã được chưa? Trung Niên nhìn thoáng qua Vô Tịnh. Đưa hắn đến Vân Tiêu Thành đi. Nói xong, Trung Niên quay người thân hình run lên, biến mất ở chân trời. Trong tràng. Lão giả hắc bào nhìn về phía Vô Tịnh. Vì một ngoại nhân mà hủy diệt tiền đồ của mình, may mắn Vu gia ta không có để cho ngươi làm gia chủ, bằng không thì, sợ là Vu gia sẽ bị ngươi chơi chết. Nói xong, tay phải vung lên, cùng Vô Tịnh biến mất ngay tại chỗ. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, Tử Nhi nằm ở trước mặt hắn, nhìn từ ngoài, Tử Nhi không có chuyện gì. Ở bên cạnh Dương Diệp, là Tiểu Thiên đã lâu không gặp. Tình huống của nàng như thế nào? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên quan sát Tử Nhi một chút, qua hồi lâu nàng nói. Lúc trước nàng để cho Tiểu Thất Thiến vào thân thể nàng, thần hồn nàng bị áp chế, ý thức cũng bị áp chế, tuy hiện tại thần hồn đã cùng thân thể dung hợp, nhưng xuất hiện loại trạng thái chết giả, nguyên nhân chủ yếu là lúc trước thần hồn bị áp chế nhận lấy tổn thương. Đây là vì thực lực cùng linh hồn của nàng thua Tiểu Thất quá lớn tạo thành. Có biện pháp gì không? Dương Diệp trầm giọng nói. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Trước tiên có thể để cho nàng ở trong này ân cần săn sóc, nơi này có tử khí, còn có hồn thụ, có thể chậm rãi chữa trị linh hồn của nàng. Vấn đề hẳn không phải rất lớn, bất quá ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Nàng lần nữa cẩn thận quan sát Tử Nhi, sau đó nói. Luôn cảm giác ở đâu có điểm gì là lạ, nhưng lại không có phát hiện cái gì, ngươi cho ta một chút thời gian. Được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Dương Diệp chìa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Tử Nhi, đang muốn nói, đột nhiên hắn biến sắc, cả người trực tiếp rời đi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài, Dương Diệp mở mắt, sau đó quay đầu, ở sau lưng có một đạo khí tức cường đại phong tỏa hắn. Mà đối phương đang dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía này. Cường giả thiên tộc. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, rất nhanh, tay phải hắn đặt ở mi tâm, một thanh kiếm bị hắn chậm rãi từ mi tâm rút ra. Đoạn tội. Dương Diệp tay cầm đoạn tội đứng ở trong đám mây, hai mắt nhìn thẳng phía trước, chỗ đó không gian rung rung, rất nhanh, một vệt ánh sáng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Điểm sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, lòng bàn tay mở ra, đoạn tội xoay tròn, từng trận kiếm quang không ngừng từ trong đó lóe ra. Một hơi sau, Dương Diệp đột nhiên mở mắt,
chỉ chốc lát, đoạn tội trong tay hắn biến mất. O-O-O-N-G Táng kiếm sát so với lúc trước, thành thục hơn rất nhiều, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều, lại thêm đoạn tội, có thể nói táng kiếm sát đã có thể uy hiếp được cường giả thiện cảnh. Đặc biệt là sau khi thêm đoạn tội. Đoạn tội là thánh nhân cấp. Theo đạo kiếm quang kia của Dương Diệp biến mất, trung niên vội vàng lui về phía sau một bước, sau một khắc, một quang thuẫn màu lam to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Một kiếm này, hắn cuối cùng lựa chọn phòng thủ. Nếu như lựa chọn tiến công, dùng mạnh phá mạnh, sẽ rất nguy hiểm, bởi vì nếu như một khi thất bại, trả giá chính là mạng sống. Vì ổn thỏa, hắn lựa chọn phòng thủ. Thời điểm quang thuẫn màu lam xuất hiện, một thanh kiếm cũng đâm lên trên. Ca sát. Lực lượng cường đại đánh quang thuẫn rách tả tơi, trung niên thì bị chấn lui về phía sau trăm trượng. Bất quá một kiếm này, đúng là vẫn còn phòng ngự được. Nhưng đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên tiếng kiếm minh. Trong lòng trung niên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay Dương Diệp xuất hiện một thanh kiếm màu vàng, thanh kiếm này đang dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt trung niên đại biến, muốn bước ra rút đi, nhưng lúc này, thanh kiếm trong tay Dương Diệp đã biến mất. Xuy, một thanh kiếm màu vàng đâm lên quang thuẫn màu lam. Lại một thanh kiếm, hai thanh kiếm. Kiếm này trực tiếp chấn vỡ quang thuẫn màu lam, hai chuôi kiếm đồng thời bắn nhanh ra, trực tiếp cắm vào trước ngực trung niên. Trong chàng yên tĩnh trở lại, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt trung niên. Thế nào, thiên tộc không muốn buông tha ta? Trung niên nhìn hai thanh kiếm trước ngực mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới người cường đại đến loại trình độ này, một đời tuổi trẻ của thiên tộc ta, sợ rằng đã không người là đối thủ của ngươi. Dương Diệp không nói gì, tay phải khẽ vẫy, hai chuôi kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang bay trở về trong cơ thể hắn. Dương Diệp xoay người rời đi, hiện tại hắn cần ly khai thiên tộc, hắn cũng không muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Ngươi có biết kết quả của vụ tịnh kia không? Lúc này trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước. Trung niên nói. Vu gia đã triệt để vứt bỏ hắn, hiện tại hắn đã bị đưa đến chỗ nhân quân, nếu như ngươi ly khai thiên tộc, hắn chắc chắn sẽ chết. Dương Diệp quay người nhìn về phía trung niên. Ngươi rất muốn ta lưu lại. Phải. Trung niên nhìn Dương Diệp. Nói thật, ngươi để cho ta cảm thấy sợ hãi. Hiện tại nếu để cho ngươi rời đi, ngày sau ngươi chắc chắn trở thành đại địch của thiên tộc ta. Thiên tộc ta, không thể có địch nhân như ngươi. Địch nhân. Dương Diệp cười nhẹ, nói xong, tay phải hắn mở ra, rất nhanh, một long chảo hư ảo xuất hiện ở bốn phía. Biết rõ đây là cái gì không? Dương Diệp hỏi. Trung niên nhìn thoáng qua long chảo, đột nhiên hắn giống như nghĩ đến cái gì, hai mắt trợn lên. Thiên Long, đây là thủ hộ thần thú Thiên Long của thiên tộc ta, nó như thế nào ở trên người ngươi, ngươi? Trung niên đã bị khiếp sợ làm choáng váng. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Địch nhân thiên tộc, không phải ta muốn lựa chọn làm địch nhân của thiên tộc, mà là các ngươi lựa chọn muốn làm địch nhân của ta. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này đây, phương hướng của hắn không phải ra bên ngoài, mà là đi Vân Tiêu Thành. Tại chỗ, ánh mắt trung niên đờ đẫn. Nguyên lai hắn là người thừa kế thủ hộ giả của thiên tộc ta. Nói xong, sắc thái trong mắt trung niên dần dần tiêu tán. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Hắn có thể rời thiên tộc, lòng tin của hắn là thần dược thêm kiếm vực. Có thể nói, chỉ cần hắn muốn che giấu, cường giả thiên tộc rất khó tìm hắn, trừ khi thiên tộc xuất động thánh nhân. Nhưng hắn không cảm thấy thiên tộc sẽ xuất động cường giả loại này tới đối phó hắn. Mà bây giờ, hắn quyết định không đi. Lưu lại, nguy hiểm không? Tự nhiên rất nguy hiểm, bởi vì thiên tộc sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Nhưng hắn không thể không lưu lại, cứ như vậy rời đi, chính hắn cũng sẽ không tha thứ mình. Một lúc lâu sau, Dương Diệp về tới Vân Tiêu Thành. Ngoài thành, Dương Diệp nhìn Vân Tiêu Thành hồi lâu, sau đó cười nói. Ta lại trở về. Nói xong, thần sắc của Dương Diệp đột nhiên dữ tợn, sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh mặt đất, trong chốc lát, mặt đất run lên kịch liệt, tựa như địa chấn, cả Vân Tiêu Thành cũng chấn động một chút. Lúc này, Dương Diệp đi tới dưới tường thành. Thiên tộc, lão tử lại trở về, các ngươi muốn chơi như thế nào? Một tiếng kiếm minh vang lên.
xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, rất nhanh, kiếm quang tản đi, chỗ đó, quang điểm tản đi, một trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp, bất quá giờ phút này, tay phải của trung niên đã biến mất, ở bả vai máu tươi chảy ròng. Trung niên nhìn thoáng qua tay cụt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, đúng lúc này, trong lòng bàn tay Dương Diệp lại có một thanh kiếm xoay tròn tốc độ cao. Nhìn thấy một màn này, hai mắt trung niên híp lại, trong con ngươi cực kỳ đề phòng. Dương Diệp nhìn trung niên. Gì? Nói xong, kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Táng kiếm sát vì sao nhân tộc ra một yêu nghiệt như vậy? Ngay lúc này, một lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão giả áo trắng này, chính là Chư Lão. Hắn đâu? Chư Lão gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói. Ta không biết ngươi nói cái gì. Hắn tự nhiên biết Chư Lão đi căng nói cái gì, chỉ có điều, việc này Chư Lão nhất định sẽ không thừa nhận. Hắn không thể cho thiên tộc tội danh ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão giả áo trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Lợi hại. Giờ phút này, hắn đã đoán được, thiên tộc phái người đi truy sát Dương Diệp không trở về, mà Dương Diệp trở về. Hiển nhiên đối phương đã chết. Giờ phút này trong tâm lão giả áo trắng không thể nghi ngờ là cực kỳ khiếp sợ, bởi vì hắn thật không ngờ, thiếu niên trước mắt này lại có thể đánh chết một cường giả thiện cảnh, nếu thật bằng thực lực của mình đánh chết, vậy không khỏi quá kinh khủng đi. Thật sự khủng bố. Cho dù là hắn, cũng cảm giác được có chút tim đập nhanh. Dương Diệp nhìn thoáng qua người thiên tộc ở bốn phía, sau đó cười nói. Thế nào, thiên tộc thua không nổi sao? Ngươi có ý tứ gì? Ngay lúc này, trong tràng có người hỏi. Có ý tứ gì? Dương Diệp cười nhẹ. Ta vốn muốn ly khai, nhưng thật không ngờ, các ngươi lại bắt bằng hữu của ta, bức ta trở về. Vừa nói, trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hiện tại, ta đã trở về. Có cái gì nhằm vào ta, ta ở nơi này tiếp. Nghe được lời của Dương Diệp, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía lão giả áo trắng. Lão giả áo trắng trầm giọng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết ta đang nói cái gì. Dương Diệp đi tới trước mặt lão giả áo trắng. Chúng ta không chơi những hư giả kia, nói đi, muốn chơi như thế nào. Ánh mắt lão giả áo trắng đã muốn giết người. Khiêu khích. Thiên tộc còn chưa bao giờ bị người khiêu khích như vậy, đặc biệt là đang ở trước mặt vô số người thiên tộc khiêu khích thiên tộc. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Các ngươi không phải muốn ta quay về sao? Bây giờ ta đã trở về. Như thế nào, không nói. Hùng hổ dọa người. Lão giả áo trắng nói. Ngươi đây là muốn khiêu chiến cả thiên tộc ta sao? Khiêu chiến cả thiên tộc. Dương Diệp cười nhẹ. Thật không có ý nghĩ này, ngươi xem một chút. Ta lẻ loi một mình, làm sao dám khiêu chiến cả thiên tộc. Ta chỉ muốn nói, có cái gì, nhằm vào Dương Diệp ta, không có quan hệ gì tới bằng hữu của ta. Hơn nữa ta nghĩ, thiên tộc không đến mức không thua nổi chứ. Nếu việc này truyền tới trong tai bách tộc, ta nghĩ, đây đối với danh dự của thiên tộc, cao quý, mà nói, hẳn là một đả kích a. Lão giả áo trắng đang muốn nói, đúng lúc này, một trung niên hoa bào đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh lão giả áo trắng. Nhìn thấy trung niên hoa bào, mọi người kinh hãi, sau đó vội vàng nói. Bái kiến thiên quân. Thiên quân. Trung niên trước mắt này, đúng là lĩnh tụ thiên tộc, thiên quân. Lão giả áo trắng nhìn thiên quân có chút thi lễ, sau đó lui ra sau. Thiên quân nhìn về phía Dương Diệp, hắn quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Để cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới đi tử giới một chuyến, người đã phát triển đến loại trình độ này. Đối mặt thiên quân thần bí, Dương Diệp không hề sợ hãi. Thật sao, kỳ thật, hành vi của thiên tộc cũng để cho ta ngoài ý muốn. Thiên quân lạnh nhạt nói. Bắt hắn, là bởi vì vu gia hắn xúc phạm thiên quy của thiên tộc ta, không có quan hệ gì tới ngươi. Đương nhiên, cũng là bởi vì ngươi, mới để cho bọn hắn xúc phạm thiên quy. Cho nên trách nhiệm chuyện này chủ yếu ở ngươi. Dương Diệp cười nói. Chúng ta không kéo những thứ vô nghĩa kia. Thiên quân các hạ, bây giờ ta đang ở đây, thiên tộc ngươi có chiêu gì, sử dụng hết ra. Nếu như thiên quân đại nhân muốn đích thân ra tay, cũng được, dù sao ta không cách nào phản kháng, dù sao nơi này là địa bàn của thiên tộc. Ngay lúc này, thiên quân đột nhiên bước ra một bước, một cỗ lực lượng kinh khủng đặt ở trên người Dương Diệp, giờ khắc này, Dương Diệp không cách nào nhúc nhích.
Thiên Quân xuất thủ. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Quân. Nếu như Thiên Quân ra tay đánh chết Dương Diệp, vậy chuyện này thật có chút không ổn. Ít nhất đối với thiên tộc mà nói, thanh danh nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Dương Diệp thân phận gì? Thiên Quân thân phận gì? Thiên Quân ra tay với Dương Diệp, là chân chính lấy lớn hiếp nhỏ, đó là không phù hợp thân phận của Thiên Quân. Hơn nữa, coi như là Thiên Quân đánh chết Dương Diệp, cũng không cứu vãn nổi danh dự của thiên tộc. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lúc trước nhân tộc nhân quân không tự thân xuất mã đi giết Dương Diệp, thân phận gì, thì nên làm sự tình gì. Đơn giản mà nói, thân phận của Dương Diệp, còn chưa đủ để cho bọn hắn tự mình ra tay. Mà bây giờ, Thiên Quân tự mình đi ra. Ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Thiên Quân đột nhiên khẽ nở nụ cười. Nhìn thấy không, nếu như muốn giết ngươi, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi đùa những trò mèo này, ta thật không muốn dính vào, nhưng ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Sau đó thì sao? Dương Diệp nhìn Thiên Quân. Thiên Quân cười nói. Ta tự mình đi ra, là muốn cho ngươi một cơ hội cứu bạn ngươi. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, sau đó nói. Tại ma tộc, xuất hiện di tích một vị thánh nhân này, đã từng là cường giả thiên tộc ta không biết vì sao hắn vẫn lạc ở ma tộc. Ta hy vọng ngươi đi ma tộc một chuyến, sau đó điều tra rõ ràng. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, ta hy vọng truyền thừa không rơi vào trong tay ma tộc, Dương Diệp nói. Thế nào, thiên tộc không người sao? Thiên Quân nói. Ngươi không muốn cơ hội này. Dương Diệp nhìn Thiên Quân. Thả người trước. Thiên Quân khẽ lắc đầu. Ngươi không thể thả trước, chờ ngươi được truyền thừa kia, sau đó mang về, ta sẽ thả người. Yên tâm, ta còn khinh thường cùng ngươi chơi hoa chiêu gì. Dương Diệp trầm mặc. Lợi dụng, Thiên Quân rõ ràng là muốn lợi dụng hắn, nhưng hắn căn bản không có biện pháp phản kháng, bởi vì Vu Tịnh ở trong tay đối phương. Lúc này Thiên Quân lại nói. Một lần cuối cùng, đi, hay là không đi? Nếu như không đi, yên tâm, ta sẽ không xuất thủ giết ngươi. Ngươi muốn khiêu chiến, vậy khiêu chiến, thiên tộc ta có thiên tài, một ngày một cái cùng ngươi khiêu chiến, đánh 100 năm cũng được. Dương Diệp nói, đi, tại sao không đi? Thiên Quân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cong ngón búng ra, một tia bạch quang bay vào mi tâm của Dương Diệp. Đây là địa chỉ, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Dương Diệp không có nói chuyện, quay người rời đi. Tại chỗ, lão giả áo trắng bên cạnh Thiên Quân trầm giọng nói. Ta đề nghị tuyệt sát kẻ này, thiên phú kẻ này thật sự làm cho người ta sợ hãi, thực lực càng là khủng bố, chỉ sợ ta cũng giết không được hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên Quân nói. Quả thật có chút làm cho người sợ hãi, không nghĩ tới những năm gần đây nhân tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp. Bất quá còn tốt, người này cùng nhân quân kia tựa hồ có thâm cừu đại hận. Cái này là nguyên nhân Thiên Quân không giết hắn. Lão giả áo trắng nói. Thiên Quân cười nói. Giết hắn, vì sao giết hắn? Giết hắn đi, phiền toái đến tiếp sau sẽ vô số. Hơn nữa, người muốn giết hắn, xa xa không chỉ chúng ta, đã như vậy, vì sao không để người khác đi giết? Nếu như có thể để cho hắn cùng nhân tộc nhân quân tự giết lẫn nhau. Vậy đối với thiên tộc ta mà nói, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Lão giả áo trắng khẽ gật đầu. Đã minh bạch, Thiên Quân ngẩng đầu nhìn về phía xa, bên kia là vị trí Dương Diệp rời đi. Trầm mặc hồi lâu, ánh mắt hắn dần dần băng lạnh xuống. Những tiểu tử thiên vệ quân kia lần này hẳn kiến thức cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân rồi a. Lão giả áo trắng cười khổ nói. Những người kia, còn đang oán trách chúng ta không để cho bọn hắn xuất hiện. Xuất hiện, Thiên Quân lạnh lùng nói. Xuất hiện cũng là đến tự rước lấy nhục, thực lực người này, coi như là cường giả thiện cảnh bình thường cũng không làm gì được hắn. Lão giả áo trắng nhẹ gật đầu. Xác thực yêu nghiệt, Thiên Quân cười lạnh nói. Bất quá nên nhức đầu, hẳn là nhân quân kia, đối phương cùng hắn là tử địch, kiếm thủ lại ở trong tay người này, có thể nói, giữa bọn họ, nhất định không có khả năng điều giải, mà nhân quân kia cũng sẽ không chọn hòa giải. Lão giả áo trắng nói. Vu Tịnh nên giải quyết thế nào? Hai mắt Thiên Quân chậm rãi đóng lại. Trước giữ lại. Bởi vì Dương Diệp rời đi, Vân Tiêu Thành lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất quá mọi người đều nhớ Dương Diệp, phải nói cả thiên tộc đều nhớ Dương Diệp,
một mình đến thiên tộc khiêu chiến cả thiên tộc. Không chỉ thiên tộc, bách tộc cũng biết Dương Diệp ở thiên tộc làm những chuyện kia, trong lúc nhất thời, tên của Dương Diệp vang vọng cả đại thiên vũ trụ. Trong siêu cấp yêu nghiệt của đại thiên vũ trụ lại thêm một người, người này chính là Dương Diệp. Không chỉ như thế, có ít người nghe nhầm đồn bậy, nói Dương Diệp ở thiên tộc năng lực như thế nào, mạnh như thế nào, nói Dương Diệp đã trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân của đại thiên vũ trụ. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Ma tộc. Vì Vu Tịnh, lúc này đây, hắn không thể không đi ma tộc một chuyến, hắn biết thiên quân khẳng định không có hảo ý, nhưng lần này, hắn căn bản không có cách nào. Mạng của Vu Tịnh trọng yếu nhất. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới thiên môn, lúc này đây, hắn quang minh chính đại từ thiên môn đi ra ngoài. Hai gia hỏa canh phòng căn bản không ngăn trở, hiển nhiên bọn hắn nhận thức Dương Diệp. Gia hỏa này cuối cùng cũng đi. Một tên canh phòng thở dài một hơi. Tên thị vệ khác nhìn bức họa trong tay. Khá tốt phía trên lệnh chúng ta không được cản đường người này, bằng không thì, hai người chúng ta sẽ xui xẻo. Làm nghề này, thật sự là chờ đợi lo lắng a, sợ ngày nào đó ngăn nhầm người, sau đó liền chết vô thanh vô tức. Sau khi Dương Diệp ly khai thiên tộc, nhìn lướt qua bốn phía, muốn rời đi, đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, rất nhanh. Một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm của hắn, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Đại thiên vũ trụ đệ nhất thiên tài, kiếm tu đệ nhất, nguyên lai yếu như vậy. Ở trước mặt Dương Diệp, là một thanh niên cẩm bào. Nam tử hơn 20 tuổi, mái tóc dài buộc ở sau đầu, chỗ trán có một ấn ký đỏ tươi, ấn ký hiện lên hình hoa sen, tươi đẹp lại quỷ dị. Mà ở trong tay nam tử, là một thanh trường kiếm màu xanh, mũi kiếm hình lưỡi rắn, nhưng lúc này, mũi kiếm đang chống đỡ lấy mi tâm của Dương Diệp. Nam tử nhìn Dương Diệp, khóe miệng mang theo cười lạnh. Nam tử cũng không có phát hiện, ở dưới làn da của Dương Diệp lóe ra kim quang nhàn nhạt. Dương Diệp đang muốn nói, nhưng lúc này nam tử kia đột nhiên thu kiếm, lui về phía sau trăm trượng. Nam tử múa kiếm trong tay, kiếm ánh lấp lóe. Nam tử nhìn Dương Diệp, khóe miệng hơi cuộn lên. Vừa mới đến thế tục, liền nghe được đại danh của Dương Diệp ngươi. Nói ngươi là cái gì đại thiên vũ trụ đệ nhất thiên tài, còn cái gì đệ nhất kiếm tu, hiện tại vừa nhìn, có tiếng không có miếng a. Nói đến đây, nam tử cười cười, ta biết, ngươi nhất định sẽ nói là ta đánh lén ngươi, không sao, ta cho ngươi một cơ hội, đến, xuất kiếm, để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của đệ nhất kiếm tu. Ngươi ni có bệnh, Dương Diệp đột nhiên nói. Nghe vậy, nam tử kia hơi sững sờ. Sau đó dáng tươi cười dần dần băng lạnh xuống. Ta bây giờ hối hận cho ngươi cơ hội này. Nói xong, tay đột nhiên run lên, một đạo kiếm khí bắn ra, lập tức đến trước mặt Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp bấm tay điểm một cái, kiếm quang kia lập tức tiêu tê ca án. Ân. Xa xa, trong mắt thanh niên kia hiện lên vẻ kinh ngạc. Có chút ý tứ. Nói xong, hắn đột nhiên cầm kiếm cách không đâm Dương Diệp một cái, một nhát này. Làm cho không gian trước mặt Dương Diệp nổ bể ra, cùng lúc đó, không gian mấy ngàn trượng chung quanh Dương Diệp trực tiếp rạn nứt ra. Đó là bị kiếm khí đánh rách. Uy thế của một kiếm, cường hãn như thế. Nhưng lông mày của thanh niên kia nhíu lại, bởi vì Dương Diệp đứng ở nơi đó, một chút việc cũng không có. Thanh niên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Xác thực có chút ý tứ. Lúc này nơi xa Dương Diệp đột nhiên nói. Trước khi ngươi chết. Hỏi ngươi vài vấn đề, ai bảo ngươi tới? Thanh niên cười nói. Như thế nào, sợ? Dương Diệp lắc đầu. Ta chỉ là muốn trảm thảo trừ căn. Ha ha! Thanh niên đột nhiên nở nụ cười. Dương Diệp a Dương Diệp, ngươi thật điên cuồng, trảm thảo trừ căn. Thật sự là cười chết ta rồi. Ngươi có biết ta là người phương nào hay không? Nói xong, hắn chỉ ngực trái mình, chỗ đó đột nhiên xuất hiện một chữ vàng nho nhỏ, binh. Thanh niên cười nói, hiện tại biết ta là ai không, còn muốn trảm thảo trừ căn, chính ngươi cảm thấy buồn cười không? Binh gia, Dương Diệp không nghĩ tới, nam tử trước mắt này dĩ nhiên là người binh gia. Xem ra binh gia đã bắt đầu chú ý hắn. Phù chủ mới của sát phạt nhất mạch. Thanh niên khẽ cười nói, vị phù chủ này, có chút yếu a, không bằng cho ta binh phù kia, đổi lấy mình sống tạm mấy năm, như thế nào? Dương Diệp không nói gì, bàn tay hắn duỗi ra, rất nhanh, ở trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm xoay tròn.
Theo thanh kiếm xoay tròn, trong chàng đột nhiên xuất hiện khí thế bén nhọn. Cảm giác được cỗ khí thế này, sắc mặt thanh niên kia dần dần lạnh xuống. Đúng lúc này, xa xa kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất. O-O-O-N-G. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, thanh niên kia bị một đạo kiếm quang chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Bên ngoài mấy ngàn trượng, thanh niên cúi đầu nhìn kiếm trong tay mình, kiếm trong tay hắn đã rạn nứt ra. Phá thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, tại đó, trong tay nam tử thanh sam kia lại xuất hiện một thanh kiếm, kiếm xoay tròn tốc độ cao, từng trận kiếm quang lấp lóe. Nhìn thấy một màn này, thanh niên sầm mặt lại, trong con ngươi ngưng trọng hơn một chút. Rất nhanh, huyền khí trong cơ thể hắn tuôn vào thanh kiếm trong tay, trong chốc lát, ở chung quanh hắn xuất hiện nhiều đóa kiếm liên, những kiếm liên này càng ngày càng nhiều, uyển như bông tuyết tụ tập ở bốn phía thanh niên. Nhìn thấy một màn này, xa xa Dương Diệp có chút ngẩn người. Kiếm liên sát, ngươi biết kiếm kỹ này. Xa xa, thanh niên cau mày. Thần sắc của Dương Diệp hơi có chút cổ quái, rất nhanh, kiếm trong tay hắn biến mất, mà thời điểm kiếm hắn biến mất, những kiếm liên ở chung quanh thanh niên đột nhiên bắn nhanh ra, chỉ trong nháy mắt, chung quanh Dương Diệp xuất hiện vô số đóa kiếm liên, mà thanh niên kia thì tự mình đối kháng kiếm của Dương Diệp. Thanh niên không có lựa chọn phòng thủ, mà lựa chọn lấy thương đổi thương. Nhưng hắn rất nhanh kinh sợ, chỉ thấy xa xa, kiếm của Dương Diệp đột nhiên di chuyển, mỗi một lần huy kiếm, đều sẽ có một đóa kiếm liên điêu tàn, không đến một hơi, những kiếm liên ở chung quanh Dương Diệp đã biến hết sạch. Làm sao có thể? Thanh niên nhìn Dương Diệp với vẻ mặt khó tin, kiếm kỹ này, là một trong những kiếm kỹ mạnh nhất của hắn. Cứ như vậy bị phá hết. Kiếm liên sát. Dương Diệp cười nhẹ, kiếm kỹ này hắn từng thấy, cũng nghiên cứu qua, đối với ưu điểm và khuyết điểm của kiếm kỹ này, hắn vô cùng rõ ràng. Thanh niên này ở trước mặt hắn thi triển kiếm liên sát, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ngươi làm sao biết kiếm kỹ này? Thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Hơn nữa còn biết nhược điểm của nó. Dương Diệp nhún vai. Đoán, nghe vậy, sắc mặt thanh niên lập tức tái xanh. Nhưng đúng lúc này, nơi xa Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, đạo đạo kiếm quang bao phủ thanh niên kia. Cận thân giao chiến. Vừa mới cận thân, thanh niên kia đã bị áp chế, hoàn toàn bị áp chế, bất kể là ở ý thức chiến đấu hay tốc độ. 10 hơi sau. Bành. Theo một tiếng nổ vang, thanh niên kia bị chấn bay ra ngoài ngàn trượng, hắn vừa dừng lại, Dương Diệp đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt, ngay sau đó Dương Diệp giơ tay chém một phát. Bành! Thanh niên lần nữa bay ra ngoài, lúc này đây, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp thu kiếm, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Ta bất kể ngươi là mạch nào, nhưng ngươi nhớ kỹ, hiện tại ta không có thời gian chơi với các ngươi, đừng lại tới tìm ta, bằng không thì lão tử đánh chết ngươi. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Lúc này, một đạo kiếm quang từ không trung điện xạ đến, mục tiêu của kiếm quang cũng không phải thanh niên kia, mà là chỗ Dương Diệp đứng lúc trước. Bành! Không gian nổ tung, một trung niên từ trong đó đi ra. Ở trong lòng bàn tay của trung niên, có một vết máu, máu tươi đang nhỏ giọt. Uyển sư. Xa xa, thanh niên kia đi tới, thấp giọng nói. Trung niên nhìn vết kiếm trong lòng bàn tay, sau đó nói. Nếu như ta đến muộn một chút, người đã chết rồi. Thanh niên trầm mặc, đánh không lại chính là đánh không lại, hắn sẽ không kiếm cớ, sẽ chỉ làm người xem thường. Trung niên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, dùng tầm mắt của hắn. Còn có thể chứng kiến một đạo kiếm quang nhỏ bé, có thể chứng kiến, dĩ nhiên là có thể truy đuổi. Bất quá hắn không có lựa chọn đuổi theo. Qua hồi lâu, trung niên nói. Tuy sát mạch cùng công mạch ta không có giao tình gì, nhưng hai mạch chúng ta chưa từng có ân oán. Ngươi tới tìm hắn, không thể nghi ngờ là đang gây phiền toái cho mạch chúng ta. Thanh niên cúi đầu thấp hơn. Ta sai rồi. Trung niên nói. Đừng nhìn sát mạch xa xút, nhưng ngươi đừng quên. Vị tiểu sư thúc kia của sát mạch còn sống. Nếu như năm đó không phải hắn đi chiến trường vực ngoại tinh không, chí mạch muốn diệt sát mạch, đó là si tâm vọng tưởng. Mà khi đó hắn trở về, nếu không phải lão tổ ra mặt điều hòa, coi như chí mạch vẫn còn, nhưng chỉ sợ cũng sẽ triệt để sa sút.
Nói đến đây, Trung Niên lắc đầu. Mà vị tiểu sư thúc kia, hiển nhiên là muốn trọng trấn sát mạch, đối với sự tình này, lão tổ cũng mở một mắt, mắng một mắt, cuối cùng lão nhân ra hắn còn không nỡ để sát mạch diệt. Đương nhiên, nếu như lão tổ để sát mạch hủy diệt, vị tiểu sư thúc kia nhất định sẽ nổi đoá. Lão tổ ép không được hắn sao? Thanh niên hỏi. Ép được. Trung niên nói. Nhưng lão nhân gia không có khả năng một mực trông coi hắn a. Mà ngoại trừ lão tổ, binh gia ta ai có thể ép được hắn? Hiện tại, hắn chọn lấy một truyền nhân cho sát mạch, hơn nữa còn ở tử giới đi ra, hiển nhiên hắn là muốn trọng trấn sát mạch, mà lão tổ không hỏi tới, cái này đồng nghĩa với, giữa bọn họ nhất định đã đạt thành hiệp nghị gì đó. Cho nên việc này, là chuyện giữa sát mạch cùng chí mạch, chúng ta không thể lẫn vào. Thanh niên thấp giọng nói. Ta nghe tân nhiệm phù chủ của sát mạch là một người tuổi còn trẻ, hơn nữa còn là kiếm tu, cho nên không nhịn được tới. Trung niên cười nói. Bây giờ thấy chưa? Thanh niên nhẹ gật đầu. Rất mạnh. Trung niên cười nói. Người từ tử giới đi ra ngoài, có thể không mạnh sao? Ta biết, người có chút khinh thường tử giới, cảm thấy đó là địa phương của thiên tài thế tục, mà thiên tài thế tục căn bản không thể đánh đồng với các ngươi, đúng không? Thanh niên trầm mặc. Trung niên thấp giọng thở dài. Tiểu tử, theo ta biết, trong bách tộc, ngoại trừ Dương Diệp này, thiên tài cùng cấp bậc có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi không dưới 10 cái. 10 người này, mỗi một người đều có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Đừng không tin, bởi vì 10 người kia đã bị tứ đại gia chúng ta chọn chúng, đều đang âm thầm quan sát, chuẩn bị tranh đoạt nhân khí. Mà ngoại trừ 10 người này, còn có một vài người cũng dần dần xuất hiện ở trong mắt bốn nhà chúng ta, những người này, mỗi một cái đều là siêu cấp thiên tài. Dương Diệp này thì sao? Thanh niên nói. Hắn so sánh với 10 người kia, như thế nào? Trung niên nhìn bàn tay mình, sau đó trầm mặc một hồi nói. Có thể sắp xếp trước năm. Trước năm. Sau khi ly khai thiên tộc, Dương Diệp bay thẳng đến ma tộc. Đối với sự tình người binh gia đến tìm hắn, hắn cũng không để ở trong lòng. Chuyện giữa hắn và binh gia, sau này nhất định sẽ giải quyết, nhưng không phải hiện tại. Bất quá việc này cũng để cho hắn biết, binh gia đã bắt đầu chú ý hắn. Cẩn thận cho thỏa đáng. Sau một ngày, Dương Diệp đi tới một bình nguyên, liếc mắt nhìn qua, trong tầm mắt chỉ là cỏ khô, vô cùng hoang vu. Tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, rất nhanh, hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn, có một cái giếng cạn, giếng có chút lớn, miệng giếng dài rộng khoảng chừng trăm trượng. Thông ma tính. Cái giếng này, chính là một lối vào đi thông ma tộc. Dương Diệp nhìn thoáng qua thông ma tính, sâu không thấy đáy. Không do dự, Dương Diệp tung người nhảy vọt, trực tiếp nhảy xuống, rơi xuống. Thời gian dần trôi qua, bốn phía Dương Diệp xuất hiện lưu quang nhàn nhạt. Thông đạo không gian, cái giếng này chính là một thông đạo không gian. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác đầu mê muội, bất quá rất nhanh, cảm giác hôn mê liền biến mất. Dương Diệp mở mắt, trong tầm mắt là vài núi lớn cao vút trong mây. Mà dưới chân hắn, là một cái truyền tống trận. Ma tộc, người tới là ai? Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, là một trung niên đang mặc khôi giáp màu đen. Dương Diệp nói, như thế nào? Trung niên nói, người ngoại tộc tiến vào ma tộc ta, đều cần giao nạp 100 viên tiên tinh thạch. 100 viên tiên tinh thạch. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên. Sau đó cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt trung niên. Trung niên nhìn lướt qua nạp giới, sau đó nói. Đi đi. Dương Diệp nói. Nghe ngóng chuyện này, gần đây người tới ma tộc nhiều không? Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Có phải các hạ là vì di tích thánh nhân kia mà đến hay không? Ngữ khí của trung niên rất khách khí, thái độ cũng rất bình hòa, bởi vì hắn biết rõ, người dám độc thân đến địa phương này. Đều không phải kẻ yếu gì. Mà người trước mắt này, càng để hắn cảm giác sâu không lường được. Có thể nói, coi như Dương Diệp không cho tiên tinh thạch, hắn cũng sẽ không làm gì. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trung niên nói. Trong khoảng thời gian này người tới quả thật rất nhiều, các tộc đều có, bất quá thiên tộc ta chưa thấy qua, đương nhiên đối phương khẳng định cũng tới, bất quá hẳn là ẩn núp. Thiên tộc. Dương Diệp nhìn về phía trung niên. Trung niên nhẹ gật đầu. Thiên tộc cùng ma tộc ta là đại địch, bọn hắn tự nhiên không dám quang minh chính đại đến ma tộc ta.
Bất quá di tích thánh nhân lần này là thánh nhân của thiên tộc, nghĩ đến bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua, bất quá thiên tài ma tộc ta đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó thiên tài của thiên tộc sẽ phải đau đầu. Dương Diệp nhìn trung niên cười nói, ta không phải thiên tộc, ta là nhân tộc. Nói xong, Dương Diệp quay người run lên, biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, thần sắc trung niên buông lỏng, lỏng bàn tay lỏng ra, ở trong lòng bàn tay hắn có một phù lục. Hắn ở chỗ này nhiệm vụ chủ yếu, là chờ thiên tài của thiên tộc đến, sau đó thông báo cho thượng cấp. Trên một ngọn núi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cuối tầm mắt là núi cao liên miên bất tuyệt. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn mở mắt nói khẽ. Lưỡng giới sơn. Lưỡng giới sơn, cái này là địa phương di tích thánh nhân xuất hiện. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó chân phải nhẹ nhàng xoay tròn. Một thanh kiếm xuất hiện ở dưới chân, kiếm quang thẳng vào chân trời. Trong đám mây, hai mắt Dương Diệp khép hờ, ngự kiếm đi nhanh. Mà tâm thần hắn thì chìm vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi tới trước mặt Lục Đinh Thần Hỏa nói. Tiền bối hiểu rõ binh gia chí mạch không? Trầm mặc một lát, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Tiểu tử, người lo lắng binh gia chí mạch, còn không bằng lo lắng đạo gia thoáng một phát, đạo gia không giống binh gia nhiều mạch như vậy. Nhưng cũng có ba mạch, giữa ba mạch cũng minh tranh ám đấu, hung hiểm so với binh gia, tuyệt đối không yếu, thậm chí còn hơn. Nghe vậy, Dương Diệp đắng chát cười cười. Có đạo gia, lại có binh gia, ta cũng quá lợi hại a. Tuy người quấn vào hai vòng xoáy này, nhưng chỗ tốt cũng không ít. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Bên binh gia không cần nói, bên đạo gia này, người không chỉ có Hồng Mông Tháp, còn được chủ nhân thừa nhận, những thứ này với ngươi mà nói. Đều là đại cơ huyên. Đương nhiên, cùng với đại cơ duyên, người phải gánh vác rất nhiều thứ. Vẫn là câu nói kia, thế gian không có chuyện tốt vô duyên vô cớ, có thu hoạch, phải trả giá. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cái này ta minh bạch, chỉ là cảm giác tương lai mình sẽ rất nhiều phiền toái. Ngươi sợ phiền toái sao? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Dương Diệp cười nói. Sợ, sao lại không sợ? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Vậy thì cố gắng trở nên mạnh mẽ đi, chỉ cần ngươi đủ mạnh, phiền toái tự nhiên sẽ chạy mất. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, năng lực càng lớn, phiền toái càng lớn. Năng lực càng lớn, phiền toái càng lớn. Từ huyền giả đại lục một đường đi tới, Dương Diệp hắn so với lúc trước, mạnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng phiền phức của hắn không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp trầm giọng nói. Đúng rồi, theo ta được biết, bên cạnh ta có một tà vật, người có cảm giác được nó không? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Không thể. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Cấp bậc của nàng cao hơn ta. Dương Diệp. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Vật ấy cùng bổn nguyên của Đại Thiên Vũ Trụ tương liên, nàng và Vũ Trụ Chi Linh đồng thời sinh ra. Đây cũng là vì sao vị thánh nhân lúc trước kia chỉ trấn áp nàng, mà không đánh chết nàng. Vị thánh nhân kia làm không được, cho dù làm được cũng không dám giết. Tổn hại bổn nguyên vũ trụ, sẽ chọc nhiều người tức giận. Dương Diệp trầm giọng nói. Vì sao nàng chọn ta? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Có lẽ nhìn ngươi khó chịu a. Dương Diệp đen mặt lại, lúc này Lục Đinh Thần Hỏa lại nói. Kỳ thật ngươi nên cao hứng mới phải. Loại linh vật này, lòng dạ sao mà cao, người bình thường nàng căn bản không để vào mắt. Nàng có thể coi trọng ngươi, cái kia đại biểu ngươi rất ưu tú, rất có tiềm lực, nếu như là những người khác, nàng nhìn cũng không nhìn. Dương Diệp cười khổ, có một gia hỏa mỗi ngày núp trong bóng tối muốn giết ngươi, mà ngươi lại căn bản nhìn không thấy nàng, ngươi sẽ cao hứng sao? Lại nói, vì sao hiện tại nàng không ra tay với ta? Tự nhiên là bởi vì Hồng Mông Tháp. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Có tháp này ở đây, nàng không dám tiến vào thân thể ngươi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như bản thân ngươi bị thương thật nặng ngất đi, lúc kia ngươi không có ý thức, có lẽ nàng sẽ liều chết đánh cuộc, một khi ngươi bị nàng nhận chủ, khi đó Hồng Mông Tháp cũng không làm nên chuyện gì. Dương Diệp có chút căm tức nói. Ta nghĩ không hiểu là, nàng nhận ta làm chủ nhân thì có tác dụng gì. Thôn phệ. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Thôn phệ hết thảy của ngươi, khí vận của ngươi, cơ duyên của ngươi, tóm lại hết thảy của ngươi. Đương nhiên,
có lẽ còn có nguyên nhân gì khác, bất quá những thứ này ta không biết. Đến lúc đó ngươi có cơ hội, có thể hỏi đối phương một chút. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó nói. Sao ta cảm giác ngươi nhìn có chút hả hê a? Nhìn có chút hả hê. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Không có không có, tóm lại, tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó tới chỗ Tử Nhi, ở bên cạnh Dương Diệp là Tiểu Thiên. Nàng còn bao lâu mới có thể tỉnh? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên trầm mặc. Sao thế? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Nguyên bản ta cho rằng nàng chẳng qua là thần hồn bị hao tổn, nhưng hiện tại xem ra, không chỉ như thế, bất quá ta còn không điều tra ra. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức lạnh xuống. Thiên Quân động tay. Tiểu Thiên nói. Không biết, nửa tháng sau, nếu nửa tháng sau nàng còn không tỉnh, thì chứng minh Thiên Quân nhất định đã động tay chân. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Nếu thật như vậy, ta sẽ để hắn trả giá bằng máu. Tử Nhi chính là nghịch lên của hắn, không để cho đụng vào. Ở trong Hồng Mông Tháp bồi bạn Tiểu Thiên cùng Tử Nhi một thời gian ngắn, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, bởi vì hắn đã đến. Một lúc lâu sau, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn không xa là một cự thành, thành do các loại cự thạch xây thành, điều này làm cho tòa thành cực kỳ to lớn, hơn nữa cho người ta cảm giác cứng rắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, ở trên cửa thành có ba chữ to, cự thạch thành. Ba chữ kia, cũng là do tảng đá tạo thành. Cự thạch thành. Cự thạch thành. Dương Diệp quan sát cửa thành, sau đó đi tới. Thông suốt, hắn không có bất kỳ trở ngại tiến vào trong thành. Nhưng sau khi hắn vừa vào thành, một nam tử khôi ngô liền chắn ở trước mặt hắn. Người ma tộc. Dương Diệp quan sát đối phương một chút, sau đó nói. Có việc gì? Thanh niên kia nhìn thoáng qua Dương Diệp. Thiên tộc. Dương Diệp lắc đầu. Không phải. Thanh niên ma tộc đột nhiên bắt được y phục của Dương Diệp, sau đó kéo Dương Diệp tới trước mặt mình. Nhưng tại sao ta cảm giác ngươi chính là những tạp chủng thiên tộc kia nhỉ? Dương Diệp nhìn thanh niên. Ta nói ta không phải. Khóe miệng thanh niên ma tộc mỉm cười. Hiện tại, ta càng cảm giác ngươi chính là. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ra tay, tay của hắn trực tiếp nắm cổ họng của thanh niên ma tộc kia, nhưng khóe miệng thanh niên ma tộc kia nổi lên cười lạnh. Thân thể lão tử là loại tạp chủng như ngươi có thể. Ca sát. Thanh âm xương cốt rạn nứt vang lên, thanh niên ma tộc kia im bặt, bất quá chưa chết. Dương Diệp bóp yết hầu của thanh niên ma tộc mãnh liệt đập xuống mặt đất. Bành. Mặt đất nổ bể ra. Dương Diệp giẫm lên ngực thanh niên kia. Đến, nói cho ta biết, ta có phải thiên tộc hay không? Thanh niên ma tộc nhìn chằm chằm Dương Diệp, đúng lúc này, chân phải Dương Diệp giẫm mạnh. Phốc. Trong miệng thanh niên ma tộc lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dương Diệp cúi người nhìn thanh niên kia. Không phục. Lão tử chính là không phục. Thanh niên ma tộc kia gầm lên. Không phục. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh. Lão tử chuyên trị các loại không phục. Nói xong, hắn xách thanh niên ma tộc kia mãnh liệt đập xuống mặt đất. Thình thịch. Mặt đất rạn nứt sụp xuống. Rầm rầm rầm. Trong tràng, Dương Diệp cầm một chân của thanh niên ma tộc kia không ngừng đập mạnh, mặt đất chung quanh rạn nứt, vô số đá vụn xen lẫn máu tươi bắn ra, vô cùng thê thảm. Giờ phút này, bốn phía đã tụ tập không ít người ma tộc. Dừng tay. Ngay lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ xa xa truyền đến. Nhưng Dương Diệp không có ý tử ngừng tay, như trước cầm chân thanh niên ma tộc đập mạnh. Láo xược. Lại một tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngay sau đó, một nhân ảnh bắn về phía Dương Diệp, ngay lúc này, Dương Diệp ngừng lại, sau đó xoay người đấm một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, đạo nhân ảnh kia bị chấn trở về tại chỗ. Xuất thủ là một tổ nam tử mặc khôi giáp, nam tử ước chừng 30 mấy tuổi, dáng người khôi ngô, so sánh với Dương Diệp tựa như một đứa bé. Nam tử khôi giáp nhìn quả đấm mình, nắm đấm đã vỡ ra, có thể thấy được bạch cốt. Nam tử khôi giáp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp đá thanh niên ma tộc dưới chân đến một bên, sau đó nói. Như thế nào? Hắn là thiên tộc. Lúc này, thanh niên ma tộc bị Dương Diệp đánh hấp hối đột nhiên nói. Thiên tộc. Nghe được thanh niên ma tộc kia nói, tất cả người ma tộc đều nhìn về Dương Diệp,
ánh mắt bất thiện. Ánh mắt nam tử khôi giáp kia càng băng lạnh xuống, chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên ma tộc kia, dưới tình huống tất cả mọi người còn chưa tỉnh hồn lại, Dương Diệp trực tiếp nhấc thanh niên kia lên. Biết rõ vì sao ta đánh ngươi không? Bởi vì ngươi biết rõ ta không phải thiên tộc, nhưng lại còn muốn gây phiền toái cho ta. Nói xong, Dương Diệp mãnh liệt vỗ lên mặt thanh niên kia. Ba. Theo một tiếng tát vang dội, cả người thanh niên kia bay ra ngoài. Sau khi bay ra mấy trăm trượng, hắn mới ầm ầm rơi xuống đất. Một trưởng đánh bay thanh niên ma tộc kia, Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Ta là nhân tộc. Nhân tộc. Mọi người có chút ngẩn người, lúc này Dương Diệp không có ẩn nấp khí tức của mình, sau khi cảm nhận được khí tức của Dương Diệp, những người ma tộc kia thần sắc hơi khá hơn một chút. Với bọn hắn mà nói, bọn hắn không phải muốn giúp thanh niên ma tộc kia, mà là bọn hắn sẽ không để cho người của thiên tộc ở chỗ này giễu võ dương oai. Không phải thiên tộc. Rất nhiều người ma tộc đã bắt đầu rút đi. Dương Diệp cũng không có ra tay, mà đi về phía trước. Hắn đến ma tộc, cũng không phải đến gây sự, nhưng ai muốn tìm hắn gây sự, hắn sẽ không nhường nhịn. Đáng chết liền giết, nên đánh thì đánh. Dương Diệp còn chưa đi bao lâu, một thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Các hạ là nhân tộc, vừa vặn, ta cũng là nhân tộc, gọi Liêu Phàm, nhận thức một chút. Dương Diệp quan sát nam tử trước mắt, trong mắt có vẻ kinh ngạc, bởi vì nam tử trước mắt này, dĩ nhiên là cường giả kiến đạo cảnh. Cường giả kiến đạo cảnh. Nam tử này niên kỷ không cao hơn 30 tuổi, kiến đạo cảnh không cao hơn 30 tuổi, thiên phú được cho là yêu nghiệt. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó nói. Diệp Dương. Hắn tự nhiên không thể dùng tên Dương Diệp, cũng không phải sợ cái gì, chủ yếu là nếu nói ra cái tên này, nhất định sẽ chọc rất nhiều phiền toái. Liêu Phàm cười nói. Diệp huynh, nếu như ta không đoán sai, ngươi là vì di tích thánh nhân mà đến, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi không phải cũng vậy sao? Liêu Phàm cười nói. Xem ra, chúng ta xem như chí đồng đạo hợp. Đúng rồi, còn có hai bằng hữu chung chí hướng, không bằng Diệp huynh đi cùng chúng ta. Dương Diệp đang muốn cự tuyệt, lúc này Liêu Phàm kia lại nói. Diệp huynh đối với di tích thánh nhân này hẳn biết không nhiều a. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Biết rõ xác thực không nhiều lắm, như thế nào? Liêu Phàm nói. Di tích thánh nhân này ở lưỡng giới sơn, lưỡng giới sơn ở chỗ giao tiếp của ma giới cùng hải giới, bởi vì bên trái của nó ở ma giới, mà bên phải thì ở bên hải tộc, cho nên mới được xưng là lưỡng giới sơn. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Diệp hỏi. Liêu Phàm cười nói. Diệp huynh, di tích thánh nhân này cũng không phải dễ vào như vậy. Có ba điểm hung hiểm, cái thứ nhất, là ma vật cùng hải yêu ở lưỡng giới sơn, bởi vì di tích thánh nhân. Bọn người kia ở đó bắt đầu sát nhân đoạt bảo, có thể nói, rất nhiều người còn chưa tiến vào lưỡng giới sơn đã bị giết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Nguy hiểm thứ hai là chân núi lưỡng giới sơn, có mấy đạo lực lượng thần bí, mấy đạo lực lượng thần bí này đã từng chạm giết qua cường giả thiện cảnh. Còn thứ ba dĩ nhiên chính là bách tộc. Cho dù chúng ta đi vào lấy được truyền thừa, nhưng có thể an toàn đi ra hay không là một vấn đề. Cho nên tìm mấy người đồng hành là cần thiết, ngươi cảm thấy thế nào? Tại chỗ, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Được. Hắn đối với lưỡng giới sơn kia biết cực nhỏ, đi cùng đám người Liêu Phàm, sẽ đền bù điểm này. Lưỡng giới sơn, đó là địa phương thánh nhân vẫn lạc, chỗ kia khẳng định không phải loại lương thiện gì. Nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, Liêu Phàm mỉm cười. Xin mời đi theo ta. Dương Diệp đi theo Liêu Phàm ra cự thạch thành, ở trên núi nhỏ ngoài thành, Dương Diệp gặp được một nam một nữ, nam mặc áo bào tím, trong tay nắm một cây trường thương, nữ tử mặc váy dài màu trắng, bên hông đeo trường kiếm. Nam tuấn nữ lệ. Đây là... Nam tử áo tím nhìn Dương Diệp hỏi. Liêu Phàm cười nói. Vị này chính là Diệp Dương huynh, ta ở cự thạch thành ngẫu nhiên gặp phải. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp, tay chỉ nam tử áo tím cùng nữ tử. Vị này là Tô Tú huynh, đến từ nhân tộc, bên cạnh là A Tú cô nương, tương tự đến từ nhân tộc. Tô Tú và A Tú nhìn Dương Diệp một chút, sau đó khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Dương Diệp cũng nhìn hai người nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Liêu Phàm. Đi ngay bây giờ.
Liêu Phàm nhẹ gật đầu. Tự nhiên, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Đoàn người ra đỉnh núi, đi về phía Lưỡng Giới Sơn. Lưỡng Giới Sơn cách vị trí hiện tại của bọn họ không đến 2 canh giờ lộ trình, nếu như phi hành, không đến nửa ca khác có thể tới, bất quá mấy người không có lựa chọn bay, bởi vì như vậy mục tiêu quá lớn, dễ dàng gây ra phiền toái. Các ngươi nói Dương Diệp kia có đến không? Ngay lúc này, Liêu Phàm đột nhiên nói. Nghe vậy Dương Diệp sửng sốt. Một bên, Tô Tú nói. Sẽ tới, di tích thánh nhân, đây đối với tu hành giả chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là đại cơ huyên, ta nghĩ hắn hẳn sẽ không bỏ qua. Hy vọng hắn có thể tới. Lúc này A Tú đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía A Tú. Vì cái gì? A Tú nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Lúc này Liêu Phàm kia cười nói. Diệp huynh không biết a, Dương Diệp này được xưng đại thiên vũ trụ đệ nhất thiên tài, đương nhiên, cái này không có người nào thừa nhận, ít nhất chúng ta là sẽ không thừa nhận. Cuối cùng, hắn không có đi đánh võ đế bảng, đương nhiên, đệ nhất kiếm tu, có lẽ vẫn có khả năng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía A Tú. Mà A Tú của chúng ta là một vị kiếm tu cường đại, nàng tự nhiên là muốn gặp Dương Diệp kia. Nhìn đối phương có phải thật như đồn đại hay không? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Đúng rồi, người nói võ đế bảng gì kia là cái đồ chơi gì? Liêu Phàm nhìn thoáng qua Dương Diệp, kinh ngạc nói. Diệp huynh chưa từng nghe qua. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chưa. Liêu Phàm cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Võ đế bảng, chính là một danh sách do bách tộc cộng đồng cử hành. Cường giả trên bảng đều là siêu cấp thiên tài trong bách tộc, đặc biệt là 10 thứ hạng đầu, 10 vị này là cực kỳ khủng bố, đã từng có một gia hỏa xếp thứ 9, đối phương đã từng chạm giết qua thiên tài của tứ đại gia, đối phương không chỉ không trách cứ hắn, ngược lại còn ném cành ô liu. Dương Diệp nói, thiên tài của tứ đại gia so với thiên tài của bách tộc ai mạnh hơn? Không thể nói như vậy. Liêu Phàm nói, tổng thể mà nói. Hàm lượng thiên tài của tứ đại gia xác thực cao hơn một chút, nhưng cái này không có nghĩa là những thiên tài bách tộc kia yếu hơn bọn hắn, giống như 10 thứ hạng đầu trên võ đế bảng, bọn hắn so với thiên tài của tứ đại gia, là tuyệt đối không yếu. Dương Diệp khẽ gật đầu, không có nói cái gì, nhưng lúc này Liêu Phàm lại nói. Dương Diệp này, có thể đi thiên tộc dẫm đám bại não thiên tộc kia, hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu gì, dùng thực lực của hắn, hẳn có thể tiến 10 thứ hạng đầu. Đương nhiên, nếu như nghe nhầm đồn bậy, vậy thì khó nói rồi. Một bên, Tô Tú đột nhiên nói. Lại yêu nghiệt thì thế nào? Còn không phải phản đồ của nhân tộc ta. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ, dùng thiên phú của hắn, hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của nhân tộc ta, vì sao hắn lại đi cấu kết phu tộc? Cấu kết phu tộc? Dương Diệp nhìn về phía Tô Tú. Nhân quân nói. A Tú khẽ gật đầu. Nhân quân đã phát lệnh truy nã. Bây giờ Dương Diệp này là phản đồ của nhân tộc ta, bất kỳ người nào cũng không được bao che. Dương Diệp không có nói chuyện, hiện tại xem ra, nhân tộc này hắn là không thể trở về rồi. Bằng không thì, vừa trở về, phiền toái sẽ vô cùng vô tận. Mà nhân quân này cũng lợi hại, không giết hắn không bỏ qua a. Lúc này, Liêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Không biết Diệp huynh đến từ gia tộc nào. Tô Tú cùng A Tú cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Một gia tộc nho nhỏ, nói ba vị cũng không biết. Ba người Liêu Phàm nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói chuyện. Tiếp tục hỏi, liền có chút không biết điều rồi. Một lúc lâu sau, chúng ta đã đến. Ngay lúc này, Liêu Phàm đột nhiên nói. Ba người ngừng lại, sau đó nhìn về phía trước. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể, rất nhanh, trong hồng mông tháp truyền đến thanh âm kinh ngạc của Dương Diệp. Cái này, ở trước mặt Dương Diệp, là một thanh kiếm, lúc này thanh kiếm kia đang rung. Rung, thanh kiếm này là kiếm của Tiêu Giao Tử. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp cau mày. Nhưng đúng lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên ngừng lại, yên lặng lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp duỗi tay nắm kiếm, kiếm hơi run một chút. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nhìn kiếm trong tay trầm tư một chút, Dương Diệp thối lui ra khỏi hồng mông tháp. Lúc này Liêu Phàm đột nhiên nhìn về phía hắn. Diệp huynh, ta đột nhiên nhớ tới, trước kia ngươi cùng thanh niên ma tộc đối chiến, dùng là tựa hồ là lực lượng thân thể, ngươi là thể tu.
Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Thể tu. Nghe vậy, Tô Tú cùng A Tú nhìn về phía Dương Diệp. Thể tu. Nhân tộc tu luyện thể tu rất ít, bởi vì quá thống khổ. Đối với nhân tộc mà nói, tu luyện thể tu, không thể nghi ngờ là tìm tai vạ. So sánh với ma tộc cùng yêu tộc, nhân tộc ở phương diện thể năng này, chênh lệch rất nhiều. Lúc này Liêu Phàm cười nói. Thể tu rất hiếm thấy, Diệp huynh có thể tu luyện thân thể tới loại trình độ này, nghị lực kia, ta bội phục. Dương Diệp cười cười, không có nói gì. Lúc này, mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chính là Lưỡng Giới Sơn. Lưỡng Giới Sơn không quá cao, chỉ khoảng 1.000 trượng, nhưng lại cực rộng, nhìn không thấy đầu, cuối tầm mắt mọi người là hải vực vô tận. Giờ phút này, ở trên không Lưỡng Giới Sơn có một đạo bạch quang đang lóe lên. Luồng sáng trắng này, Dương Diệp vừa nhìn thấy, thần sắc liền ngưng trọng. Nguy hiểm, bạch quang này cho hắn cảm giác chính là nguy hiểm. Đó là cái gì? Dương Diệp hỏi. Liêu Phàm lắc đầu. Không biết. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Rất nhanh, bốn người tới này chân núi Lưỡng Giới Sơn. Ở trên đỉnh đầu 10 người, luồng sáng trắng kia vẫn tồn tại. Liêu Phàm ngẩng đầu nhìn. Bạch quang này chính là một cấm địa, nó để cho chúng ta không cách nào tới đỉnh núi Lưỡng Giới Sơn, mà địa phương thánh nhân kia vẫn lạc, hẳn là ở đỉnh núi. Dương Diệp nói. Bách tộc không phái cường giả phá vỡ bạch quang kia sao? Liêu Phàm mỉm cười. Nếu thánh nhân của bách tộc ra tay, tự nhiên là có thể phá hỏng. Nhưng vì sao bọn hắn phải phá vỡ? Diệp huynh, kỳ thật di tích thánh nhân này, chính là những lão gia hỏa kia lấy ra rèn luyện chúng ta. Với bọn hắn mà nói, di tích thánh nhân này, có thể rèn luyện thiên tài trong tộc bọn họ. Bằng không thì, vừa xuất hiện di tích gì, những lão gia hỏa kia liền đến, chúng ta còn rèn luyện cái gì? Dương Diệp á khẩu không trả lời được. Lúc này Liêu Phàm cười nói. Không cần lo lắng, tuy bạch quang kia cường đại, nhưng không phải không có biện pháp giải quyết, phải biết đến địa phương này, đều là thiên tài đứng đầu nhất trong bách tộc. Vừa nói, hai ngón tay hắn kẹp lại, ở giữa ngón tay kẹp một tấm thẻ màu vàng. Thẻ mời, ma tộc Ma Tiêu phát ra lời mời, phàm là thiên tài có thực lực đều thu được này vé mời. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía luồng sáng trắng ở đỉnh núi Lưỡng Giới Sơn. Một người không phá được, nhưng 10 cái, 100 cái thì sao? Chúng ta không có vé mời. Lúc này A Tú đột nhiên nói. Liêu Phàm cười nói. Vô sự, chờ Ma Tiêu kia nhìn thấy các ngươi, hắn sẽ cho các ngươi vé mời. Đi. Nói xong, thân hình Liêu Phàm run lên, hóa thành một ngọn gió xoáy biến mất ở xa xa. Tô Tú cùng A Tú cũng vội vàng đi theo. Tại chỗ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua luồng sáng trắng, hắn nhíu mày, bây giờ cách bạch quang có chút gần, cái này để cho hắn cảm thấy có chút khác thường. Cảm giác quen thuộc. Luồng sáng trắng kia để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Diệp huynh, nhanh đuổi kịp, nếu không ngươi sẽ lạc đường. Lúc này, xa xa truyền đến thanh âm của Liêu Phàm. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, đi theo Liêu Phàm, đám người Dương Diệp tới một thác nước dưới chân núi Lưỡng Giới Sơn, ở dưới thác nước đã có 10 người. Dương Diệp nhìn lướt qua, 10 người thấp nhất đều là kiến đạo cảnh. Thế giới này, cũng không thiếu thiên tài. Nhìn thấy đám người Dương Diệp, nam tử cầm đầu nhìn Liêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua đám người Dương Diệp. Ba vị này là... Liêu Phàm giới thiệu nói. Vị này là Tô Tú, cũng là cường giả kiến đạo cảnh, vị bên cạnh là A Tú cô nương, nàng cũng là cường giả kiến đạo cảnh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Vị này là Diệp huynh, hắn. Dương Diệp không có ẩn nấp khí tức của mình. Lúc này tất cả mọi người cảm nhận được cảnh giới của Dương Diệp. Thính đạo cảnh. Dương Diệp phát hiện, thần sắc của rất nhiều người mang theo kinh ngạc, đương nhiên, cũng có một hai cái mang theo trào phúng. Liêu Phàm kinh ngạc nói. Diệp huynh, ngươi mới thính đạo cảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Làm sao vậy? Liêu Phàm miệng giật giật, sau đó biểu lộ có chút lúng túng. Đừng nhìn những người ở đây chỉ cao hơn Dương Diệp một tiểu cấp. Nhưng đối với mọi người mà nói, một tiểu cấp này, chính là khác nhau một trời một vực. Khiêu chiến vượt cấp, loại thiên tài này thực rất nhiều, bọn họ đều là như vậy. Nhưng khiêu chiến vượt cấp, cái kia cũng phải nhìn người. Trong cùng cấp,
có thể khiêu chiến vượt cấp bọn họ, có lẽ có, nhưng tuyệt đối rất ít. Mà người trước mắt này, thấy thế nào cũng không giống như loại siêu cấp yêu nghiệt kia. Dương Diệp cũng là một nhân tinh, hắn sao xem không hiểu tâm tư của những người này. Lập tức cười cười nói. Cảnh giới, cũng không thể hoàn toàn cân nhắc thực lực một người, đúng không? Ồ! Lúc này một thanh niên đột nhiên đi tới, cười nói, nghe ý tứ của các hạ, mặc dù các hạ chỉ là thính đạo cảnh, nhưng không kém kiến đạo cảnh chúng ta, là ý tứ này đúng không? Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên kia, sau đó nói. Không có ý tứ gì khác. Ta nhìn ngươi chính là ý này. Thanh niên kia nhìn Dương Diệp. Chúng ta nơi đây, không cần phế vật, rõ ràng chưa? Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt thanh niên kia phản ứng cũng cực nhanh, giơ tay bổ ra một chưởng, chưởng ra, không gian lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn. Nhưng, bành, ở trong mắt của tất cả mọi người, thanh niên kia bị Dương Diệp đánh đến hơn mấy trăm chưởng. Giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp đi về phía thanh niên kia. Kỳ thật, người nói một chút cũng không sai. Ta không kém các ngươi chút nào, chính là ý này. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bành! Mọi người quay đầu nhìn về phía xa, thanh niên kia bay ngược đụng vào trên vách núi. Bành! Vách núi run lên kịch liệt, vô số đá vụn rơi xuống. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt thanh niên kia, nắm cổ họng của đối phương. Ngươi cảm thấy lời của ta có vấn đề sao? Thanh niên nhìn Dương Diệp, không nói gì. Tay của Dương Diệp càng ngày càng gấp, sắc mặt thanh niên kia tái xanh lên. Diệp huynh, xin hạ thủ lưu tình. Lúc này Liêu Phàm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Liêu Phàm, sau đó tay buông lỏng, thanh niên kia rơi trên mặt đất. Liêu Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía thanh niên áo đen. Ma Tiêu huynh, bằng hữu này của ta thực lực còn có thể chứ? Ma Tiêu nhìn Dương Diệp một chút. Sau đó nói, thể tu, Dương Diệp nói, xem như thế đi, Ma Tiêu khẽ gật đầu, dùng thân thể nhân loại tu luyện tới loại trình độ này, khó được. Mặc dù các hạ chỉ là thính đạo cảnh, nhưng như ngươi nói, ngươi tuyệt đối không kém chúng ta. Có các hạ gia nhập, xác suất thành công của chúng ta sẽ tăng lên một ít. Phá vỡ luồng sáng trắng kia, Dương Diệp nói, Ma Tiêu khẽ lắc đầu. Nếu như những thiên tài tới đây đều liên thủ, có lẽ có cơ hội phá vỡ, nhưng lấy chúng ta, còn lâu mới có thể. Bạch quang kia mạnh, đủ để đơn giản miểu sát một vị cường giả thiện cảnh. Vậy chúng ta làm gì? Liêu Phàm hỏi. Không phá nó, làm sao trèo lên đỉnh? Ma Tiêu cười nói. Rất đơn giản, mọi người liên thủ chống cự nó, không cùng nó quần chiến, chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng lên núi là được. Bởi vì chỉ cần lên núi. Nó sẽ không tiếp tục đuổi giết chúng ta. Rất nhiều người là thông qua phương pháp này lên núi. Có bao nhiêu người đi lên rồi? Liêu Phàm hỏi. Không nhiều lắm. Ma Tiêu nói. Đối với chúng ta mà nói, còn có cơ hội, dù sao truyền thừa của thánh nhân, khẳng định không phải dễ lấy như vậy. Hơn nữa cho dù có người được, khẳng định cũng là được hạt giống truyền thừa, chỉ cần đạt được hạt giống truyền thừa, đối với chúng ta mà nói, cũng giống như vậy. Đoạt hạt giống truyền thừa. Dương Diệp nhìn thoáng qua Ma Tiêu, gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện a. Bất quá cái này cũng bình thường, thiên địa bảo vật, đều là cường giả nắm giữ. Nắm đấm của ai cứng rắn, là của người đó. Coi như vốn là của ngươi, nhưng quả đấm ngươi không cứng rắn, nó cũng sẽ biến thành của người khác. Hiện tại liền đi. Liêu Phàm nói. Ma Tiêu nhẹ gật đầu. Trước nói rõ một điểm, hiện tại mọi người là ở trên một thuyền. Trong lúc này, chúng ta phải đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Phải biết ở chỗ này, rất nhiều người đã liên thủ, nếu chúng ta không đoàn kết, tất nhiên sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Loại chuyện sát nhân đoạt bảo này, nghĩ đến các vị hẳn đều không xa lạ gì. Mọi người nhẹ gật đầu, tỏ vẻ không có gì nghĩ. Ma Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bạch quang ở đỉnh núi. Đi thôi, đợi tí nữa nếu bạch quang kia ra tay, mọi người liên thủ ngăn cản. Cường điệu lần nữa, phải xuất toàn lực, luồng sáng trắng kia, đã chạm giết qua cường giả thiện cảnh. Nói xong, Ma Tiêu không nói chuyện, mang theo mọi người bước nhanh về phía đỉnh núi. Mọi người đi cực nhanh,
hơn nữa thần sắc hết sức ngưng trọng và đề phòng. Thời điểm mọi người đi đến sườn núi, luồng sáng trắng kia đột nhiên phát ra âm thanh sắc nhọn, chỉ nháy mắt, luồng sáng trắng kia bắn về phía đám người Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Ma Tiêu trầm xuống. Mà hai mắt Dương Diệp thì trợn lên. Làm sao có thể? Kiếm khí. Dương Diệp cảm nhận được kiếm khí, chùm ánh sáng trắng này là một đường kiếm khí. Trước hắn ở quá xa nên không cảm nhận được, bây giờ hắn đã cảm nhận được rõ ràng kiếm khí này. Kiếm khí của ai vậy? Dương Diệp lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì đường ánh sáng xen lẫn với kiếm khí kia đã đi tới đỉnh đầu của mọi người. Giờ phút này Dương Diệp tin tưởng lời Ma Tiêu nói lúc trước, đường ánh sáng trắng này thật sự có thể chém giết cường giả thiện cảnh. Nguy hiểm. Vô cùng nguy. Hiểm. Ra tay, đúng lúc này, ở đó đột nhiên vang lên giọng nói Ma Tiêu, chỉ thấy Ma Tiêu phóng lên cao và đánh ra một quyền, theo nắm đấm của hắn đánh ra, một nắm tay khổng lồ dài tới mấy trượng đột nhiên từ dưới mặt đất lao lên, đánh về phía ánh sáng trắng kia. Nhưng nắm đấm khổng lồ này vừa mới tiếp xúc với ánh sáng trắng kia liền lập tức trở nên tán loạn, hóa thành hư vô. Mà lúc này, những người xung quanh Ma Tiêu lại muốn ra tay, nhưng ánh sáng trắng kia đã lập tức hạ xuống, Ma Tiêu đứng mũi chịu sào còn chưa kịp phản ứng, cả người liền trực tiếp mở ảo. Ngã xuống, lập tức bị giết chết trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Liêu Phàm còn lại biến sắc, một người trong đó vội vàng nói. Không thể địch nổi, đi thôi. Dứt lời, thân hình hắn run lên và trực tiếp bắn nhanh về phía xa. Những người còn lại đều chạy trốn. Dương Diệp tất nhiên không ngoại lệ, hắn cũng không muốn một đấu một cùng đường kiếm khí này, đường kiếm khí này không phải là kiếm khí bình thường. Cho dù là hắn cũng không nắm chắc có thể đỡ được, bởi vậy trong lúc mọi người trốn, hắn cũng bắt đầu trốn. Nhưng đường kiếm khí kia không đuổi theo ai mà chỉ đuổi theo hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt, không nhịn được nổi giận mắng. Cái quỷ gì vậy, lão tử có thù oán với ngươi à? Hắn tăng nhanh tốc độ, nhưng kiếm quang kia còn nhanh hơn. Cách đó không xa, ba người Liêu Phàm này dĩ nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Tô Tú nói, chúng ta có nên giúp hắn không? Dẫn đầu Liêu Phàm khẽ lắc đầu. Đây là một cơ hội đối với chúng ta. Chúng ta đi thôi, lập tức lên núi. Vừa dứt lời, hắn lao thẳng về phía đỉnh núi. A Tú cùng Tô Tút liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng A Tú nói. Ta đi giúp hắn. Tô Tú nghe vậy thì kinh ngạc nhìn A Tú, không hiểu. A Tú nói. Trước đó đã nói là đồng minh tạm thời, chúng ta tất nhiên nên cùng đối mặt với bất cứ chuyện gì. Nếu như bây giờ ta rời đi chính là phản bội lại lời hứa trước đó, làm trái với lương tâm. Dứt lời, toàn thân nàng có kiếm quang lóe lên và trực tiếp biến mất. Tô Tú khẽ lắc đầu. Cổ hủ. Hắn vừa dứt lời liền lao thẳng về phía đỉnh núi. Bên kia, tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, nhưng kiếm quang kia vẫn đuổi theo không dừng. Cuối cùng, Dương Diệp trực tiếp dừng lại. Đúng lúc này, kiếm quang kia cũng đột nhiên dừng lại ở trước mặt hắn. Dương Diệp liếc nhìn kiếm quang kia. Ngươi muốn làm gì? Sở dĩ hắn dừng lại là vì hắn không cảm nhận được sát ý. Đường kiếm quang này hình như cũng không có ác ý gì với hắn. Ánh sáng trắng kia hơi run lên, rất nhanh, nó trực tiếp trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp rồi run khẽ, dường như đang biểu đạt gì đó. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó đưa tay đặt ở trên ánh sáng trắng này, ánh sáng trắng tản đi, một luồng kiếm khí chỉ dài bằng ngón tay xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kiếm khí hiện lên màu trắng giống như một ngọn lửa. Dương Diệp liếc mắt nhìn kiếm khí trước mặt. Ngươi muốn đi cùng ta sao? Đường kiếm khí này lập tức run lên. Lần này, Dương Diệp hiểu rõ rồi. Kiếm khí. Không quan tâm kiếm khí của một người lợi hại tới mức nào, chỉ cần kiếm khí rời khỏi cơ thể của người đã thi triển nó chính là vật vô chủ như lục bình không có dễ. Một khi gặp phải ngoại lực, nó rất có khả năng vĩnh viễn biến mất ở trên thế gian này. Bởi vậy, đường kiếm khí trước mắt này hiển nhiên là muốn đi theo hắn, tìm được cho mình một nơi cư trú. Về phần tại sao lại tìm hắn? Rất đơn giản. Bởi vì hắn là kiếm tu. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đưa tay cầm đường kiếm khí này, kiếm khí kia liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Tâm thần Dương Diệp chìm vào bên trong Hồng Mông Tháp. Khi đường kiếm khí này bước vào Hồng Mông Tháp, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, đường kiếm khí này trực tiếp tiến vào trong thanh kiếm của Tiêu Dao Tử. Ong!
theo kiếm khí bước vào, thanh kiếm kia đột nhiên chấn động mạnh, lập tức phát ra một tiếng kiếm ngân chói tai. Dương Diệp vẫy tay một cái, thanh kiếm kia xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Diệp im lặng nhìn thanh kiếm trước mặt. Qua rất lâu, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Sau khi rời khỏi Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, hắn định rời khỏi đó, mà lúc này, hắn đột nhiên nhìn sáng bên. Đi ra. Không gian nơi đó khẽ run lên, một nữ tử đi ra. Người tới chính là A Tú. Là ngươi à? Dương Diệp nhíu mày, rõ ràng không ngờ được nữ nhân này sẽ đến. A Tú liếc nhìn Dương Diệp, vừa rồi, ta đều thấy được. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi, A Tú nói, người rốt cuộc là ai? Dương Diệp cười nói, bèo nước gặp nhau, không cần thiết phải truy hỏi nguồn gốc, người thấy thế nào? A Tú khẽ gật đầu. Cũng phải. Nàng nói xong thì ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Bọn họ đã đi tới đó. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn đỉnh núi, sau đó nói. Vậy chúng ta cũng lên đi, A Tú liếc nhìn Dương Diệp, tuy trong lòng rất nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì. Giống như Dương Diệp nói, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, nếu tiếp tục hỏi thì có vẻ không biết điều. Vào lúc hai người sắp đến đỉnh núi, đột nhiên có một tiếng xé gió vang lên ở bên tai hai người, thoáng cái, mấy đường ánh sáng lạnh đi tới trước mặt Dương Diệp cùng A Tú, trong ánh sáng sắc bén là lưỡi dao mỏng như cánh ve. Những lưỡi dao này nhắm thẳng vào vị trí quan trọng trên người Dương Diệp cùng A Tú. Tuy tốc độ của những lưỡi dao này rất nhanh, nhưng loại tốc độ này vẫn quá chậm đối với Dương Diệp. Hắn không hề né tránh, trực tiếp đánh ra một quyền. Quyền vừa ra, mấy cái lưỡi dao trước mặt hắn trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía A Tú, lúc này, những lưỡi dao trước mặt A Tú cũng đã biến mất. Ở trong tay A Tú còn có thêm một thanh kiếm, trên thân kiếm có kiếm quang chớp hiện. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cả hai đồng thời nhìn về phía xa, nơi đó có mấy bóng đen đang nhanh chóng lao về phía xa. Rõ ràng, người trong bóng tối thấy được thực lực của hai người Dương Diệp, quyết định bỏ qua cơ hội giết người đoạt bảo. Đuổi theo sao? A Tú nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không cần lãng phí thời gian. Dương Diệp dứt lời liền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi ở gần trong gang tấc, trong phút chốc, thân hình hắn run lên và đi thẳng tới đỉnh núi. A Tú theo sát phía sau. Sau khi đi tới đỉnh núi, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và nhìn về phía trước mặt, phía xa không thấy được điểm cuối. Lúc này, A Tú chỉ vào trước mặt nói. Bên kia là hải giới, di tích thánh nhân lại ở biên giới của hải giới cùng ma giới. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp vừa dứt lời, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đã ở cách đó mấy nghìn dặm. A Tú nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền nheo mắt. Lực lượng cơ thể thật mạnh. Dứt lời, nàng bước nhanh theo. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp cùng A Tú ngừng lại. Ở phía trước cách hai người không xa có một ngọn núi nhỏ, ở dưới chân ngọn núi nhỏ này có gần 30 người. Liêm Phàm cùng Tô Tú đã ở đó. Nhìn thấy Dương Diệp cùng A Tú, Liêu Phàm cùng Tô Tú hơi ngẩn người. Liêu Phàm rất nhanh đã đi tới và cười nói. Diệp huynh cùng A Tú cô nương không có việc gì là tốt rồi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó liếc nhìn đám người phía xa. Liêu Phàm huynh, bên kia có chuyện gì xảy ra vậy? Thái độ của Dương Diệp rất tốt, không có bất kỳ điểm nào khác thường. Liêu Phàm liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Diệp huynh sẽ không trách ta cùng Tô Tú huynh vừa rồi đã đi trước chứ? Dương Diệp lắc đầu, cười nói. Làm sao có thể? Hắn nói xong lại nói. Liêu Phàm huynh, chẳng lẽ có người thu được truyền thừa của thánh nhân rồi sao? Không. Liêu Phàm lắc đầu, sau đó chỉ vào sườn núi nhỏ phía xa nói. Di tích thánh nhân ở nơi đó, nhưng chúng ta không thể đi lên. Không chỉ chúng ta, người đến đây đều phải dừng lại, không có người nào có thể đi lên được. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Liêu Phàm nói, có gì đó đang canh gác. Dương Diệp nghe vậy, hai mắt híp lại và ngẩng đầu nhìn lướt qua sườn núi nhỏ kia, nhưng cũng không nhìn thấy gì. Liêu Phàm cười nói, đợi lát nữa ngươi sẽ thấy. Hắn nói đến đây thì thần sắc nghiêm trọng. Ánh sáng này còn muốn khủng khiếp hơn trước. Liêu Phàm, lúc này, phía xa truyền đến một giọng nói. Liêu Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên mặc áo bào tím chậm rãi đi tới. Lâm Thiên Huynh,
Liêu Phàm vội vàng đi tới, cười nói. Không biết Lâm Thiên huynh có gì căn dặn. Nam tử được gọi là Lâm Thiên liếc nhìn hai người Dương Diệp, sau đó nói. Hai vị này là... Liêu Phàm cười nói. Hai vị này là hai vị bằng hữu ta làm quen trên đường, gọi là Diệp Dương cùng Tô Tú. Hắn nói xong liền nhìn về phía Dương Diệp cùng A Tú, giới thiệu Lâm Thiên này. Vị này chính là Lâm Thiên huynh, hai vị, Lâm Thiên huynh là một trong hai đế của nhân tộc ta. Một trong hai đế. Dương Diệp không khỏi liếc nhìn Lâm Thiên, người trước mắt đây là tiểu tử nổi danh cùng Tần Xuyên sao? Lâm Thiên khẽ gật đầu với hai người Dương Diệp, sau đó nói. Chúng ta đã quyết định, đợi lát nữa mọi người cùng nhau liên thủ đối phó với tiểu tử kia. Sau khi giải quyết thì sao? Lúc này, Liêu Phàm đột nhiên hỏi. Sau đó à? Lâm Thiên khẽ cười. Liêu Phàm huynh, người hỏi vấn đề này thật sự quá ngây thơ. Sau khi giải quyết xong, dĩ nhiên chính là đi tranh đoạt truyền thừa của thánh nhân này. Nắm đấm người nào lớn, người đó nhận được truyền thừa của thánh nhân. Dù sao đến lúc đó lại hoàn toàn tùy thuộc vào bản lĩnh của mình. Liêu Phàm khẽ gật đầu, không nói nữa. Lâm Thiên cười nói. Đi thôi, ta dẫn các người đi mở mang kiến thức, gặp hai thiên tài siêu cấp của ma tộc, được Lâm Thiên dẫn đường, đám người Dương Diệp đi tới dưới chân núi này, Lâm Thiên chỉ vào nam tử ngồi xếp bằng trên mặt đất phía xa, quay lưng về phía mọi người. Lâm Thiên cười nói, các ngươi đoán thử xem hắn là ai, ta nhắc nhở một chút, hắn từ trong tử giới đi ra đấy. Tử giới? Dương Diệp nhìn theo ngón tay của Lâm Thiên lại. Ở trước mặt đám người Dương Diệp. Nam tử ngồi xếp bằng ở nơi đó, lúc này, nam tử này đang quay lưng về phía bọn họ. Tuy không nhìn thấy được gương mặt của đối phương, nhưng dựa vào bóng lưng này, Dương Diệp vẫn nhận ra đối phương. Nhìn thấy người này, Dương Diệp khẽ nở nụ cười, hắn không ngờ được sẽ gặp phải đối phương ở đây, phải nói là hắn không nghĩ tới tên này cũng tới. Lâm Thiên đi tới sau lưng của người nọ và đang muốn nói, người kia dường như có linh cảm, đột nhiên xoay người, khi thấy Dương Diệp. Hắn lập tức sửng sốt, rất nhanh, ở trong ánh mắt mọi người, hắn trực tiếp đứng lên và đi tới trước mặt Dương Diệp. Không ngờ ngươi sẽ đến. Nam tử trước mắt này chỉ có một tay, chính là Đao Cuồng ở Thiên Cư Thành của tử giới. Nhìn thấy Đao Cuồng, những người này ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp, trong đó bao gồm cả Lâm Thiên. Lâm Thiên nói. Các ngươi quen nhau à? Dương Diệp cười nói. Tất nhiên biết rồi. Hắn liếc mắt nhìn ống tay áo trống rỗng kia của Đao Cuồng, sau đó nói. Còn không định khôi phục sao? Đao Cuồng khẽ lắc đầu. Cứ như vậy cũng rất tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được rồi. Theo hắn biết, cánh tay của Đao Cuồng là do Đao Cuồng chém đứt, nguyên nhân gì thì hắn cũng chưa từng hỏi, đám người A-man cũng chưa từng hỏi. Tuy nhiên, cánh tay Đao Cuồng có thể khôi phục, chỉ là hắn không ngờ được, Đao Cuồng ra khỏi tử giới vẫn không khôi phục lại. Trong này nhất định là có ẩn tình gì, nhưng Đao Cuồng không nói, hắn cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Diệp huynh. Lúc này, Liêu Phàm đột nhiên cười nói. Không ngờ được ngươi quen biết Đao Cuồng huynh, xem ra Diệp Dương huynh, cũng là người tài cao giấu kỹ. Diệp Dương. Đao Cuồng nhìn về phía Dương Diệp và nhìn thấy Dương Diệp mỉm cười, hắn lập tức hiểu rõ. Dương Diệp. Bây giờ ở Đại Thiên Vũ Trụ, có thể nói hai chữ này như mặt trời ban trưa. Nếu như Dương Diệp sử dụng tên thật, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Dương Diệp liếc nhìn Liêu Phàm, sau đó cười nói. Tài cao giấu kỹ gì đâu, ta chỉ từng cùng Đao Cuồng huynh uống rượu thôi. Thật sao? Liêu Phàm mỉm cười, còn muốn nói gì nữa, mà lúc này, Đao Cuồng lại đột nhiên nói. Chúng ta đến bên này nói chuyện đi. Nói xong, hắn dẫn theo Dương Diệp đi qua một bên, khi đi tới trước mặt một người thanh niên. Hắn đột nhiên ngừng lại và nói. Gọi đại ca. Người thanh niên kia sửng sốt. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên kia thấy người này cùng Đao Cuồng có vài phần tương tự. Nhìn thấy người thanh niên không có phản ứng, Đao Cuồng nhíu mày. Sao? Người thanh niên bĩu môi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp và thò một tay ra. Đại ca, chào ngươi. Hai chữ đại ca còn nhấn mạnh. Dương Diệp khẽ cười, sau đó bắt tay của người thanh niên. Mà lúc này, người thanh niên chợt dùng sức, nhưng vào giây phút đó, Dương Diệp cũng đột nhiên dùng sức. Rắc rắc, tiếng xương gãy đột nhiên vang lên, sắc mặt của người thanh niên này lập tức trắng bệch. Mà lúc này,
một tử khí đột nhiên tiến vào trong tay của người thanh niên kia, thoáng cái, phần xương bị gãy của người thanh niên kia lập tức được chữa trị. Dương Diệp thả lỏng tay ra, sau đó vỗ nhẹ vào vai của người thanh niên và nhìn về phía Đao Cuồng nói. Đệ đệ ta, Minh Triệt. Dương Diệp cười nói. Không tệ. Đao Cuồng khẽ gật đầu. Chỉ là tính tình có chút cố chấp, tới bên này, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Dương Diệp và theo Đao Cuồng đi sang một bên, Minh Triệt cũng đi theo. Đao Cuồng ngừng lại, sau đó nói. Ta đã biết những việc ngươi làm thiên tộc, bây giờ, tất cả thanh niên của ma tộc đều nhớ kỹ tên của ngươi. Thiên tộc. Minh Triệt ngây người, hắn rất nhanh đã nghĩ tới điều gì, chợt quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là... Đao Cuồng khẽ nói. Hắn chính là người mà người sùng bái. Ngươi chính là Dương Diệp. Minh Triệt kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Lúc này, Minh Triệt đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, có chút hưng phấn nói. Ngươi thật sự lấy sức một mình khiêu chiến với tất cả thiên tài của thiên tộc. Dương Diệp lắc đầu cười, sau đó nhìn về phía Đao Cuồng. Lần này ngươi đến vì truyền thừa sao? Đao Cuồng khẽ gật đầu. Coi như là vậy đi. Chủ yếu là ta không muốn truyền thừa ma tộc này rơi vào trong tay của thiên tộc. Thiên tộc. Dương Diệp do dự một lúc, vẫn không có nói cho Đao Cuồng biết chuyện của Vu Tịnh, hắn không muốn Đao Cuồng dính vào. Tuy Vu Tịnh là thiên tộc, Đao Cuồng là ma tộc, nhưng hắn tin tưởng, nếu như Đao Cuồng biết tình cảnh hiện tại của Vu Tịnh, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà hắn không muốn để cho Đao Cuồng dính vào, chuyện này cứ để một mình hắn tới gánh chịu là được. Lúc này, Đao Cuồng nói. Ở trên sườn núi nhỏ kia có một con xích nghiêu. Đây là một con sinh vật viễn cổ từng xuất hiện qua ở trong thiên tộc, nếu như ta không đoán sai, con xích nghiêu này chắc là vật cưỡi của thánh nhân. Tuy thánh nhân này ngã xuống, nhưng con xích nghiêu vẫn còn ở đó. Bây giờ hiển nhiên nó đang bảo vệ thánh nhân này. Xích nghiêu. Dương Diệp nhíu mày. Đối phương là cấp mấy? Đao Cuồng nói. Tạm thời không rõ, tuy nhiên thấp nhất cũng là thiện cấp, hơn nữa còn không phải là thiện cấp bình thường. Ban đầu ta vẫn có chút lo lắng, nhưng bây giờ ngươi tới, đám người chúng ta cùng nhau liên thủ thì vấn đề cũng không lớn nữa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi nhỏ kia. Xích Nghiêu. Chỗ này luôn cho hắn một cảm giác khác thường. Đao Cuồng nói. Bây giờ có vấn đề gì sao? Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Đi thôi. Đao Cuồng khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo hai người Dương Diệp đi tới trước mặt mọi người. Đao Cuồng nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói. Giống như trước đó đã nói, sau khi giải quyết xích nghiêu này, mỗi người chúng ta đi một đường, truyền thừa của thánh nhân hoàn toàn tùy thuộc vào bản lĩnh của mình. Các vị không có ý kiến khác chứ? Mọi người lắc đầu. Đao Cuồng nói. Đợi lát nữa lại cùng ra tay. Dứt lời, tay hắn khẽ động, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, trong phút chốc, một đường đao khí phá không rời đi. Khi đao khí sắp rơi vào sườn núi, một bóng đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước đường đao khí kia, thoáng cái, đường đao khí kia trực tiếp bị đụng nghiền nát. Một con quái vật khổng lồ dài đến chừng 10 trượng rơi vào trước mặt đám người Dương Diệp. Xích nghiêu. Con xích nghiêu này chỉ có hai chân, cơ thể giống như thân thể của nhân loại, đầu lại đầu trâu, ở đỉnh đầu của hắn có hai cái sừng trâu dài đến gần nửa trượng. Đỉnh sừng trâu rất sắc bén, dường như có thể xé rách tất cả. Đôi tay của xích nghiêu này càng kinh người hơn, cánh tay giống như hai cây cột to khỏe, lớn và đầy lực lượng. Mà toàn thân của xích nghiêu này lại trơn nhẵn, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, thật ra đây là một tầng mảnh vải cực kỳ trơn nhẵn giống như một mặt gương. Nhìn thấy con xích nghiêu này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều nghiêm trọng. Cảm giác áp lực. Tuy xích nghiêu này chỉ thoáng động, nhưng mọi người đều cảm nhận được một lực ép mãnh liệt. Có người thậm chí trong lòng đã dâng lên ý nghĩ. Không thể địch nổi. Hai mắt của xích nghiêu này giống như chuông đồng, nó nhìn lướt qua đám người Đao Cuồng, trong phút chốc, tay phải của nó nắm chặt thành quyền, sau đó cách không đánh ra một quyền về phía đám người Đao Cuồng. Một lực lượng cường đại cuốn ra ngoài, lực lượng này trực tiếp đẩu đám người Liêu Phàm đến ngoài nghìn trượng. Dương Diệp cũng bị lực lượng kia chấn động lùi về phía sau mấy trăm trượng, sau lưng hắn không xa là Đao Cuồng cùng A Tú, còn có hai nam tử mặc áo bào đen. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Cảnh tượng vừa rồi đã hiện ra thực lực của tất cả mọi người ở đó.
Dương Diệp lui lại ngắn nhất, điều này có nghĩa là thực lực của Dương Diệp tuyệt đối mạnh nhất. Liêu Phàm cùng Lâm Thiên nhìn Dương Diệp, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Lâm Thiên trầm giọng nói. Biết hắn có lai lịch thế nào không? Liêu Phàm lắc đầu. Lâm Thiên trầm giọng nói. Lai lịch của hắn không đơn giản. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Phía xa, ánh mắt Xích Nghiêu này cũng tập trung vào trên người của Dương Diệp. Xích Nghiêu đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp húc về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thân hình đao cuồng lập tức rung lên, đi tới bên cạnh của Dương Diệp, sau đó nắm trường đao trong tay chợt chém mạnh về phía trước. Mà lúc này, nắm đấm tay phải của Dương Diệp cũng nắm chặt lại, sau đó một quyền đánh ra. Ầm, ầm. Theo hai tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng đạo cuồng trực tiếp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau tới trăm trượng thì Dương Diệp ngừng lại, sau đó tay trái hắn trực tiếp nắm lấy vai của đạo cuồng vẫn đang lui về phía sau. Đạo cuồng lập tức ngừng lại, nhưng vẻ mặt lại có phần khó coi. Vẻ mặt Dương Diệp cũng có chút nghiêm trọng, thực lực của Xích Nghiêu này còn mạnh hơn hắn tưởng. Đúng lúc này, Xích Nghiêu này đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Ngay sau đó, nó xoay người và một quyền đánh xuống đầu Dương Diệp. Bên cạnh Dương Diệp, đạo cuồng muốn ra tay, mà lúc này, tay trái của Dương Diệp lại hơi dùng sức chấn động, đạo cuồng trực tiếp bị đẩy đến cách đó mấy chục trượng. Mà lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên giẫm mạnh một cái, cả người hóa thành một đường ánh sáng trắng phóng lên cao. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt mọi người, nắm đấm nhỏ này của Dương Diệp cùng nắm đấm lớn của Xích Nghiêu va chạm vào nhau theo cách thức trực tiếp nhất. Âm, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dương Diệp trực tiếp bị một quyền này đánh xuống lòng đất, đao cuồng biến sắc và lại muốn ra tay, mà lúc này, một bóng người đột nhiên từ dưới lòng đất này phóng lên cao, sau đó đánh một quyền vào trước ngực Xích Nghiêu này. Âm, Xích Nghiêu không hề nhúc nhích, bóng người kia trái lại bị đẩy lui gần trăm trượng. Hắn bị chính lực lượng của mình đẩy lui. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều trầm xuống. Lực lượng thân thể cùng phòng ngự thân thể của Xích Nghiêu này khiến bọn họ có chút tuyệt vọng. Lúc này, Xích Nghiêu này đột nhiên đưa một đầu ngón tay ra, sau đó vẫy vẫy Dương Diệp có ý khiêu khích mà không cần nói cũng biết. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó lắc đầu. Một đấu một gì chứ, ta không quá am hiểu, ta am hiểu nhất là vây đánh. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía đám người Liêu Phàm. Các ngươi còn nhìn gì nữa? Cùng tiến lên đi. Mọi người. Cùng tiến lên. Thần sắc mọi người có một chút kỳ lạ, tất cả mọi người cho rằng Dương Diệp sẽ một đấu một với yêu thú kia. Ra tay cùng lúc. Lúc này, giọng nói đao cuồng đột nhiên vang lên ở trong không trung. Hắn vừa dứt lời, một đường đao khí lập tức kèm theo một tiếng xé gió sắc bén bắn nhanh về phía Xích Nghiêu này. Đám người Lâm Thiên cũng ào ào ra tay. Phía xa. Trong mắt Xích Nghiêu này lóe lên một sự tàn ác, tay phải mở ra và quét ngang. Không gian xung quanh hắn trực tiếp vặn vẹo thành dạng bánh quai trèo. Cùng lúc đó, một lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay hắn cuốn ra ngoài, lực lượng này giống như gió lốc lập tức cuốn ra đến trước mặt đám người Dương Diệp. Không có gì bất ngờ, đám người Dương Diệp lập tức bị lực lượng này chấn động bay ra ngoài, người bay xa nhất là tới mấy nghìn trượng. Mà lúc này, Xích Nghiêu này vẫn chưa ngừng tay. Mà hai tay liền vỗ mạnh xuống mặt đất một cái. Ầm, mặt đất chấn động mạnh, một lực lượng cường đại phóng lên cao, đám người Dương Diệp đứng mũi chịu sào nên trực tiếp bị lực lượng này chấn động phải lùi lại, trong đó có mấy người còn liên tục phun ra máu tươi. Giao đấu hai hiệp, đám người Dương Diệp đã thành quân lính tan rã. Căn bản không thể địch nổi. Đây là ý niệm trong lòng đám người Lâm Thiên, Xích Nghiêu này mạnh mẽ hơn những gì bọn họ tưởng tượng nhiều. Vẻ mặt Dương Diệp cũng rất nặng nề, Xích Nghiêu này có lực lượng thân thể cùng phòng ngự thân thể làm cho hắn cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ, cho dù là dùng kiếm thì chỉ sợ cũng khó có thể gây ra thương tích cho đối phương. Phòng ngự này thật sự quá kinh khủng. Lúc này, Xích Nghiêu này đột nhiên đưa một ngón tay ra, sau đó vẫy vẫy với đám người Dương Diệp. Khiêu khích. Đây là khiêu khích trắng trợn. Bên cạnh Dương Diệp, Đao Cuồng trầm giọng nói. Làm thế nào đây? Dương Diệp trầm giọng nói. Bảo mọi người không nên nương tay nữa. Đoàn người này của bọn họ đều không phải là tồn tại đơn giản. Sở dĩ vừa rồi bọn họ bị đánh tan tác, ngoại trừ bởi vì Xích Nghiêu này có thực lực cường đại, còn có một nguyên nhân khác,
đó chính là mọi người đều chưa dốc hết toàn lực. Giữ lại. Tất cả mọi người đều giữ lại, bao gồm Dương Diệp cũng vậy. Đao Cuồng khẽ gật đầu, sau đó nói. Các vị, nếu như còn nương tay thì tất cả mọi người đừng suy nghĩ đến truyền thừa của thánh nhân nữa. Dốc hết toàn lực đi. Dứt lời, Đao Cuồng đột nhiên xuất hiện ở không trung, hắn nắm chặt trường đao trong tay, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong trường đao bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đao quang chói mắt không ngừng từ trong đó hiện ra. Những đao quang giống như mưa xối xả bắn nhanh về phía Xích Ngưu, mỗi đao quang đều trực tiếp xé rách không gian ở đó. Nghiêm túc, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Lâm Thiên ở đó do dự một lát rồi đều ra tay. Lần này, mỗi người cũng không giữ lại thực lực, hoặc nói cho dù giữ lại cũng không bao nhiêu. Hơn 10 vị thiên tài liên thủ đánh một đòn, đủ để dễ dàng giết chết mấy cường giả thiện cảnh. Mà lúc này, hai tay Xích Ngưu phía xa đột nhiên nắm chặt lại. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt mọi người, trên nắm đấm của hắn xuất hiện ánh sáng đỏ, không chỉ trên nắm tay, trong hai mắt cũng xuất hiện ánh sáng đỏ kỳ lạ. Hoắc! Xích Ngưu này đột nhiên gầm lên giận dữ với đám người Dương Diệp, ngay sau đó, hai tay nó bèn đánh mạnh về phía trước. Âm! Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, Đạo Cuồng đứng mũi chịu sào, những đao quang lập tức hóa thành hư vô, cùng lúc đó, Đạo Cuồng trực tiếp bay ra ngoài. Mà đám người Lâm Thiên phía dưới cũng giống vậy, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bay ra ngoài. Ầm 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 ầm, hơn 10 bóng người đập rơi xuống đất, mặt đất bị đập ra từng cái hố lớn. Ở đó, chỉ Dương Diệp còn đứng, sau một đòn đẩy lùi mọi người, Xích Ngưu này tuyệt đối không tiếp tục ra tay, mà đứng tại chỗ, ánh mắt nó rơi vào trên người Dương Diệp còn đứng phía xa, tiếp theo, nó đưa một ngón tay ra ngoắc Dương Diệp. Phía xa, khóe miệng Dương Diệp hơi cong lên. Hắn không cầm kiếm, mà tay phải chậm rãi vươn ra, trong phút chốc, ở quanh tay hắn xuất hiện một long chảo màu trắng mờ ảo. Thiên Long. Sau khi long chảo màu trắng xuất hiện, thân hình của Dương Diệp run lên và trực tiếp bắn nhanh về phía Xích Ngưu Na Ki, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Xích Ngưu, sau đó một chảo vỗ xuống Xích Ngưu này đi. Ánh mắt Xích Ngưu rơi vào trên long chảo mờ ảo của Dương Diệp và nhíu mày. Mà lúc này, long chảo của Dương Diệp đã đến. Xích Ngưu cũng không hề né tránh, chỉ giơ tay lên đánh ra một quyền. Ầm! Một quyền này trực tiếp đánh vào trên long chảo của Dương Diệp. Hai bên chấn động mạnh, thoáng cái, Dương Diệp bị chấn động đến hơn trăm trượng, Xích Ngưu này cũng lùi về phía sau chừng 10 trượng. Mà ở trên nắm tay của nó lưu lại một chảo ấn mờ nhạt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó ngơ ngác nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Phía xa, Xích Ngưu này liếc nhìn nắm đấm của mình. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói chính xác hơn là nhìn về phía long chảo mờ ảo trên đầu nắm tay của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, nắm đấm của hắn đã rạn nứt ra. Lực lượng Xích Ngưu thật sự vượt qua hắn rất nhiều. Muốn dùng lực lượng thân thể đánh bại Xích Ngưu này thì căn bản không có khả năng. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, muốn cầm kiếm. Chỉ có cầm kiếm mới có thể đánh một trận cùng Xích Ngưu này. Mà vào lúc này, Xích Ngưu này đột nhiên chỉ vào Dương Diệp. Sau đó chỉ ngọn núi nhỏ phía xa. Dương Diệp sửng sốt, mọi người sửng sốt. Một lát sau, Dương Diệp nói. Bảo ta đi tới à? Xích Ngưu này khẽ gật đầu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức có chút kỳ lạ. Đương nhiên có người có chút thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp không để ý tới những người khác, mà hỏi. Vì sao? Xích Ngưu nhíu mày. Sau đó lại chỉ vào sườn núi nhỏ kia. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, Đao Cuồng đột nhiên đi tới bên cạnh hắn và nói. Không cần biết lý do tại sao, đi lên trước rồi nói. Vậy các ngươi thì sao? Dương Diệp nói. Đao Cuồng cười gượng nói. Không cần quan tâm tới chúng ta, nó không cho chúng ta đi tới, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi lên được sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn Xích Ngưu. Hắn không nói gì, trực tiếp đi về phía sườn núi nhỏ kia. Xích Ngưu chủ động nhường đường, không ngăn cản. Trong mắt của mọi người, Dương Diệp biến mất ở trên sườn núi nhỏ kia. Mọi người im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Xích Ngưu lại nhìn chằm chằm vào mọi người, không rời đi. Một lát sau, Lâm Thiên đột nhiên nói. Các vị, ta cáo từ trước. Dứt lời, thân hình chợt rung lên rồi lập tức biến mất khỏi đó. Cùng rời đi với hắn còn có Liêu Phàm cùng Tô Tú cùng với hai người khác.
nhìn thấy Lâm Thiên rời đi, một số người cũng rời đi. Chỉ còn lại có Đao Cuồng cùng đệ đệ bắn và ba gã thanh niên ma tộc. Minh Triệt trầm giọng nói. Những kẻ này. Đao Cuồng khẽ gật đầu. Không cần phải quan tâm, chúng ta chờ ở đây là được. Dương Diệp đi tới đỉnh núi, trên đỉnh núi chỉ có một gian nhà tranh nhỏ rất đơn giản, hoặc nói là rất đơn sơ, sử dụng một ít cỏ dại cùng cây cối tùy ý dựng thành, căn bản không phải chỗ cho người ở. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh, thần sắc hắn nghiêm trọng. Xung quanh nơi này có từng vết sâu không thấy đáy. Vào đi. Lúc này, từ trong căn nhà tranh này đột nhiên vang lên một giọng già nua. Dương Diệp nhìn về phía căn nhà tranh này, hắn không do dự đã đi tới trước ngôi nhà tranh, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Bên trong cánh cửa là một lão già ngồi xếp bằng, lão già mái tóc bạc, gương mặt già nua, trên thân tỏa ra ánh sáng trắng mờ nhạt. Hai mắt của lão già khép hờ, không mở mắt. Thiên Long. Lúc này, lão già đột nhiên nói. Thì ra là thế. Nghe được này, Dương Diệp rốt cuộc hiểu rõ vì sao Xích Ngưu này để cho hắn lên đây. Bởi vì Thiên Long trên người hắn, đây chính là thần thú đã từng bảo vệ thiên tộc. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lão già lại nói, ngươi là loài người, vì sao Thiên Long ở trên người ngươi? Dương Diệp hỏi ngược. Tiền bối cũng kỳ thị loài người. Kỳ thị loài người. Lão già khẽ lắc đầu. Vạn vật trong thiên địa, không ai cao ai thấp, hơn nữa, thiên tộc cùng nhân tộc cũng có rất nguồn gốc sâu xa. Cho nên ta hỏi như thế chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Dương Diệp nói. Một vị tiền bối biếu tặng cho vãn bối. Vậy hẳn là thiên đế. Lão già nói. Yêu cầu của hắn chắc là bảo ngươi làm người bảo vệ thiên tộc, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Lần này vãn bối đến đây là muốn biết rõ ràng tại sao tiền bối lại mất, đồng thời không thể để cho truyền thừa của tiền bối rơi vào trong tay ma tộc. Ngụ ý chính là nhanh đưa truyền thừa cho ta đi. Lão già im lặng rất lâu, sau đó nói. Ngươi không thích hợp làm truyền nhân của ta. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lão già nói. Ngươi hiểu rõ. Dương Diệp lắc đầu. Không hiểu rõ lắm. Lão già nói. Nguyên nhân rất nhiều. Thứ nhất, sát tâm của ngươi quá mạnh mẽ. Thứ hai, ngươi đã mang truyền thừa của người đạo ra, còn có khí thức binh ra. Tuy truyền thừa của ta cũng không mâu thuẫn với bọn họ, nhưng trên người ngươi có quá nhiều nhân quả. Nói chung, chúng ta không phải là người cùng một đạo. Dương Diệp nhún vai, sau đó nói. Được rồi, vãn bối không bắt buộc. Lúc này, lão già lại nói. Tuy nhiên, giống như ngươi nói, truyền thừa của ta tất nhiên không thể rơi vào trong tay ma tộc. Đợi lát nữa ta sẽ hòa hợp truyền thừa một đời với hạt giống truyền thừa, hy vọng ngươi mang về thiên tộc ta. Sau đó thay ta tìm một người thích hợp, được không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Có thể, đúng rồi, vì sao tiền bối lại chết? Ngươi là kiếm tu? Lão già đột nhiên hỏi ngược. Dương Diệp nói. Đúng. Lão già im lặng một lát, sau đó nói. Dù sao cũng không thể để cho ngươi đi một chuyến tay không, ta tặng ngươi một món quà. Dứt lời, lão già đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đảo qua trước mặt Dương Diệp. Trong phút chốc, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp thay đổi. Phải nói là trước mắt Dương Diệp xuất hiện một cảnh tượng. Lưỡng Giới Sơn. Ở chân núi Lưỡng Giới Sơn có một nam tử mặc trường sam chậm rãi đến. Khi tới chân núi Lưỡng Giới Sơn, nam tử này ngẩng đầu nhìn lên, qua rất lâu mới khẽ nói. Thế gian 3000 đại đạo, chỉ kiếm đạo của ta độc tôn. Dương Diệp im lặng. Nam tử áo xanh trước mắt này chính là Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử. Dương Diệp im lặng, hắn không ngờ được Tiêu Giao Tử tự nhiên đã tới Lưỡng Giới Sơn. Càng không ngờ mình lại nhìn thấy bóng dáng Tiêu Giao Tử ở Đại Thiên Vũ Trụ này. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Giao Tử. 3000 đại đạo, duy nhất chỉ có kiếm đạo của ta độc tôn. Nghĩ đến câu này, Dương Diệp không khỏi khẽ cười, Tiêu Giao Tử vẫn còn khí phách như vậy. Tuy nhiên, từ những lời này có thể thấy được. Tiêu Giao Tử tự tin về kiếm đạo của mình tới mức nào? 3000 đại đạo, ai dám nói đạo của mình là độc tôn? Tiêu Giao Tử dám. Tiêu Giao Tử chậm rãi đi về phía Lưỡng Giới Sơn, mà vào lúc này, một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt Tiêu Giao Tử. Chính là con Xích Ngưu này. Xích Ngưu gầm lên giận dữ với Tiêu Giao Tử,
sau đó trực tiếp tung người nhảy vọt lên húc về phía Tiêu Dao Tử. Sắc mặt Tiêu Dao Tử không đổi, tiếp tục đi về phía trước. Khi xích ngưu này cách Tiêu Dao Tử chỉ còn lại không tới nửa trượng, đột nhiên Tiêu Dao Tử lập tức ra một chiêu, một cành cây trên mặt đất đột nhiên bắn ra nhanh như điện chớp. Chẳng biết tại sao xích ngưu này lại trực tiếp bay ngược ra, cuối cùng nặng nề đập rơi vào trên vách núi đá phía xa. Tuy nhiên nó tuyệt đối không ngã xuống, bởi vì bụng của xích ngưu này có cắm một cành cây rất nhỏ. Chính là cành cây này làm cho con xích ngưu kia bị ghim chặt ở trên vách núi đá này, hoàn toàn không thể động đậy. Tiêu Dao Tử tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn đã đi tới đỉnh núi Lưỡng Giới Sơn, đứng trên đỉnh núi là một lão già tóc trắng. Lão già này chính là thánh nhân kia. Lão già tóc trắng liếc nhìn Tiêu Dao Tử, sau đó nói. Ở Đại Thiên Vũ Trụ, ta chưa bao giờ từng nghe nói về ngươi. Tiêu Dao Tử nhìn thẳng vào lão già tóc trắng. Những người nhìn thấy ta đều đã chết hết rồi. Lão già tóc trắng im lặng rất lâu, sau đó nói. Không trách được, 10 vị thánh nhân trong bách tộc đã biến mất một cách thần. Bí, hóa ra là ngươi gây nên, ngươi có mục đích gì? Tiêu Dao Tử chậm rãi đi về phía lão già tóc trắng. Chứng minh kiếm đạo của ta. Lão già tóc trắng nheo mắt lại, giết thánh nhân để chứng kiếm đạo của ngươi sao? Tiêu Dao Tử cũng không hề dừng lại, tiếp tục đi về phía lão già tóc trắng. Vì sao lại tìm thánh nhân? Bởi vì thánh nhân đủ mạnh mẽ ồ, ai mạnh thì ta lại tìm kẻ đó. Vậy vì sao ngươi không đi tìm những thủy tổ? Lão già tóc trắng hỏi. Tiêu Dao Tử nói. Ngươi là người cuối cùng, sao ngươi sẽ đi tìm bọn họ? Sau khi ngươi đánh bại tất cả mọi người thì sao? Lão già tóc trắng hỏi. Tiêu Dao Tử dừng bước. Không phải vẫn có vài đạo thần sao? Lão già tóc trắng im lặng. Lúc này, hai mắt Tiêu Dao Tử từ từ nhắm lại, hai mắt của thánh nhân cũng chậm rãi đóng lại. Ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh, phải nói là tĩnh mịch. Tĩnh mịch giống như đông cứng lại. Không biết qua bao lâu, hai tay thánh nhân đột nhiên mở ra và sau đó nhẹ nhàng ấn xuống. Một cái ấn này khiến trời đất ở đó đột nhiên chấn động mạnh, một uy lực mạnh mẽ của trời đất từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Thật sự là uy lực của trời đất. Giờ phút này, Tiêu Dao Tử dường như đang đối địch cùng trời đất. Mà vào lúc này, trong lòng bàn tay Tiêu Dao Tử đột nhiên xuất hiện thêm một hòn đá lớn chừng ngón cái, trong phút chốc, hòn đá này bay ra ngoài hơn nữa càng lúc càng nhanh. Ở xung quanh hòn đá lóe ra kiếm quang mờ nhạt. Kiếm quang rất ôn hòa, hoàn toàn không chói mắt. Mà chỉ là một hòn đá kèm theo kiếm quang mờ nhạt này đã dễ dàng phá hết uy lực của trời đất này. Lúc này, Tiêu Dao Tử đột nhiên mở mắt, sau đó xoay người rời đi. Không ngờ được kiếm đạo của ngươi đã đạt đến mức độ này. Lúc này, phía sau Tiêu Dao Tử truyền đến giọng nói của lão nhân. Tiêu Dao Tử không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của lão già. Hình ảnh ngừng hẳn. Dương Diệp trở lại trong hiện thực. Trước mặt Dương Diệp, lão già nói. Thế nào? Dương Diệp nói. Rất mạnh. Lão già khẽ gật đầu. Kiếm của hắn đã đạt được cấp tâm kiếm đỉnh phong nhất. Tất cả vạn vật là kiếm. Đương nhiên, tất cả vạn vật này là kiếm, cũng không phải đơn giản là kiếm. Ngươi chắc hẳn hiểu rõ lời ta nói chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Cái gọi là tất cả vạn vật là kiếm, cũng không phải đơn thuần sử dụng vật bên ngoài làm kiếm, ví dụ như hắn cũng có thể sử dụng hòn đá làm kiếm, nhưng vậy thì có uy lực sao? Nếu như đối phó với người bình thường, vậy hiển nhiên là có uy lực, nhưng nếu như đối phó với đối thủ cùng cấp, hắn dùng hòn đá làm kiếm, không thể nghi ngờ chính là tìm đường chết. Còn có một điểm nữa, sử dụng hòn đá làm kiếm. Nguyên nhân chủ yếu không có cách nào phát huy ra lực lượng mạnh mẽ là hòn đó không có cách nào nhận quá nhiều lực lượng của hắn, dù sao hòn đá cũng chỉ là hòn đá, sức chịu đựng của nó cũng có hạn. Hòn đá trong tay Tiêu Dao Tử trước đó lại mang theo tất cả lực lượng của Tiêu Dao Tử. Đây là sự khác nhau giữa hắn cùng Tiêu Dao Tử, đối phương rõ ràng nắm giữ thứ còn cao siêu hơn. Hoặc nói kiếm đạo của đối phương càng cao minh hơn, càng cường đại hơn. Lần này làm cho Dương Diệp có một phương hướng rõ ràng hơn về kiếm đạo. Hắn biết tiếp theo mình nên đi con đường nào. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp ôm quyền, sau đó nói với lão già. Cảm ơn. Lão già mỉm cười, sau đó nói. Người bây giờ giữ thiên quân là ai? Dương Diệp nói. Không biết.
Không biết. Lão già có phần kinh ngạc. Ngươi là người bảo vệ thiên tộc, lại là truyền nhân của đạo gia, cùng thiên quân. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày. Thế nào? Dương Diệp hỏi. Lão già khẽ lắc đầu. Cũng được, những điều này đều không phải là điều ta nên quan tâm. Nếu ngươi là người được trời đất lựa chọn, tất nhiên sẽ không gây hại cho thiên tộc. Dứt lời, hắn bấm tay một điểm sáng, chậm rãi di chuyển đến trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp hỏi. Lão già nói. Đây là truyền thừa của ta, mong rằng tiểu hữu có thể đưa nó cho người của thiên tộc N. Giữ lại cho thiên tộc. Phần lớn thánh nhân đều là người tốt, nhưng thánh nhân cũng là người, bọn họ không thể vô tư, cho dù vô tư cũng là với tộc nhân của mình, mà không phải với tộc khác. Dương Diệp thu hồi chùm ánh sáng này, sau đó nói. Yên tâm, vãn bối nhất định sẽ lựa chọn cho tiền bối một thiên tài thiên tộc ưu tú. Lão già cười nói. Ta tin ngươi. Nói xong, hắn lại bấm tay búng ra, một vòng tay màu đen rơi vào trước mặt Dương Diệp. Ai nắm giữ vật ấy, vật cưỡi của ta sẽ đi theo hắn. Thân ta ở chỗ ma tộc, nơi đây có một ít cường giả, ta nghĩ đến chắc chắn sẽ không để cho ngươi được an toàn mang truyền thừa của ta đi. Ngươi có thể mượn vật cưỡi này của ta, có nó hộ tống, cơ hội để ngươi ra ngoài cũng lớn hơn rất nhiều. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó nói. Tuy nhiên vẫn mong tiểu hữu đáp ứng, sau khi ra ngoài, nếu như nó không muốn theo ngươi thì thả cho nó tự do, được không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Được, lão già mỉm cười. Đi đi. Dương Diệp ôm quyền chào lão già, sau đó xoay người rời khỏi nhà tranh. Sau khi Dương Diệp rời đi, trong nhà lá đột nhiên trở nên yên tĩnh. Qua rất lâu, lão già khẽ nói. Vô tình, hữu tình, thì ra là thế. Dứt lời, cơ thể của lão già chậm rãi hư ảo, rất nhanh, lão già hoàn toàn biến mất ở trong nhà lá. Vị thánh nhân này thật sự biến mất ở thế gian này. Hoàn toàn không tồn tại nữa. Sau khi Dương Diệp rời khỏi gian nhà tranh thì khe khẽ thở dài. Thánh nhân cũng sẽ chết. Con người, trên cơ bản đều có ngày này. Trường sinh bất tử. Thế gian này lại có ai có thể thật sự làm được. Rất nhiều cường giả siêu cấp cũng chỉ sống lâu hơn một chút mà thôi. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp đi xuống sườn núi nhỏ, Xích Ngưu này lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Xích Ngưu liếc nhìn Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, tiếp theo, nó chậm rãi quỳ lại sườn núi nhỏ kia. Một lát sau, Xích Ngưu đứng lên, sau đó ánh mắt rơi vào cái vòng trên tay Dương Diệp. Im lặng. Dương Diệp cũng không nói gì thêm. Sau một lúc lâu, thân hình Xích Ngưu lóe lên và tiến vào trong vòng tay này. Dương Diệp liếc nhìn vòng tay, sau đó đi tới trước mặt đám người Đao Cuồng. Nhận được. Đao Cuồng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Trên gương mặt lạnh lùng của Đao Cuồng xuất hiện vẻ tươi cười. Ta đã biết, đi thôi, ta đưa ngươi ra khỏi ma tộc. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Bản thân ta tự đi. Thế nào? Vẻ mặt Đao Cuồng có chút không vui. Dương Diệp cười nói. Ta là kiếm tu, nếu như còn muốn chạy thì ai cũng không ngăn cản được. Ngươi đi theo ta nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức cho ngươi, trái lại chỉ là chuyện xấu, ngươi thấy thế nào? Đao Cuồng im lặng. Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái vào vai của Đao Cuồng, cười nói. Năm đó trăm vạn yêu thú đều không ngăn cản được chúng ta, nữa là bây giờ. Yên tâm, không có người nào có thể giữ ta được. Hôm nào có cơ hội, chúng ta thông báo với huynh đệ khác, sau đó tụ họp một chút. Đao Cuồng khẽ gật đầu. Được, tự mình cẩn thận đấy. Dương Diệp cười nói. Hôm nào tập trung. Dứt lời. Dương Diệp xoay người thân hình run lên và biến mất ở phía xa. Đao Cuồng trầm giọng nói. Thông báo với phụ thân, bảo phụ thân phái người lưu ý hắn, ta muốn xác định hắn an toàn rời khỏi ma tộc. Bên cạnh Đao Cuồng, Minh Triệt trầm giọng nói. Ca, lấy thực lực của Dương ca, chắc không có vấn đề chứ. Đao Cuồng xoay người trừng mắt với Minh Triệt. Bảo ngươi đi thì đi đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Minh Triệt bĩu môi nhưng không làm nói gì nữa, lập tức xoay người biến mất ở phía xa. Đao Cuồng ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp rời đi. Chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy đâu. Sau khi Dương Diệp rời khỏi chỗ sườn núi nhỏ thì đi tới chân núi Lưỡng Giới Sơn, vị trí hắn đứng chính là chỗ Tiêu Giao Tử đã từng đấu qua. Xa lạ lại quen thuộc. Một cảm giác thật hoang đường.
3.000 đại đạo, duy nhất chỉ có kiếm đạo của ta độc tôn. Dương Diệp lắc đầu cười. Thật hay cho câu duy nhất kiếm đạo của ta độc tôn. Đúng lúc này, phía sau Dương Diệp đột nhiên xuất hiện chừng 10 người, dẫn đầu là Lâm Thiên cùng Liêu Phàm, còn có Tô Tú. Dương Diệp xoay người. Liêu Phàm cười nói. Chúc mừng Diệp huynh thu được truyền thừa của thánh nhân. Dương Diệp cười nói. Cảm ơn. Lúc này, nụ cười trên mặt Liêu Phàm đột nhiên trở nên lạnh lùng. Diệp huynh, truyền thừa để lại, người đi, người thấy thế nào? Dương Diệp vẫn tươi cười. Biết chữ chết, viết như thế nào không? Có cần ta dạy cho các ngươi không? Miễn phí. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Lâm Thiên cùng Liêu Phàm lập tức trầm xuống. Liêu Phàm cong khóe miệng cười lạnh. Diệp huynh tự tin như vậy sao? Dương Diệp cười nói. Chính là tự tin như vậy đấy. Liêu Phàm còn muốn nói điều gì, Lâm Thiên lại nói. Nếu ngươi tự tin như vậy thì thử một chút đi. Dứt lời, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện thêm một thanh trường thương, trong phút chốc, bản thân hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trường thương trong tay đâm thẳng vào mặt Dương Diệp. Dương Diệp giơ tay lên chính là đánh ra một quyền. Âm, quyền ra, Lâm Thiên và thương trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Liêu Phàm phía xa trầm xuống, trong phút chốc, mấy người lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, một đường đao quang đột nhiên từ phía chân trời xuyên qua không trung lao đến, đường đao quang kia trực tiếp tiến vào trong đám người Liêu Phàm. Ầm, đám người Liêu Phàm trực tiếp tản ra bốn phía xung quanh. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đao cuồng dẫn theo đệ đệ hắn và ba gã thanh niên ma tộc đang đi về phía bên này. Nhìn thấy đao cuồng, Dương Diệp lắc đầu cười, người này vẫn muốn tới. Đao cuồng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó liếc nhìn đám người Liêu Phàm. Những người này cứ giao cho ta, người đi trước. Dương Diệp muốn nói gì, đao cuồng lại nói. Đừng lãng phí thời gian ở trên người những người này, phía trước có khả năng còn có người mạnh hơn đang đợi ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cẩn thận. Nói xong, Dương Diệp xoay người hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía chân trời. Không thể để cho hắn đi. Lúc này, Liêu Phàm đột nhiên nói, hắn muốn đuổi, mà đám người đao cuồng đã xuất hiện ở trước mặt đám người Liêu Phàm. Lâm Thiên đi tới trước mặt đao cuồng, trầm giọng nói. Đao cuồng huynh, ngươi làm như thế thì có chút vô lý. Đao cuồng khẽ nói. Lâm Thiên, xem như nể tình lúc trước từng liên thủ, ta cho ngươi một câu, thu tay lại bây giờ, tương lai còn tốt đẹp hơn. Lâm Thiên cười lạnh nói. Buông tha không phải là phong cách của Lâm Thiên ta. Đao cuồng nói. Vậy tới chiến đi. Dứt lời, đại đao trong tay hắn chợt bổ phía trước. Dương Diệp không dừng lại mà tăng nhanh tốc độ. Sở dĩ hắn không ở lại là vì hắn tin tưởng vào thực lực của đao cuồng. Đao cuồng từ tử giới đi ra, thực lực của hắn tuyệt đối hơn đám người Lâm Thiên. Mà mục đích chủ yếu của hắn bây giờ là chạy về thiên tộc cứu Vô Tịnh. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Đi ra. Không gian nơi đó khẽ run lên, rất nhanh, không gian vỡ ra, một nữ tử cầm trường trong tay từ đó đi ra. Là ngươi. Dương Diệp nhíu mày. Người tới chính là A Tú cô nương. A Tú liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Truyền thừa của thánh nhân ở trên người ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng vậy, thế nào, ngươi cũng muốn tới cướp sao? A Tú im lặng một lát, sau đó nói. Muốn thử xem. Dương Diệp nói. Vậy thì tới đi. A Tú không nói nữa, tay ngọc khẽ động, một đường kiếm quang trực tiếp phá không lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp tuyệt đối không rút kiếm, chỉ giơ tay lên đánh ra một quyền. Ầm, kiếm quang kia lập tức nổ tung ra, mà lúc này, hai mắt Dương Diệp híp lại, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp lùi về phía sau chừng 10 trượng. Dương Diệp đưa tay sờ cổ họng của mình, ở trên đầu ngón tay hắn xuất hiện một giọt màu đỏ sẫm. Đó là giọt máu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa A Tú. Kiếm rất nhanh. A Tú nhìn thẳng Dương Diệp. Phản ứng của ngươi cũng rất nhanh, tuy nhiên lần sau có khả năng sẽ không may mắn như vậy. Dứt lời, A Tú nhẹ nhàng giẫm chân phải xuống mặt đất một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía Dương Diệp. Tốc độ kiếm độ rất nhanh, trong chớp mắt khi nàng giẫm chân, một thanh kiếm đã để ở giữa chân mày của Dương Diệp. Tuy nhiên,
thanh kiếm kia tuyệt đối không đâm rách da của Dương Diệp, bởi vì hai ngón tay của Dương Diệp đã kẹp lấy mũi kiếm. Hai người đối diện, đúng lúc này, A Tú đột nhiên nắm kiếm xoay tròn, ngón tay của Dương Diệp chợt thả lỏng ra, điều này khiến cho kiếm của A Tú tiến quân thần tốc, nhưng Dương Diệp cũng đã nghiêng người khiến cho thanh kiếm kia lướt sát giữa chân mày của Dương Diệp. Tốc độ phản ứng của A Tú rất nhanh, cổ tay nhất thời chuyển động, kiếm trong tay trực tiếp cắt ngang. Đúng lúc này, cơ thể Dương Diệp ngửa ra phía sau đã giống như bẻ gãy, tránh thoát một kiếm chí mạng này. Cứ như vậy, một người công, một người thủ. Rằng co khoảng chừng gần một khắc, A Tú đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm Dương Diệp. Sao ngươi làm được? Từ lúc nàng giao đấu cùng Dương Diệp tới nay, mỗi một chiêu, mỗi một thức của nàng, Dương Diệp dường như đều biết trước, điều này khiến cho lần nào nàng cũng thất bại, hơn nữa còn bị áp chế ngược. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi không thể cầm đi truyền thừa của thánh nhân được. Nhận của ta một kiếm cuối cùng. A Thanh đột nhiên tung người nhảy lên, trong phút chốc, nàng trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu Dương Diệp, sau đó hai tay nắm kiếm chợt bổ xuống. Dương Diệp đang muốn ra tay, đột nhiên, hắn nhíu mày, sau đó xoay người đánh ra một quyền. Quyền vừa đánh ra, một thanh kiếm liền trực tiếp rơi vào trên nắm đấm của hắn. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, mà lúc này, sau lưng Dương Diệp lại có một thanh kiếm lặng lẽ chém xuống. Kiếm kia xuất hiện rất đột ngột, giống như nó vốn ở chỗ này. Dương Diệp cũng phản ứng rất nhanh, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người ngừng lại, sau đó xoay người. Âm! Thanh kiếm kia trực tiếp bị một quyền của Dương Diệp đánh cho tiêu tan, nhưng vào lúc này, ở trái phải trước sau của Dương Diệp đột nhiên đều xuất hiện một thanh kiếm, kiếm đang đánh về phía đầu hắn. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, tay phải chậm rãi vươn ra, rất nhanh, một long chảo mờ ảo xuất hiện ở xung quanh tay phải của hắn, trong phút chốc, Dương Diệp giơ tay phải lên chợt đảo qua bốn phía xung quanh. Ầm ầm ầm. Xung quanh, một tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, cùng lúc đó, bốn thanh kiếm biến mất, phía xa, A Tú không ra tay nữa mà ngừng lại, nàng nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ngươi còn muốn tiếp tục giữ lại sao? Giữ lại? Dương Diệp khẽ cười. Sau đó nói, A Tú cô nương, con người cô nương không tệ, khác với Liêu Phàm và Tô Tú, nếu không, bây giờ cô nương đã là một thi thể. Trở về đi, ta có chỗ khác cần dùng tới truyền thừa của thánh nhân. Dứt lời, Dương Diệp xoay người rời đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, A Tú đột nhiên hỏi. Dương Diệp không trả lời, bởi vì người đã biến mất ở phía chân trời. A Tú im lặng rất lâu, sau đó nói. Từng chiêu phá chiêu kiếm của ta, Diệp Dương. Nói đến đây, hai mắt nàng đột nhiên trợn tròn. Diệp Dương, Dương Diệp. Giờ phút này, A Tú đã đoán được thân phận của Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đã ở ngoài mấy chục vạn dặm. Dương Diệp đi tới giếng thông ma và đang muốn rời đi, mà lúc này, một giọng nói từ phía sau Dương Diệp truyền đến. Tiểu Hữu lại đi như thế sao? Dương Diệp dừng bước lại, xoay người. Sau lưng hắn chẳng biết đã xuất hiện một lão già từ lúc nào, lão già tóc râu trắng, râu mép rất dài, gần như có thể chạm đất. Dương Diệp nói, ngươi là người của ma tộc sao? Lão già khẽ gật đầu. Đúng vậy. Dương Diệp cười nói, thế nào, ma tộc vẫn không muốn cho truyền thừa này rời khỏi ma tộc à? Lão già cười nói, ngược lại thì không phải, chỉ là không muốn để cho vật truyền thừa này rơi vào trong tay của thiên tộc. Dương Diệp nói, tiền bối có thể nhìn ra được ta là nhân tộc. Lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Tiểu Hữu, trong gia tộc của lão phu có vãn bối muốn truyền thừa này, không biết tiểu Hữu có thể bỏ vật yêu thích không? Đương nhiên lão phu cũng không lấy không của ngươi, nếu như tiểu Hữu bằng lòng bỏ được, xem như lão phu nợ ngươi một ân tình, thế nào? Một ân tình à? Dương Diệp liếc mắt nhìn lão già, sau đó cười nói. Một ân tình của cường giả thiện cảnh, điều này cũng không nhỏ. Chỉ là thật sự ngại quá, ta không thể bỏ được truyền thừa này, tiền bối vẫn nên đi tìm truyền thừa thánh nhân nào khác đi. Nghe vậy, hai mắt lão già này nheo lại. Tiểu Hữu, truyền thừa tuy tốt, nhưng mạng mới là vật chân quý nhất của tu luyện giả chúng ta, không phải sao? Uy hiếp! Dương Diệp cười nói. Tiền bối đang uy hiếp sao? Lão già khẽ nói. Ngươi có thể xem là vậy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt lão già này,
thoáng cái, một thanh kiếm trực tiếp bổ xuống. Lão già kia không ngờ được Dương Diệp lại đột nhiên ra tay, lập tức ngẩn người, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh, vào giây phút Dương Diệp ra tay, hắn giơ tay lên vỗ một chưởng vào trên thân kiếm của Dương Diệp. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng lão già kia tách ra, hai người cách nhau gần trăm trượng. Lão già cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, ở trong lòng bàn tay hắn có một vết máu rất sâu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lão già kia lập tức trầm xuống, tuy nhiên ở trong con ngươi còn có chút nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không ngờ được ngươi giấu giếm rất sâu, còn là một vị kiếm tu. Dương Diệp không nói nữa, tay hắn mở ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn trong lòng bàn tay, từng trận kiếm quang không ngừng từ trong thanh kiếm kia tràn ra, chói mắt đến cực điểm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lão già kia nghiêm trọng. Giờ phút này, hắn cảm giác được sự nguy hiểm. Đi! Lúc này, giọng nói của Dương Diệp đột nhiên vang lên, theo hắn vừa dứt lời, thanh kiếm trong lòng bàn tay hắn đột nhiên biến mất. Một kiếm ra, trời đất biến sắc. Phía xa, lão già kia thầm khiếp sợ, hai tay chồng lên nhau, chợt đánh ra một chưởng về phía trước. Ầm. Ở đó không gian bên trong mấy vạn trượng đột nhiên chấn động mạnh, thoáng cái, rất nhiều không gian bắt đầu rạn nứt, vô cùng kinh người. Một hơi thở sau. Suy suy. Lão già kia đã ở cách đó hơn mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại, hai tay liền trực tiếp hóa thành hư vô. Mà lúc này... Trong lòng bàn tay Dương Diệp phía xa lại xuất hiện một thanh kiếm. Lão già vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, kinh hãi nói. Ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp không che giấu, khẽ gật đầu. Thế nào, lão già đột nhiên lùi về phía sau trăm trượng, sau đó nói. Tiểu hữu, hiểu nhầm, là một hiểu nhầm rất lớn. Dương Diệp. Hiểu nhầm à. Dương Diệp lập tức sững sờ. Liếc mắt nhìn lão già kia, vẻ mặt có chút kỳ lạ, danh tiếng của mình lại lớn như vậy sao? Nhìn thấy Dương Diệp không ra tay, lão già kia hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng nói. Tiểu hữu, thật sự là hiểu nhầm thôi, lão phu không biết thân phận thật sự của tiểu hữu, nếu như sớm biết tiểu hữu chính là Dương Diệp, lão phu sao có thể ra tay với tiểu hữu được? Dương Diệp nói. Vì sao? Vì sao à? Lão già cười gượng. Tiểu hữu, ngươi biết chuyện ngươi làm ở thiên tộc có tới ý nghĩa như thế nào đối với ma tộc ta không? Dương Diệp nhíu mày. Chuyện này có quan hệ gì với thiên tộc? Lão già nói. Tiểu hữu ở thiên tộc chân đạp thiên tài thiên tộc, hành động vĩ đại như thế, cho dù là một ít thiên tài cao cấp nhất của ma tộc ta cũng làm không được, bởi vậy, tên của tiểu hữu đã sớm được truyền ra ở trong ma tộc ta. Đối với tiểu hữu, ma tộc ta tuyệt đối không có ác ý. Chuyện lúc trước thật sự chỉ là một hiểu nhầm thôi. Cũng bởi vì như vậy à? Dương Diệp hỏi. Lão già khẽ gật đầu. Vẫn là câu nói kia, ma tộc ta không có ác ý gì với tiểu hữu, nếu tiểu hữu muốn rời đi ngay bây giờ cũng được. Ý tốt đến từ ma tộc. Dương Diệp liếc nhìn lão già kia, sau đó nói. Tạm biệt. Dương Diệp dứt lời liền xoay người muốn đi, mà lúc này, lão già kia đột nhiên nói. Tiểu hữu. Theo ta được biết, lần này nhân quân của nhân tộc có khả năng đã để mắt tới tiểu hữu vân nên cẩn thận thì thỏa đáng hơn. Nếu như tiểu hữu không có nơi nào có thể đi thì có thể tới ma tộc ta, yên tâm, tuy nhân quân thế lớn, nhưng đây là ma tộc. Dương Diệp lắc đầu. Ta xin nhận tấm lòng, tuy nhiên ta còn có chuyện khác, cáo từ. Dương Diệp vừa dứt lời thì không dừng lại, trực tiếp biến mất. Nhìn thấy Dương Diệp rời đi, lão già kia cay đắng cười. Hắn không ngờ được người trước mắt lại chính là Dương Diệp. Dương Diệp. Bây giờ, bách tộc trong đại thiên vũ trụ có ai không biết tới hai chữ này. Vừa rồi, sở dĩ hắn không ra tay, một nguyên nhân chủ yếu nhất là vị kia ma tộc đã tự mình ra lệnh không nên chủ động trêu chọc Dương Diệp. Kẻ địch của kẻ địch, có thể nói là bằng hữu. Thiên tộc có một kẻ địch có tiềm lực như thế, chính là chuyện tốt của ma tộc. Đương nhiên còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn không nắm chắc có thể giữ được Dương Diệp lại, không chỉ không nắm chắc, còn có thể bị Dương Diệp giết chết. Từ giao đấu vừa rồi có thể thấy, cường giả thiện cảnh đã không khống chế được Dương Diệp này. Lão già lắc đầu cười. Không phải là lợi hại bình thường đâu. Tại lối ra của giếng thông ma, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và muốn rời đi, mà vào lúc này,
hắn đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nơi nào đó. Lại không phải là một truyền thừa của thánh nhân sao? Sao có nhiều người mơ ước như vậy chứ? Ở một bên, một nam tử từ trong không gian kia đi ra. Nam tử thoạt nhìn chừng 20 tuổi, rất trẻ tuổi, mặc một áo choàng dài rộng thùng thình. Dương Diệp cẩn thận liếc mắt nhìn nam tử này, nam tử trông rất thanh tú, mi thanh mục tú, da trắng hơn tuyết, ngoài ra, dáng vẻ dưới lớp áo choàng dài rộng thùng thình kia cực kỳ tinh tế. Dương Diệp liếc mắt liền nhìn ra được người trước mắt này là nữ mặc nam trang. Ở trong tay nữ tử này cầm một chiếc quạt giấy. Lại không phải là một truyền thừa của thánh nhân à? Nữ tử lắc đầu cười. Khẩu khí này của Dương Huynh đúng là, làm cho người khác xấu hổ. Dương Huynh có biết truyền thừa của thánh nhân này có ý nghĩa như thế nào không? Có nghĩa là trước khi đạt được thánh nhân, việc tu hành gần như thông suốt, cho dù trước khi trùng kích thánh nhân cũng có ưu thế được trời ưu đãi. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử này. Ngươi biết ta? Nữ tử cười nói. Tất nhiên, bây giờ trong đại thiên vũ trụ có ai không biết tới ngài? Dương Diệp nói. Có chuyện gì cứ nói đi, ta không có thời gian. Nữ tử cười nói. Dương Huynh chắc muốn lập tức trở về thiên tộc, sau đó đi cứu bằng hữu kia của ngươi. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngươi biết hơi nhiều. Nữ tử không trả lời, mà chỉ nói. Dương Huynh, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi giao truyền thừa này cho thiên quân của thiên tộc này, hắn sẽ thả bằng hữu của ngươi lại sao? Nói đến đây, nàng lắc đầu. Nhất định sẽ không, hắn sẽ không để cho Dương Huynh trưởng thành lên. Theo ta được biết, hắn đã để lộ hành tung của Dương Huynh cho nhân quân của nhân tộc biết, cho dù nhân quân không giết được ngươi, chờ sau khi ngươi đến thiên tộc, ngươi cũng sẽ chết. Dương Huynh, bốn thiên quân lớn, ngươi thoáng cái đã đắc tội hai người, đúng là có chút lợi hại. Dương Diệp nói, ta không có thời gian chơi trò tâm lý với ngươi, có việc cứ việc nói thẳng, hiểu không? Nữ tử không cười nữa. Ta muốn tìm Dương Huynh hợp tác, ta sẽ giúp đỡ Dương Huynh cứu bằng hữu Dương Huynh ra, cũng sẽ cho Dương Huynh tin tức tình báo, có tin tức tình báo ta cho, người vĩnh viễn nhanh hơn nhân quân một bước. Nếu như ta không đồng ý. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nữ tử hơi ngẩn người, rõ ràng không ngờ được Dương Diệp sẽ hỏi như vậy, nhưng chẳng bao lâu, nàng nhoẻn miệng cười. Dương Huynh, ta có thể dễ dàng tìm được ngươi như vậy là vì sao? Uy hiếp. Dương Diệp khẽ cười nói. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tay ngọc của nữ tử nhẹ nhàng vung lên, trong phút chốc, ở trong không trung xung quanh Dương Diệp xuất hiện bốn người áo đen. Tất cả đều là thiện cảnh. Nữ tử khẽ nói. Dương Huynh. Tay phải của Dương Diệp thoáng động, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn dùng kiếm quét đảo qua bốn người xung quanh, cuối cùng nhắm thẳng vào nữ tử kia. Có tin không? Năm tên thiện cảnh tới. Ta vẫn có thể một kiếm giết chết ngươi trong nháy mắt. Nữ tử nhún vai. Không tin lắm. Dứt lời, khí tức của bốn người áo đen xung quanh này trực tiếp khóa trên người của Dương Diệp. Đúng lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở đó. Kiếm vực. Vào giây phút kiếm vực xuất hiện, bốn khí tức xung quanh trực tiếp bị chấn áp, cùng lúc đó, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Bốn người xung quanh Dương Diệp cũng theo đó biến mất. Mà vào lúc này, Dương Diệp đã ở trước mặt nữ tử kia, cùng lúc đó, 36 thanh khí kiếm vây quanh hắn cùng nữ tử kia. Xung quanh là bốn gã cường giả thiện cảnh. Lúc này, bốn gã cường giả thiện cảnh căn bản không dám động. Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử trước mắt. Bây giờ tin chưa? Trên mặt nữ tử hoàn toàn không sợ hãi, nàng nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cười nói. Không hổ danh là kiếm tu đứng đầu bách tộc trong đại thiên vũ trụ. Không ngờ được ngay cả kiếm vực cũng lĩnh ngộ được. Sao, những thanh kiếm này của ngươi hẳn là một bộ kiếm trận. Nhìn uy lực này, trước đã đủ để giết chết một vị thiện cảnh, trong nháy mắt. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Dương Huynh muốn nói với ta, có thể hợp tác, nhưng vị trí của mọi người là bình đẳng, đúng không? Dương Diệp thoáng động tâm niệm, những thanh kiếm xung quanh trực tiếp biến mất, kiếm vực cũng biến mất. Dương Diệp khẽ nói. Ngươi sai rồi, ta muốn nói cho ngươi biết, không quan tâm phía sau ngươi là ai, đừng tới uy hiếp ta, con người ta có chút nhỏ nhen, nếu như người ta uy hiếp ta, ta tương đối dễ kích động, một khi ta kích động lại muốn giết người. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến.
tiểu muội sẽ không nói, vẫn mong Dương huynh thứ lỗi. Dương Diệp dừng bước quay đầu nhìn lại, nơi đó có một nữ tử che mặt, ngồi trên một cái xe lăn, sau lưng nữ tử này là một lão già đeo mặt nạ, lão già đẩy xe lăn nhẹ nhàng đẩy nữ tử kia đi về phía Dương Diệp. Nhìn thấy nữ tử che mặt này, nữ tử phía sau Dương Diệp vội vàng đi tới, nàng đang muốn nói gì đó nhưng nữ tử che mặt kia lại khẽ lắc đầu một cái. Nữ tử kia không nói gì nữa. Lão già đeo mặt nạ đẩy nữ tử che mặt kia đi tới trước mặt Dương Diệp. Cơ Nguyệt, nhân tộc. Dương Diệp liếc mắt nhìn nữ tử che mặt, sau đó nói. Ngươi có thành ý nhiều hơn muội muội ngươi. Nữ tử che mặt khẽ nói đều. Nàng còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, vẫn mong các hạ không nên chấp nhặt. Tất nhiên sẽ không. Dương Diệp nói. Các ngươi muốn tìm ta hợp tác, không phải là không thể được, nhưng hợp tác là phải xem thành ý. Bây giờ, ta thấy được ngươi có một chút thành ý. Nói ý đồ các ngươi đến đây, nói được thì chúng ta lại hợp tác, nói không được, mọi người lại ai đi đường nấy, không động chạm tới nhau, ngươi thấy thế nào? Nữ tử che mặt khẽ gật đầu. Được, Dương huynh đã từng nghe nói tới Hiên Viên Đế. Dương Diệp khẽ gật đầu. Từng nghe nói, đó là vị thần nhân đã từng chỉ huy bách tộc đánh bại thần tộc. Nữ tử che mặt khẽ gật đầu. Năm đó có bốn thế gia lớn này là bốn thế gia lớn mạnh nhất của nhân tộc, theo thứ tự là Hiên Viên Thị, Khương Thị, Cơ Thị, Quỷ Thị. Nhưng cuối cùng, Hiên Viên Thị một nhà độc quyền, sở dĩ Hiên Viên Thị bọn họ có thể một nhà độc quyền, nguyên nhân chủ yếu là vì thanh kiếm kia, thanh kiếm do hơn 10 thủy tổ cùng chế tạo ra. Ngươi muốn kiếm của ta? Dương Diệp nói. Nữ tử che mặt khẽ lắc đầu. Kiếm kia cũng không phải tất cả của Hiên Viên Thị. Chính nàng có linh nên sẽ lựa chọn người đi theo, nếu như nàng không lựa chọn Cơ Thị ta, cho dù Cơ Thị ta nhận được cũng chỉ là một mối họa. Vậy các ngươi tìm ta làm gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử che mặt nói. Năm đó Hiên Viên Đế phong ấn thần thú ngũ hành kỳ lân bảo vệ tộc Cơ gia ta, theo Hiên Viên Đế ngã xuống, kiếm canh giữ biến mất, thần thú hỏa kỳ lân ở Cơ gia ta này cũng không có cách nào lại thấy được ánh mặt trời. Những năm gần đây, chúng ta đã đi tìm nhân quân. Nhưng hắn đưa ra điều kiện quá lớn, Cơ gia ta không muốn bỏ ra giá lớn như vậy, cho nên tới tìm ngươi. Dương Diệp im lặng. Nữ tử che mặt nói. Ngươi muốn lấy sức một mình cứu người từ trong tay thiên quân vẫn rất khó khăn, nhưng nếu như có Cơ gia ta giúp đỡ thì sẽ có ít nhất 9 phần cơ hội. Nếu như không cứu ra, coi như trước đó ta chưa từng nói, ngươi thấy thế nào? Chỉ là giải phong kỳ lân ngũ hành gì đó thôi sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử che mặt khẽ gật đầu, Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Được, ta đáp ứng. Nữ tử che mặt nói. Các hạ có thể đi thiên tộc trước, sau khi đến thiên tộc, Cơ gia ta sẽ có cường giả tiếp ứng. Dương Diệp không nói nữa, xoay người lập tức biến mất. Tuy nhiên lúc xoay người lúc, hắn liếc nhìn lão già đeo mặt nạ. Dương Diệp đi rồi, nữ tử che mặt đột nhiên nói. Tưởng bá, người này thế nào? Mặt nạ lão già im lặng vài hơi thở, sau đó nói. Có thể, nếu như có thể ra sức cho Cơ gia, đại nghiệp có thể thành. Nữ tử che mặt khẽ nói. Đáng tiếc. Rất nhanh, tất cả mọi người ở đó biến mất. Mà vào lúc mọi người ở đây biến mất, ở đó đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đen, người này khẽ nói. Cơ gia, tiểu chủ tử này thật sự không phải là chiếc đèn cạn dầu. Sớm biết vậy. Trước đây lại không tiếp nhận chuyện khổ sai này. Dứt lời, người mặc áo đen muốn đi. Mà lúc này, người mặc áo đen đột nhiên quay đầu lại. Ra đi. Không gian nơi đó khẽ run lên, lão già đeo mặt nạ trước đó vốn đã rời đi lại xuất hiện. Ngươi là ai? Lão già đeo mặt nạ nói. Người mặc áo đen nói. Ta không có cách nào trả lời vấn đề này, tuy nhiên ngươi yên tâm, a không có ác ý với Cơ gia các ngươi. Lão già đeo mặt nạ im lặng. Người mặc áo đen lại nói. Thật ra ta không ngờ được, Cơ gia các ngươi lại xuất hiện một vị thánh linh tiên thể, hì hì, có chút thú vị. Nghe vậy, lão già đeo mặt nạ này đột nhiên biến mất. Trong phút chốc, phạm vi không gian bên trong mấy vạn trượng lập tức đổ nát, cùng lúc đó, không gian gần 10 vạn trượng bên ngoài cũng biến thành bột mịn. Không biết qua bao lâu. Pháp tắc thiên địa chữa trị mới khiến cho không gian ở đó chậm rãi khôi phục. Trong không trung, hai người đối diện. Người mặc áo đen vỗ nhẹ vào ống tay áo,
khẽ cười nói. Để cho một cường giả nhân cấp chỉ kém nửa bước lại đạt được thánh nhân bảo vệ, chà chà, thật sự là khoản chi lớn. Nam tử đeo mặt nạ liếc nhìn người mặc áo đen nhưng không ra tay. Lúc này, người mặc áo đen lại nói. Xem ra cơ gia ngươi tính toán rất lớn, nhưng không sao, điều này không liên quan gì với ta còn có việc, từ biệt. Dứt lời, người mặc áo đen trực tiếp biến mất. Nữ tử che mặt kia cùng xe đẩy xuất hiện ở đó. Nữ tử che mặt thản nhiên liếc nhìn vị trí người mặc áo đen biến mất, sau đó nói. Tưởng bá có thể đoán ra lai lịch của người kia không? Lão già đeo mặt nạ lắc đầu. Tuy nhiên, chắc hẳn có quan hệ với Dương Diệp, đối phương cũng đi theo Dương Diệp. Nữ tử che mặt khẽ gật đầu. Tưởng bá không cần lo lắng, có một số việc, nên tới cuối cùng sẽ tới, không đến, người có cầu thế nào, nó cũng sẽ không tới, cứ bình thường là được. Lão già đeo mặt nạ khẽ gật đầu. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Rất nhanh. Hai người biến mất khỏi đó. Sau khi Dương Diệp rời khỏi ma tộc thì đi thẳng tới thiên tộc, tuy nhiên lúc hắn sắp đi vào thiên tộc, một người thần bí toàn thân bao phủ ở bên trong áo bào đen xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cơ gia, người thần bí nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn người thần bí kia, sau đó nói. Làm thế nào? Người thần bí nói. Ở bên trong lối vào này, thiên quân đã phái người canh giữ, chỉ cần ngươi đi vào thì hắn sẽ lập tức biết ngay. Chúng ta phải đổi cách tiến vào trong. Dứt lời, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn về phía mặt đất, rất nhanh, ở trên mặt đất này xuất hiện một vòng tròn màu lam nhạt. Truyền tống trận. Về thiên tộc, một. Người thần bí nói. Đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn đầu bước vào trong vòng tròn này. Dương Diệp không do dự, cũng đi vào theo. Rất nhanh, truyền tống trận chấn động mạnh, hai người cùng biến mất khỏi đó. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp mở mắt, lúc này, hai người đã ở trên mặt biển. Người thần bí nói, ta đã điều tra ra được, thiên quân này giam giữ Phù Tịnh ở trong thiên lao được canh gác cẩn mật nhất thiên tộc. Mặc dù ở đó không có thánh nhân tự mình chấn giữ, nhưng lại có một cường giả đạt được nửa bước thánh nhân chấn giữ. Chúng ta không thể cứng rắn chống lại. Nói đồng thời, người thần bí cùng Dương Diệp lặng lẽ đi tới Vân Tiêu Thành, sau khi tiến vào trong Vân Tiêu Thành. Người thần bí lại nói. Cơ gia ta sẽ nghĩ biện pháp để thánh nhân nửa bước kia rời đi, chuyện còn lại sẽ giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Không thành vấn đề. Người thần bí nói. Đi theo ta. Dứt lời, người thần bí dẫn đường, hai người tới phía nam trong thành, ở trước mặt hai người là một tòa đại điện màu đen. Người thần bí nói. Đây là thiên tù lao. Xem như là một nhà giam nghiêm mật nhất của thiên tộc, trong đó giam giữ đều một ít tội phạm thiên tộc quan trọng, còn có một ít cường giả ma tộc, đặc biệt những cường giả ma tộc, vì đề phòng những cường giả ma tộc chạy trốn, thiên tộc cố ý phái một cường giả chỉ kém nửa bước lại đạt được thánh nhân trấn thủ ở đây. Dương Diệp nói, các ngươi làm thế nào dẫn dắt bọn họ rời đi được? Người thần bí nói, cách tự do, người phải nhớ kỹ, cho dù không có vị cường giả kia ở đó. Cũng không nên khinh thường, ở trong tình huống này thật ta cũng không được biết, nhưng chắc chắn vẫn có các biện pháp phòng ngự khác. Nói chung, đến lúc đó phải dựa vào chính ngươi. Dứt lời, người thần bí không nói chuyện nữa mà xoay người biến mất. Dương Diệp đợi khoảng chừng một khắc, đột nhiên, một khí tức từ trong thiên tù lao chợt lóe lên, cùng lúc đó, không gian trước mặt Dương Diệp khẽ run lên, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Ra tay! Dương Diệp không do dự. Thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một bóng đen tiến vào trong đại điện này. Ban đầu, thần thức của vị cường giả siêu cấp bao phủ cả tòa đại điện. Bây giờ, vị cường giả kia đột nhiên rời đi, điều này khiến cho Dương Diệp thuận lợi lẻn vào trong thiên tù lao này. Tối tăm. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp sau khi bước vào thiên tù lao. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, không có một bóng người. Dương Diệp đang chuẩn bị đi về phía trước, mà vào lúc này, một nam tử mặc khôi giáp xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, hắn nhìn lướt qua xung quanh và nhíu mày. Dương Diệp không hề nhúc nhích, khí tức toàn thân đã được kiếm vực che giấu hoàn toàn. Qua rất lâu, nam tử mặc giáp này rời đi, nhưng Dương Diệp vẫn không động đậy, cứ như vậy, đủ một khắc, nam tử mặc giáp này lại xuất hiện. Nam tử mặc giáp này nhìn lướt qua xung quanh, sau đó mới rời đi. Nhưng Dương Diệp vẫn không động đậy. Nửa khắc sau,
nam tử mặc giáp lại xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó mới rời đi. Sau khi nam tử mặc giáp rời đi, lúc này Dương Diệp mới từ trong bóng tối bước ra, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn thấy từng lồng giam màu đen giống như lồng sắt, bên trong đều nhốt một người. Bởi vì kiếm vực, Dương Diệp tuyệt đối không bị những người này phát hiện. Dương Diệp đi thẳng về phía trước, ánh mắt không ngừng đảo qua những lồng giam xung quanh, rất nhanh, Dương Diệp đã ngừng lại. Ở bên phải cách Dương Diệp không xa có một lồng giam màu đen, bên trong giam giữ một nam tử, chính là Vu Tịnh. Nhìn thấy Vu Tịnh, vẻ mặt Dương Diệp thả lỏng, sau đó trở lại phía trước lồng giam. Tuy nhiên lúc này, Vu Tịnh còn chưa phát hiện ra Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn lồng giam này, xung quanh lồng giam lóe ra từng gợn ánh sáng lấp lánh, rõ ràng không phải là vật tầm thường. Lúc này, một thanh kiếm nhẹ nhàng điểm vào trên lồng giam này, cùng lúc đó, một luồng lực lượng thần bí cũng hoàn toàn bao phủ lấy lồng giam. Rất nhanh, lồng giam này bắt đầu chấn động mãnh liệt, tuy nhiên bởi vì kiếm vực, lồng giam này tạo thành động tĩnh cũng không làm kinh động tới mọi người xung quanh. Nhưng Vu Tịnh đã phát hiện ra. Nhìn thấy Dương Diệp, Vu Tịnh hơi ngẩn người, sau đó nói. Sao ngươi lại chạy tới đây? Dương Diệp lắc đầu, không nói gì, chỉ sử dụng kiếm trong tay cọ sát từng điểm, rất nhanh, lồng giam này bị kiếm của Dương Diệp không ngừng mài nhẹ đã hoàn toàn biến mất. Dương Diệp nói, đi thôi. Vu Tịnh cũng không nói gì, theo Dương Diệp ra ngoài, rất nhanh, hai người an toàn rời khỏi thiên tù lao, nhưng hai người vừa ra ngoài, bên trong lại truyền đến động tĩnh lớn. Lập tức phong tỏa xung quanh, bất kỳ kẻ nào, bất kỳ khí thức gì cũng không được buông tha. Một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở trên không trung thiên tù lao. Theo tiếng này vừa dứt, từng thần thức không ngừng đảo qua. Một lát sau, Dương Diệp nói. Chúng ta đi. Dương Diệp dẫn theo Vu Tịnh lặng lẽ rời khỏi Vân Tiêu Thành, tới bên ngoài thành, Dương Diệp lại nhìn thấy người thần bí kia. Đi theo ta. Người thần bí vừa dứt lời đã xoay người biến mất. Hai người Dương Diệp lập tức đi theo. Vân Tiêu Thành, trong một gian đại điện. Một nam tử trung niên nhìn một lão già phía dưới. Biết là ai không? Lão già kia khẽ lắc đầu. Đối phương bắt tiểu tử nhà ta, sau đó cố ý để tiểu tử kia báo cho ta biết và dẫn dắt ta rời đi, tuy nhiên chắc là Dương Diệp. Nam tử trung niên nói. Không chỉ một mình hắn, có người giúp đỡ hắn. Nói xong, nam tử trung niên từ từ nhắm hai mắt lại. Điều tra, vận dụng tất cả lực lượng. Ta thật ra muốn xem thử cuối cùng là ai. Ngoài Vân Tiêu Thành, Dương Diệp cùng Vu Tịnh theo người thần bí kia đi tới trong một chỗ rừng rậm, người thần bí kia xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Các hạ, bởi vì giúp đỡ các hạ, hơn 5 điểm được cơ gia ta sắp xếp ở bên trong thiên tộc nhiều năm, bây giờ đều không còn. Vẫn mong các hạ nhớ kỹ hứa hẹn của mình, nói xong, hắn bấm tay bắn ra, một đường ánh sáng trắng tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Còn đây là vị trí của cơ gia ta ở nhân tộc, vẫn mong các hạ tới cơ gia một chuyến nổ, từ biệt. Đúng rồi, thiên quân chắc hẳn sẽ lập tức vận dụng tổ chức thiên nhãn của hắn, lấy năng lực của thiên nhãn này, muốn tìm được hai người chắc hẳn không khó, cho nên, các hạ si tốt nhất nên mau chóng rời khỏi thiên tộc. Nói xong, người thần bí trực tiếp biến mất. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó tay phải giơ ra, một ánh sáng trắng xuất hiện ở trước mặt Vu Tịnh. Cho ngươi. Đây là... Vu Tịnh không hiểu. Dương Diệp cười nói. Một đồ chơi nhỏ. Nói xong, hắn vỗ nhẹ vài cái vào vai của Vu Tịnh. Sống thật tốt, hôm khác các huynh đệ sẽ tập trung. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, xoay người hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Vu Tịnh ngây người một hồi lâu, sau đó nhìn về phía ánh sáng trắng trong tay, hắn bấm tay điểm tới, ánh sáng trắng trực tiếp tiến vào giữa chân mày hắn. Cơ thể Vu Tịnh lập tức cứng đờ ở. Qua rất lâu, Vu Tịnh mở mắt, mà lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử này chính là cha của Vu Tịnh. Vu Tịnh nhìn nam tử trung niên trước mắt. Cha có biết đó là cái gì không? Nam tử trung niên lắc đầu. Vu Tịnh nói. Truyền thừa của một vị cường giả thiên tộc, truyền thừa của thánh nhân. Truyền thừa của thánh nhân. Nam tử trung niên sửng sốt. Thật sao? Vu Tịnh nói. Cha nói xem. Nghe vậy, cơ thể của nam tử trung niên này có chút run rẩy. Vu Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời,
đó là nơi Dương Diệp biến mất. Qua rất lâu, Phù Tịnh nói. Cha, truyền thừa của thánh nhân, cha sẽ tặng cho huynh đệ của mình sao? Nam tử trung niên im lặng. Vẻ mặt Phù Tịnh dần dần trở nên lạnh lùng. Trở lại nói cho Thái Gia Gia ta biết, tôn tử của hắn đã thu được truyền thừa của thánh nhân. Nhưng nếu muốn tôn tử của hắn quay về Vu Gia thì phải có một điều kiện, đó chính là lão tử phải làm gia chủ Vu Gia. Dương Diệp rời khỏi thiên tộc, đã bị khoảng 10 tên nam tử mặc khôi giáp màu vàng cản lại. Thiên tộc. Dương Diệp khẽ cười. Tới thật là nhanh. Thật ra, hắn đã sớm dự đoán được. Nếu hắn rời đi như thế, thiên tộc khó tránh khỏi quá kém cỏi. Ở trước mặt 10 nam tử mặc khôi giáp màu vàng xuất hiện một lão già trong tay cầm trường thương. Cường giả thiện cảnh. Lão già liếc mắt nhìn Dương Diệp. Ai đã giúp đỡ ngươi? Dương Diệp khẽ cười nói. Ngươi đoán xem. Lão già lắc đầu. Không đoán, chỉ cần ngươi chết là được. Vừa dứt lời, tay trái hắn hơi vung lên, trong phút chốc có 10 đường ánh sáng đột nhiên nhanh như điện bắn về phía Dương Diệp. 10 người này đều là cường giả đạo cảnh nên Dương Diệp tất nhiên không dám khinh thường. Đối phương phái ra đội hình này, hiển nhiên không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, trong phút chốc, ở trước mặt hắn xuất hiện chừng 30 thanh khí kiếm răng kín khắp nơi, hợp lại thành một tấm lưới, trực tiếp chắn 10 mấy đường lưu quang trước mặt của hắn. Sau khi ngăn chặn những ánh sáng lấp lánh này, 30 thanh khí kiếm trực tiếp hóa thành 30 đường kiếm quang bắn nhanh về phía đám người lão già này. Nhanh như tia chớp. Thiên quân xuất hiện, một. Mà lúc này, lão già kia phía xa đột nhiên bấm tay điểm ra, thanh trường thương trong tay phải của hắn đột nhiên bắn nhanh ra, thoáng cái, bóng thương đầy trời lập tức đập nát 30 đường kiếm quang của Dương Diệp. Cùng lúc đó, một thanh trường thương đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, giơ tay lên đâm ra một kiếm. Keng! Ở đó vang lên một tiếng chói tai, thoáng cái, hai người chỉ vừa va chạm đã tách ra, lui lại đủ trăm trượng. Vừa dừng lại, lão già kia đã lại bắn ra, trong phút chốc, một ánh thương sắc bén trực tiếp bao phủ Dương Diệp. Dương Diệp bước tới và giơ kiếm đâm một cái. Thương kiếm lập tức va chạm vào nhau. Rắc rắc, không gian ở đó đột nhiên chấn động mạnh, thoáng cái, không gian mấy vạn trượng lập tức nứt ra. Đúng lúc này, lão già đột nhiên thu thương, đột ngột từ trên mặt đất lao tới trong đám mây, hai tay lão già mở ra, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện, rất nhanh, thanh trường thương này bắt đầu chấn động mãnh liệt, trên mũi thương có ánh sáng lạnh chấp hiện. Bên dưới, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn lão già, tay hắn khẽ động, thanh kiếm biến mất. Tuy lão già trước mặt này cũng là thiện cảnh, nhưng tuyệt đối không phải cường giả thiện cảnh bình thường, đối phương cho hắn cảm giác đặc biệt nguy hiểm, nhất là giờ phút này. Hắn biết nếu như mình không dốc hết toàn lực thì chắc chắn phải chết. Trong đám mây, lão già nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, tới, tiếp ta một thương. Dứt lời, lão già đột nhiên xuất hiện ở đỉnh của trường thương, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, trong phút chốc. Vèo, lão già mang theo thanh thương từ trong đám mây bắn nhanh xuống. Trong phút chốc, những tầng mây bên dưới trực tiếp tách ra, không gian trước mặt lão già bị tách ra. Cùng lúc đó, áp lực mạnh mẽ còn trực tiếp làm cho mặt đất chỗ Dương Diệp đứng lập tức đổ nát, một vực sâu cực lớn xuất hiện ở dưới chân của Dương Diệp. Bên dưới, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, một thanh kiếm lớn mờ ảo xuất hiện ở trong cơ thể Dương Diệp. Nhân kiếm hợp nhất cộng thêm táng kiếm sát. Đây cũng tính là một trong những đòn sát thủ của Dương Diệp, phải nói là một chiêu mạnh nhất của hắn. Một đường kiếm quang phóng lên cao. Tất cả phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, thoáng cái, không gian mấy vạn trượng xung quanh trực tiếp nứt ra, lại còn lan tràn về bốn phía xung quanh với tốc độ rất nhanh. Nhưng cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc, trong không gian rạn nứt có một đường kiếm quang cùng một ánh thương không ngừng đan xen chấp hiện. Từng tiếng nổ rung trời giống như tiếng sấm vang vọng. Cứ như vậy rằng có gần một giờ mới dừng lại. Lúc này, Dương Diệp cùng lão già đứng cách nhau khoảng trăm trượng, hai người đều có chút chật vật. Ở trên người của Dương Diệp có vết thương trải rộng, nhưng nhờ có hồng mông tử khí, chút vết thương ấy tuyệt đối không ảnh hưởng gì quá lớn đối với hắn. Mà trên người lão già phía xa cũng có nhiều vết thương, tuy nhiên nhìn từ ngoài, lão già cũng không gặp trở ngại gì. Lão già liếc mình trường thương trong tay nhìn, trên đó đầy vết nứt. Im lặng một lát, lão già ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đúng là yêu nghiệt, nhưng ngươi không sống được quá hôm nay đâu.
Dương Diệp nhún vai, sau đó nói. Thử xem. Lão già điểm nhẹ chân phải về phía trước, cả người giống như mãnh hổ xuống núi, nắm trường thương trực tiếp đâm về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không hề né tránh, chân phải chợt giẫm một cái, tất cả không trung chấn động mạnh, trong phút chốc, một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, hai bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng mới dừng lại. Vừa dừng lại, lão già kia liền nắm chặt trường thương trong tay ném về phía Dương Diệp. Suy. Một thanh trường thương mang theo ánh thương chói mắt cắt qua không trung, mục tiêu là nhắm thẳng vào Dương Diệp. Phía xa, tay phải của Dương Diệp mở ra, một thanh kiếm đột nhiên lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn, sau đó trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất. Thanh kiếm xuất hiện thì đã ngoài mười mấy trượng, trên mũi kiếm chính là đầu mũi thương. Trong chớp mắt yên lặng, rắc rắc, thanh trường thương này đột nhiên nổ tung ra, kiếm quang chợt lóe lên và đâm thẳng vào lão già kia. Lão già rõ ràng đã sớm đề phòng, tay phải hóa trưởng trực tiếp đánh ra. Ầm. Một trường này của lão già đã trực tiếp ngăn cản một kiếm kia của Dương Diệp, cùng lúc đó, bản thân lão già lùi về phía sau trăm trượng, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở hắn mới đứng, lại một đường kiếm quang chém xuống. Nếu như vừa rồi hắn không lùi lại, hắn phải cứng rắn đỡ một kiếm kia. Ở dưới tình huống không có vũ khí, nếu như hắn cứng rắn đỡ sẽ chịu thua thiệt. Dương Diệp cũng không tiếp tục truy kích, mà dừng tại chỗ, một thanh kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn. Phía xa, lão già kia liếc nhìn thanh kiếm trước mặt Dương Diệp. Không hổ danh là thánh kiếm. Trong giọng nói còn kèm theo một chút châm chọc. Vừa rồi, trong lần giao phong cuối cùng của hắn và Dương Diệp, nguyên nhân chủ yếu khiến hắn thua một bậc là trang bị của hai người khác nhau. Dương Diệp nghe vậy thì khẽ nở nụ cười, sau đó nói. Không hổ danh là cường giả thiện cảnh, da mặt còn dày hơn ta. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt lão già này lập tức có chút khó coi. Vừa rồi khi giao đấu cùng Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp quá mạnh mẽ làm cho hắn quên cảnh giới của Dương Diệp, phải nói là hắn đã xem Dương Diệp thành đối thủ cùng cấp. Mà bây giờ, bởi vì Dương Diệp nhắc nhở nên hắn mới nhớ ra, Dương Diệp chỉ là một thính đạo cảnh. Thính đạo cảnh. Nghĩ đến đây, vẻ mặt lão già càng thêm khó coi, phải nói nghiêm trọng. Thính đạo cảnh lại có thực lực cường đại như vậy. Quá khủng khiếp. Giờ phút này, lão già thật sự có chút sợ hãi. Dương Diệp phải chết. Trong đầu lão già vừa xuất hiện ý nghĩ này, Dương Diệp đã lập tức biến mất, thoáng cái, một tiếng kiếm ngân vang vọng ở bên tai lão già. Nghe được tiếng kiếm ngân này, sắc mặt lão già thoáng đổi, hắn phản ứng rất nhanh, hai tay vẫy một cái, trong phút chốc, rất nhiều bóng xê thương đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra giống như thủy triều. Ầm 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 ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Sau khi lão già kia không còn vũ khí, lập tức bị cơ Dương Diệp áp chế, tuy nhiên, nếu Dương Diệp muốn giết được đối phương thì rõ ràng vẫn làm không được. Sau một đòn đẩy lùi lão già, Dương Diệp đang chuẩn bị tiếp tục áp chế, nhưng vào lúc này, 10 ánh thương đột nhiên từ phía sau hắn bắn nhanh tới. 10 người khác ra tay. Dương Diệp ngừng lại, xoay người, trong mắt lóe lên sự ngoan độc, trong phút chốc, một lực lượng thần bí xuất hiện ở xung quanh. Kiếm vực xuất hiện, trong chớp mắt này, tốc độ của 10 ánh thương lập tức chậm lại. Dương Diệp bước tới, 36 thanh kiếm xuất hiện ở trong kiếm vực, thoáng cái, 36 đường kiếm quang bắn nhanh ra, bên trong kiếm vực đều có kiếm quang răng kín khắp nơi. Vô địch kiếm trận. Bộ kiếm trận này là kiếm kỹ quần công của Dương Diệp, dưới tình hình chung bởi vì tiêu hao rất lớn nên hắn chắc chắn sẽ không sử dụng, cho dù bây giờ hắn đã đạt được thính đạo cảnh. Tiêu hao này cũng làm cho hắn có chút không chịu nổi. Nhưng nếu như bây giờ không dùng, nhất định sẽ bị 10 người kia liên thủ áp chế. Ở đó chỉ thấy kiếm quang. Cứ như vậy, rằng co gần một khắc, những kiếm quang dần dần biến mất. Mà lúc này, đối diện Dương Diệp chỉ còn lại có 3 gã nam tử mặc giáp. Kiếm vực thêm kiếm trận trực tiếp giết chết 7 cường giả đạo cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt lão già phía xa càng thêm nghiêm trọng. Sau khi thi triển vô địch kiếm trận giết chết 7 tên cường giả, Dương Diệp không tiếp tục ra tay, mà xoay người và biến mất ở phía chân trời. Đi. Dương Diệp dĩ nhiên phải đi, tiếp tục chiến đấu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Muốn giết lão già kia vẫn quá khó khăn với hắn, trừ khi là một đấu một, nhưng đối phương căn bản sẽ không một đấu một với hắn. Không chỉ không làm vậy,
còn có thể có nhiều cường giả thiên tộc tới. Thấy tốt thì thu lại. Thần dực phía sau Dương Diệp được mở ra, tốc độ của Dương Diệp đạt tới đỉnh phong, nhanh đến mức mắt thường căn bản cũng không thể nhận ra. Trước đó sở dĩ không thích hợp sử dụng thần dực, bởi vì tiêu hao quá lớn, ở dưới tình huống không nắm chắc một đòn tất sát, nếu như thi triển thần dực, chỉ có thể hại chết chính mình. Nhìn thấy Dương Diệp trốn mất, sắc mặt lão già này chợt biến đổi. Không thể để cho hắn đi, đuổi theo. Vừa dứt lời, hắn cùng bốn người còn lại trực tiếp biến mất. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt lão già kia cực kỳ khó coi, bởi vì tốc độ của Dương Diệp quá nhanh. Giờ phút này, hắn đã không cảm giác được khí tức của Dương Diệp. Mà vào lúc này, lão già đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc hắn lập tức thả lỏng. Phía chân trời xa xôi, Dương Diệp điều khiển kiếm lao nhanh. Nhìn thấy đám người lão già không thể đuổi kịp, vẻ mặt Dương Diệp cũng thả lỏng, nhưng ngay vào lúc này, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một nam tử trung niên. Người này chắp hai tay sau lưng và đang lạnh lùng nhìn hắn. Thiên Quân! Dương Diệp ngừng lại. Không ngờ ngươi tự mình ra tay. Thiên Quân khẽ nói. Xem hôm nay ai có thể bảo vệ ngươi. Dương Diệp đang muốn nói, mà lúc này lại có một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Ta thật ra muốn xem thử ngươi làm sao giết được hắn. Nghe được tiếng nói này, Thiên Quân nheo mắt lại và chậm rãi quay đầu nhìn lại. Là ai? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Diệp, hắn cũng quay đầu nhìn lại. Tiểu thư cho mời. Một. Ở trong tầm mắt của hai người xuất hiện một nam tử trung niên đeo trường thương. Tuy nhiên cơ thể của nam tử trung niên này có chút hư ảo. Nhìn thấy người này, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Hắn nhận ra người này, chính là người đã truyền thừa binh ra cho hắn. Sao đối phương tới đây? Dương Diệp có chút nghi ngờ. Khi nhìn thấy nam tử trung niên này, Thiên Quân chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Nam tử trước mắt này rõ ràng không phải là bản thể, nhưng lại cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Mà nam tử trung tuổi kia căn bản không để ý tới Thiên Quân, trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp. Bất ngờ à, Dương Diệp khẽ gật đầu. Có chút bất ngờ. Nam tử trung niên nói. Ta tới tìm ngươi là vì hai chuyện. Thứ nhất, không lâu nữa sáu mạch của binh gia sẽ có một trận thi đấu. Danh hiệu đứng đầu trong cuộc thi đấu này sẽ được lão tổ ban cho chân ngôn. Thứ này không có tác dụng quá lớn với ta, nhưng lại rất hữu dụng với ngươi. Có thứ này, sau này cho dù có thánh nhân ra tay cũng không có cách nào một đòn giết được ngươi, tương đương với một lá bùa bảo toàn tính mạng. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Không tham gia được chưa? Không tham gia à? Nam tử trung niên khẽ nói. Một mạch sát phạt chỉ còn lại chúng ta, ngươi không tham gia, chẳng lẽ muốn ta đi tham gia? Nói đến đây, hắn liếc nhìn Thiên Quân phía xa, sau đó nói. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự không muốn đi, ai cũng không thể ép buộc được ngươi, đúng rồi, đầu ta hơi choáng váng, có khả năng phải đi trước. Chúc ngươi nhiều may mắn. Nói xong. Nam tử trung niên xoay người rời đi. Dương Diệp nheo mắt, sau đó vội vàng nói. Thật ra, ta đã sớm muốn đi tới binh gia xem thử, lần này vừa vặn có cơ hội, làm sao có thể bỏ qua được. Nam tử trung niên xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Ta không ép buộc ngươi đi chứ. Dương Diệp lắc đầu. Không có, đi binh gia là do ta hoàn toàn tự nguyện. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt, đúng rồi. Chuyện thứ hai là muốn nói cho ngươi biết một tin xấu. Tin tức xấu. Dương Diệp nhíu mày. Nam tử trung niên nói. Có phải ngươi đã từng giúp đỡ một hầu tử? Hầu ca. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sao vậy? Sao vậy? Nam tử trung niên tức giận nói. Ngươi uống nhiều mới có thể đi dính vào chuyện của đám lừa ngốc kia à? Ngươi có biết không, hầu tử kia chạy đến Phật gia làm gì? Hắn đã giết mất mấy thiên tài của Phật gia, không chỉ có vậy, còn muốn một quyền đánh nát chân thân luân hồi chuyển thế của một vị Phật tổ trong Phật gia. Giữa hắn cùng Phật gia đã thật sự không chết không dừng rồi. Dương Diệp nhíu mày nói. Điều này liên quan gì đến ta? Nam tử trung niên nói. Bọn họ đã từng có cơ hội bắt được hầu tử này, bởi vì lúc đó vị Phật tổ kia từng tự mình ra tay, nhưng cuối cùng, bởi vì có người giúp đỡ nên hầu tử này trốn được một kiếp. Người đó chính là ngươi. Mà bây giờ, bởi vì chuyện của hầu tử này đã thật sự chọc giận Phật gia, sau này, bọn họ cũng không buông tha cho ngươi đâu. Dương Diệp.
nam tử trung niên lại nói. Đúng rồi, cái này cũng chưa tính là tin tức xấu nhất. Còn có một tin nữa, bây giờ binh gia ta đều biết tới sự tồn tại của ngươi, đặc biệt là Chí Mạch, rất nhiều kẻ được gọi là thiên tài đã chuẩn bị tới giết ngươi. Không có cách nào, hai mạch vốn có ân oán rất sâu, bây giờ chỉ còn lại chúng ta, bọn họ không dám tới làm gì ta nên dĩ nhiên sẽ đến đánh ngươi. Sắc mặt Dương Diệp càng đen hơn. Ngươi sẽ không sợ chứ? Nam tử trung niên nói. Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên, sau đó nói. Có chút sợ. Sợ cái gì? Nam tử trung niên bĩu môi. Đừng sợ, tới bao nhiêu đều giết hết cho ta. Dương Diệp. Các hạ là binh gia. Đúng lúc này, thiên quân vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Nam tử trung niên nhìn về phía thiên quân. Thiên quân, đi nhanh lên đi, thật đấy, tuy ngươi cũng được tính là cường giả một phương, nhưng nếu ép bản thể của ta xuất hiện, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Giết chết ta. Thiên quân nheo mắt lại. Các hạ tự tin như vậy. Nam tử trung niên khẽ nói. Đừng nói ngươi, trừ người què không biết sống chết bao nhiêu năm trong thiên tộc của ngươi, có ai mà ta không đánh chết được chứ? Nghe thấy nam tử trung niên nói vậy, vẻ mặt thiên quân lập tức thay đổi. Ngươi biết hắn. Nam tử trung niên lại nói. Nói thật, nếu như vì chuyện khác, ta thật sự không thể tới đây để ra tay với ngươi, dù sao phía sau thiên tộc ngươi còn có một đạo gia, không nể mặt thiên tộc người cũng phải nể mặt đạo gia. Hơn nữa, ta không thể phá hỏng quy củ, nhưng nếu như vì cứu tiểu tử này mà giết chết ngươi, nói thật, đạo gia chắc sẽ không gây rắc rối. Cho ta. Thiên quân quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Xem ra, người có lai lịch không nhỏ. Dương Diệp nhún vai. Người trong giang hồ, sao có thể không có chút hậu trường được? Thiên quân lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Còn nhiều thời gian. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Thiên quân, nể mặt tiểu thất, ta nói thêm một câu. Ta và thiên tộc không có ân oán quá lớn. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục gây phiền phức cho lão tử, ta nhất định sẽ làm cho mắt ngươi nhìn thấy sau lưng của ngươi. Thiên quân khẽ nói. Được ta chờ. Dứt lời, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở nơi đây. Thiên quân không có khả năng là ngược kỳ yếu. Lúc này, nam tử trung tuổi kia đột nhiên nói. Tiểu tử, đừng khinh thường. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tất nhiên, đúng rồi, bây giờ hầu tử kia thế nào? Nam tử trung niên lắc đầu. Không rõ lắm, tuy nhiên, tình cảnh bây giờ của tiểu tử kia chắc rất tệ mới đúng. Phật gia đã phái ra 12 La Hán cùng 4 Đại Kim Cương, tuy nhiên hầu tử này cũng là một nhân vật lớn, không dễ dàng chết như vậy. Dương Diệp nói. Vị Phật gia kia không ra tay à? Ra tay. Nam tử trung niên khẽ cười nói. Mấy lão già kia còn có chuyện quan trọng hơn làm, ở trong mắt bọn họ, những chuyện này chỉ có thể xem như là đánh nhỏ. Cãi nhỏ, bọn họ căn bản không để ở trong lòng. Trừ khi là Phật gia gặp phải nguy cơ diệt tông, nếu không, hắn sẽ không dễ dàng đi ra. Như vậy cũng giống một quốc gia xuất hiện một ít sơn tặc thổ phỉ, người cảm thấy hoàng đế sẽ ngự giá thân chinh sao. Dương Diệp. Nam tử trung niên bấm tay bắn ra, một tia trùng tia sáng trực tiếp tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Đây là vị trí của binh gia ta, nửa năm sau nhớ tới, nếu như ngươi không đến. Lão tử sẽ trở thành trò cười cho binh gia. Ta mà trở thành trò cười, hì hì. Tiếng cười kỳ quái, không có ý tốt. Dương Diệp nói. Nếu chẳng may ta xuất hiện sự cố thì làm thế nào? Ngươi đừng có tính dở trò. Nam tử trung niên nói. Lần này có thể vừa vặn tới lúc ngươi gặp phải nguy hiểm, đó là ngươi gặp vận cứt chó. Ta rất bận việc, cũng không thời gian đi theo bảo vệ ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc. Nếu như ngươi thật sự chết, ta cũng có thể viện cớ, sẽ không trở thành trò cười. Sắc mặt Dương Diệp tối sầm, tên khốn kiếp này, hắn thật muốn đánh người. Nam tử trung niên nói. Ta ở binh gia chờ ngươi. Dứt lời, thân hình hắn run lên và trực tiếp biến mất. Dương Diệp im lặng. Binh gia. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Dương Diệp im lặng rất lâu rồi xoay người biến mất. Nhân tộc. Dương Diệp đi tới nhân tộc, tuy nhiên vì giảm bớt phiền phức, hắn vẫn chuẩn bị một bộ áo choàng dài che mình lại. Hắn cũng không muốn vừa tới đã bị người đuổi, cho dù hắn không sợ, nhưng làm vậy sẽ rất lãng phí thời gian. Cơ gia.
Dương Diệp dựa theo tuyến đường do người thần bí cho hắn để đi tới nhân tộc Đông Yên Châu. Bởi vì này cơ gia chính là ở này Đông Yên Châu. Trong dãy núi mênh mông, Dương Diệp bước nhanh đi nhanh. Chẳng bao lâu, hắn ngừng lại, bởi vì hắn đã phát hiện ra xung quanh có điều gì đó không ổn. Cảnh tượng xung quanh thoạt nhìn rất thật, nhưng thực tế lại không phải. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, rất nhanh, kiếm vực được thi triển ra, cảnh tượng ở đó đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này hắn tự nhiên ở trong một biển lửa, khối đá dưới chân hắn là khối nham thạch duy nhất ở đó. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Cơ gia đãi khách như thế sao? Nói đùa rồi. Một giọng nói vang lên ở trong không trung. Đây là một đại trận phòng hộ của cơ gia ta, sở dĩ chúng ta không thu lại là vì không biết Dương Huynh đã đến. Còn nữa, chúng ta tin tưởng lấy thực lực của Dương Huynh, đại trận này chỉ là một bữa sáng với Dương Huynh, đúng không? Một bữa ăn sáng. Dương Diệp khóe miệng hơi cong lên, cổ tay thoáng động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy kiếm này rồi chứ? Kiếm này được xưng là có thể phá bất kỳ kết giới cùng trận pháp nào. Nếu như cơ gia không cần đại trận phòng hộ này nữa, ta có thể giúp các ngươi phá nó. Im lặng trong chớp mắt, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau khi liếc nhìn Dương Diệp, hắn nói. Tiểu thư cho mời. Dứt lời, nam tử trung niên vung tay phải lên, ở đó khôi phục lại bình thường, ở trước mặt hai người xuất hiện một cánh cửa. Hai người bước vào trong cửa kia. Phía sau cửa có động tiên khác. Thiếu một phách, một. Ở trước mặt Dương Diệp là một ngọn núi lớn, núi không cao lắm, chỉ có mấy trăm trượng, trên đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được một vài cung điện lộng lẫy. Ở xung quanh ngọn núi lớn có từng sợi khí lưu màu trắng đang bay, thỉnh thoảng có chim bay lượn qua đỉnh núi kia giống như tiên cảnh. Cơ gia. Dương Diệp theo nam tử trung niên đi tới đỉnh núi, được nam tử trung niên dẫn đường, Dương Diệp đi tới trong một thành nhỏ. Thành không lớn, chỉ là một thành nhỏ, phải nói là rất nhỏ, không chứa được quá 10 vạn người. Dương Diệp nhìn lướt qua những người xung quanh này, những người này đều là huyền giả, hơn nữa cảnh giới của mỗi người cũng không thấp. Điều này không quan trọng, quan trọng nhất là thiên phú của những người này tốt hơn những người bên ngoài rất nhiều. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới một chỗ phủ đệ, hắn vừa tới, cửa lớn của phủ đệ này lại mở ra, tiếp theo có một nữ tử đi ra. Đó chính là muội muội của nữ tử che mặt Cơ Nguyệt kia. Nữ tử kia đi tới trước mặt Dương Diệp. Tỷ tỷ có chút việc phải nán lại, không có cách nào tự mình đến đây đón Dương Huynh, vẫn mong Dương Huynh thứ lỗi, Dương Diệp nói. Không sao, có thể cho ta một chỗ yên tĩnh chứ? Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, cười nói. Tất nhiên, Liêm muội, vị này chính là. Đúng lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Một nam tử áo bào xa hoa trông anh Tuấn đi về phía ba người Dương Diệp. Trước mặt Dương Diệp, nữ tử kia ác cười nói. Vị này chính là Dương Huynh, khách do tỷ tỷ của ta mời tới. Đúng rồi, là người khách quan trọng đấy. Vậy sao? Ánh mắt của nam tử áo bào óc xa hoa này rơi vào trên người của Dương Diệp. Không biết các hạ đến từ thế gia nào? Dương Diệp nói. Dương gia. Dương gia. Nam tử áo bào xa hoa nhíu mày. Chưa từng nghe qua. Dương Diệp nói. Chỉ là một gia tộc nhỏ. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử trước mặt kia. Mà nữ tử kia lại không có ý dẫn đường, mà cười nói. Khương Hoa Huynh, vị Dương Huynh này thật không đơn giản, tỷ tỷ của ta đánh giá hắn rất cao đấy. Thật à? Nam tử được gọi là Khương Hao quan sát Dương Diệp. Nữ tử trước mặt Dương Diệp còn muốn nói gì đó. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước về phía nàng. Tiểu hài tử xấu xa nghe rõ cho ta, ta không có hứng thú ở đây lãng phí thời gian với ngươi, càng không có hứng thú chơi tâm tư quỷ quái này với ngươi. Ngươi còn tiếp tục khiêu khích châm ngòi thổi gió, ta sẽ làm cho ngươi hiểu rõ, vì sao hoa lại đỏ. Tuy Dương Diệp không biết vì sao nữ nhân trước mắt này phải gây xích mích, nhưng Dương Diệp không muốn lãng phí thời gian cùng nữ nhân trước mắt này. Lần này hắn tới cơ gia là để trả nhân tình. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, thần sắc nữ tử kia lập tức có chút khó coi. Nàng không ngờ được Dương Diệp tự nhiên nói trắng ra như vậy, hoặc nói là thẳng thừng như vậy. Đương nhiên, nàng tức giận hơn là Dương Diệp không nể mặt nàng như vậy. Cơ Liêm sống lâu như vậy, nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên gặp phải người không nể mặt nàng. Mà nam tử áo bào xa hoa này cũng có chút khó chịu. Hắn đứng ở trước mặt Cơ Liêm,
nhìn thẳng vào Dương Diệp, trong phút chốc, hắn trực tiếp một chưởng vỗ vào mặt của Dương Diệp. Nếu như bị một chưởng này vỗ trúng, hàm răng của Dương Diệp có khả năng đều sẽ rơi sạch. Dương Diệp tất nhiên sẽ không bị nam tử kia vỗ trúng, lại trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm. Khương Hoa lập tức bị chấn động đến hơn trăm trượng. Sau khi dừng lại, Khương Hoa liếc nhìn tay phải của mình, lúc này, toàn bộ xương tay phải hắn đã nát. Vẻ mặt Khương Hoa lập tức trở nên dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Hóa ra là một thể tu. Dứt lời, hắn lại muốn ra tay. Dừng tay. Lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, Cơ Nguyệt ngồi xe luân hồi chậm rãi được đẩy về phía bọn họ, sau lưng Cơ Nguyệt là lão già đeo mặt nạ. Khương Hoa không ra tay, trầm giọng nói. Nguyệt cô nương, người này sỉ nhục liêm. Cơ Nguyệt khẽ lắc đầu, ngắt lời Khương Hoa nói. Khương công tử đi về nghỉ ngơi đi, chuyện nơi đây, ta sẽ tự mình xử lý. Nghe vậy, vẻ mặt Khương Hoa có chút khó coi. Sao? Cơ Nguyệt nhìn về phía Khương Hoa. Thế nào? Khương Hoa liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Cơ Liêm cũng muốn đi, nhưng Cơ Nguyệt lại đột nhiên mở miệng. Liêm Nhi, trở lại hối lỗi đi. À, Cơ Liêm trừng mắt với Dương Diệp bên cạnh, sau đó xoay người biến mất. Sau khi hai người đi rồi, Cơ Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu muội tuổi nhỏ, nàng khó có thể quên được chuyện trước đây, cho nên mới có cảnh tượng vừa rồi. Tuy nhiên, nàng cũng không có ác ý gì với Dương Huynh, vẫn mong Dương Huynh đừng chú ý. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đều là chuyện nhỏ, Cơ Nguyệt nói. Như vậy cũng tốt, Dương Huynh đi theo ta. Dứt lời, Cơ Nguyệt dẫn theo Dương Diệp đi về phía bên phải, rất nhanh, hai người tới một chỗ rừng trúc, sau rừng trúc là một con sông nhỏ, nước sông trong suốt nhìn thấy đáy, mà ở sau con sông nhỏ này là một căn nhà trúc. Cơ Nguyệt nói. Đây vốn là nơi ta tĩnh tâm, rất yên tĩnh, Dương Huynh có thể tạm thời ở lại đây, yên tâm, sẽ không có ai tới làm phiền Dương Huynh. Dương Diệp nói, khi nào thì ta cần đi vào giúp các ngươi giải phong thần thú gì đó của Cơ gia này. Cơ Nguyệt nói, ba ngày sau chúng ta xuất phát, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đi về phía nhà trúc này, mà lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên nói. Dương Huynh, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt nói, Dương Huynh, đến lúc đó có khả năng không chỉ có Cơ gia ta. Sao? Dương Diệp có chút không hiểu. Cơ Nguyệt nói, chỗ đó là đê cô bốn gia tộc lớn cùng nắm giữ, cho nên, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện người của thế gia khác. Sau đó thì sao? Dương Diệp nói, Cơ Nguyệt cô nương là sợ ta xung đột với người của gia tộc khác à? Cơ Nguyệt khẽ gật đầu. Có một thế gia đứng bên phía nhân quân. Dương Diệp cười nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Nói xong, Dương Diệp đã biến mất. Ở đó, Cơ Nguyệt im lặng một lát, sau đó cùng lão già đeo mặt nạ xoay người rời đi. Trong căn nhà trúc, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trên một ghế trúc, sau đó bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới tầng thứ hai, ở trước mặt hắn là Tử Nhi còn đang mê man. Nàng thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên bên cạnh, hỏi. Tiểu Thiên khẽ nói. Trong khoảng thời gian này ta cẩn thận kiểm tra khắp người nàng, linh hồn nàng đã dần dần khôi phục, cơ thể cũng không có vấn đề gì, nhưng... Thế nào? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên nói. Ta phát hiện nàng thiếu một phách, mấu chốt nhất là một phách này. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Thiên quân động tay động chân. Tiểu Thiên lắc đầu. Không chắc lắm. Cũng có thể là lúc linh hồn của nàng cùng tiểu thất tách ra đã xuất hiện vấn đề gì đó, cho nên đến lúc đó phải tìm tiểu thất hỏi mới được. Dương Diệp trầm giọng nói. Vì sao không sớm nói cho ta biết? Tiểu Thiên nói. Nếu như sớm nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không rời khỏi thiên tộc, đúng không? Dương Diệp im lặng. Tiểu Thiên nói. Bây giờ, thực lực của ngươi còn chưa đủ, căn bản không thể liều mạng cùng tất cả thiên tộc. Cho nên ta chỉ có thể chờ sau khi ngươi rời khỏi thiên tộc mới dám nói cho ngươi biết, sợ chính là ngươi kích động lại đi tìm thiên quân chịu chết. Dương Diệp khẽ nói. Ta hiểu được, ngươi yên tâm, trước khi nắm chắc, ta sẽ không đi tìm hắn. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói. Chờ Tử Nhi tỉnh lại, ta muốn quay về hệ thiên tuyền. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Đến lúc đó,
ta sẽ quay về cùng ngươi. Tiểu Thiên mỉm cười. Được. Sau khi nói chuyện phiếm cùng Tiểu Thiên, Dương Diệp bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn là thính đạo cảnh, tuy không kém hơn thực lực của cường giả thiện cảnh bao nhiêu, thậm chí còn có thể giết chết cường giả thiện cảnh, nhưng cảnh giới cuối cùng vẫn quá thấp. Không ngừng đột phá chính mình. Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc hắn đã ở bên trong Hồng Mông Tháp một tháng. Tháng này qua, mỗi ngày Dương Diệp đều tu luyện, sau đó chơi cùng Tiểu Bạch. Một điều đáng để nói là thân thể Tiểu Bạch lớn, lông tóc toàn thân càng trắng hơn, giống như băng tuyết vậy. Đối với điều này, Tiểu Bạch cũng không biết vì sao. Dương Diệp hỏi Tiểu Thiên giải thích là Tiểu Bạch muốn thăng cấp. Tiến giai. Tiểu Bạch là linh chủ thiên địa, linh chủ trời đất đây không phải linh chủ thiên địa của một thiên, mà là linh chủ thiên địa thuộc về tất cả thế giới này, tất cả trời đất vũ trụ thế giới đều không có ác ý với Tiểu Bạch sinh linh này. Mà loại linh chủ này cũng có thể nâng cao, nhưng đối với loại linh chủ này, nàng cũng không biết nhiều, dù nàng đã từng là linh chủ hệ thiên tuyền, nhưng đã rời khỏi hệ thiên tuyền. Hơn nữa, Tiểu Bạch không giống với các linh chủ khác. Linh chủ này lớn lên ở trong Hồng Mông tử khí. Nghe thấy Tiểu Thiên nói vậy, Dương Diệp cúi đầu nhìn Tiểu Bạch đã ngủ say trong lòng, khẽ cười nói. Không biết sau khi tiến giai sẽ trông thế nào. Đối với Tiểu Bạch trong tương lai, hắn vẫn còn có chút mong đợi. Thời gian 3 ngày đã đến, Dương Diệp giao Tiểu Bạch cho Tiểu Thiên, sau đó rời khỏi Hồng Mông Tháp. Ra khỏi căn nhà trúc, Dương Diệp hít sâu một hơi. Một tháng qua, mặc dù hắn không có thăng cấp nhưng vẫn thu hoạch được rất nhiều, thu hoạch này phần nhiều chính là nâng cao trên phương diện tâm cảnh. Bởi vì sau khi hắn nhìn thấy Tiêu Giao Tử đánh một trận với thánh nhân kia, hắn có một ít cảm ngộ về kiếm đạo, tháng này, hắn đã hấp thu hết những cảm ngộ đó, sau đó lại có một ít lĩnh ngộ mới. Lại phục ngươi, một, tuy loại lĩnh ngộ này không thể lập tức nâng cao chiến lực của hắn, nhưng nâng cao đặc biệt lớn đối với kiếm đạo của hắn. Coi như là một thu hoạch lớn. Đúng lúc này, lão già đeo mặt nạ đẩy Cơ Nguyệt xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Cơ Nguyệt nói, Dương huynh chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp liếc nhìn Cơ Nguyệt, sau đó nói, có thể lập tức xuất phát. Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt, xin mời đi theo ta. Nói xong, lão già đeo mặt nạ đẩy Cơ Nguyệt xoay người rời đi, Dương Diệp lập tức đi theo. Rất nhanh, ba người ra khỏi thành, ngoài thành còn có một nam tử trung niên. Ánh mắt nam tử trung niên rơi vào trên người của Dương Diệp. Gia chủ Cơ gia, Cơ Vô Vân. Dương Diệp ôm quyền. Hân hạnh gặp mặt. Nam MC tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nói. Lần này lại làm phiền tiểu hữu. Dương Diệp nói. Chuyện nên làm thôi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía ca Cơ Nguyệt. Cẩn thận. Không cần lo lắng. Cơ Nguyệt nói. Nam tử trung niên không nói nữa, hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên, rất nhanh, một chiếc long xa từ phía chân trời bắn nhanh tới, trực tiếp rơi vào trước mặt ba người Dương Diệp. Long xa rất lớn, sợ rằng có thể chứa 100 người. Long xa, tất nhiên kéo xe chính là rồng. Dương Diệp liếc nhìn, đây là một con rồng đen, cấp bậc chắc là khoảng đạo cấp. Dương Diệp liếc nhìn Cơ Vô Vân, có thể làm cho rồng cam tâm tình nguyện kéo xe. Cơ gia này không đơn giản. Dương huynh mời. Cơ Nguyệt đột nhiên nói. Dương Diệp cũng không khách sáo, trực tiếp bước vào trong long xa này và tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Lúc này, Cơ Nguyệt cũng tiến vào. Tuy nhiên, lão già đeo mặt nạ kia không vào. Tưởng bá lái xe. Cơ Nguyệt nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên xe lăn của Cơ Nguyệt. Do dự một lúc, hắn nói. Chân của Cơ Nguyệt cô nương là. Cơ Nguyệt khẽ cười nói. Bởi vì một vài chuyện nên hai chân không linh hoạt. Dương Diệp nói. Ta có chút tâm đắc về chuyện chữa thương, Cơ Nguyệt cô nương có muốn thử một chút không? Cơ Nguyệt khẽ nói. Thánh nhân đã từng ra tay, đáng tiếc vô dụng với thương thế này. Dương Diệp, một tiếng và không nói gì. Mà lúc này, Cơ Nguyệt lại nói. Tuy nhiên, Dương huynh có thể thử xem. Dương Diệp nói. Ngươi không phải nói thánh nhân cũng không được. Cơ Nguyệt cười nói. Dương huynh không phải người bình thường, có lẽ không có kỳ tích xuất hiện. Dù sao có thể thử xem, ta cũng không tổn thất gì, đúng không? Dương Diệp cười nói. Cơ Nguyệt cô nương có tâm tính rất tốt, người cũng rất hiền hòa, không đơn giản. Cơ Nguyệt mỉm cười, không nói gì.
Dương Diệp đứng dậy đi tới trước mặt Cơ Nguyệt, ánh mắt của hắn rơi vào trên hai chân của nàng, vẻ mặt nàng tự nhiên, không có gì thay đổi. Dương Diệp cũng vậy, trực tiếp đặt tay ở trên hai chân của Cơ Nguyệt, sau đó hồng mông tử khí chậm rãi tràn ra, rất nhanh, những tử khí kia đều tiến vào trong hai chân của nàng, trong mắt nàng xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Mà vào lúc này, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi. Cả người Dương Diệp trực tiếp bị một lực lượng làm cho chấn động đập vào trên bức tường kia. Long xa chấn động mạnh. Dương Diệp chậm rãi bò dậy, sau đó, hắn kinh hãi phát hiện, hai tay mình đã bị nổ tung, máu tươi không ngừng chảy. Ngoài việc đó ra, bên ngoài long xa có một lôi điện rất lớn với màu sắc rực rỡ đột nhiên bắn xuống tới, nhắm thẳng vào long xa. Cảm nhận được lôi điện bên ngoài, Dương Diệp sửng sốt. Mình đã làm gì? Sấm sét với màu sắc rực rỡ từ phía chân trời rơi nhanh xuống, vị trí chính là chiếc long xa của ba người Dương Diệp. Uy lực của trời đất mạnh mẽ đủ để hủy diệt tất cả. Đúng lúc này, lão già đeo mặt nạ trên long xa đột nhiên phóng lên cao, lấy tốc độ ánh sáng đánh về phía cột sấm sét kia. Trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, nhưng cột sấm sét kia vẫn không biến mất, trái lại tốc độ rơi vẫn tăng nhanh. Không trung, lão già đeo mặt nạ nhíu mày. Mà lúc này, trong long xa, Cơ Nguyệt đột nhiên đặt hai tay ở trên hai chân của mình, rất nhanh, hai tay nàng hơi dùng sức, tử khí đột nhiên từ trong hai chân nàng tràn ra. Những tử khí này chính là tử khí Dương Diệp truyền cho nàng trước đó. Khi những tử khí này được ép ra khỏi hai chân của nàng, cột sấm sét trên không trung đột nhiên biến mất. Trong trời đất khôi phục sự yên tĩnh. Cánh cửa long xa đột nhiên bị mở ra, lão già đeo mặt nạ ló đầu vào nhìn. Thấy Cơ Nguyệt không có chuyện gì, cuối cùng hắn liếc nhìn Dương Diệp rồi lui ra ngoài. Trước mặt Cơ Nguyệt, Dương Diệp nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Cơ Nguyệt khẽ cười có chút tự giễu. Trời ghen tị. Dương Diệp nhíu mày. Ta không hiểu nhiều lắm, Cơ Nguyệt nói. Chính là ngươi có vài phương diện quá tốt, sau đó ông trời cũng phải đố kỵ. Dương Diệp nheo mắt. Không phải chứ, còn có cách nói này sao? Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía những tử khí đang lơ lửng. Tử khí này của Dương Huynh không phải là vật tầm thường. Dương Diệp nói. Đáng tiếc, vẫn không có tác dụng với vết thương của ngươi. Cơ Nguyệt lắc đầu. Sai rồi, chính bởi vì có tác dụng, cho nên mới đưa tới thiên phạt. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Lần này liên lụy Dương Huynh, xin lỗi. Dương Diệp liếc nhìn hai chân Cơ Nguyệt và không nói nữa. Hắn mới lần đầu tiên thấy chuyện lạ này. Do dự một lúc, hắn lại nói. Cơ Nguyệt cô nương, lẽ nào sẽ không có cách giải quyết sao? Tất nhiên là có. Cơ Nguyệt cười nói. Tuy nhiên bây giờ ta làm không được, sau này thì có thể. Dương Diệp nói. Vì sao trời không đố kỵ ta? Cơ Nguyệt hơi ngẩn người ra, tùy tiện nói. Dương Huynh muốn trời ghen tị à? Dương Diệp lắc đầu. Cũng không phải vậy. Chỉ là ta cảm thấy mình cũng rất ưu tú. Cơ Nguyệt. Sau khi nói chuyện phiếm, trong long xa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dương Diệp cảm nhận một lát, hắn phát hiện tốc độ cẩu long xa này còn nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Một ngày sau, long xa đột nhiên ngừng lại. Trong long xa, Dương Diệp cùng Cơ Nguyệt đồng thời mở mắt, hai người liếc nhìn nhau, sau đó đi ra khỏi long xa. Núi xanh, mây trắng, trấn nhỏ. Từ trên long xa nhìn lại, phía xa trong tầm mắt là mấy ngọn núi mông lung, phía dưới là một trấn nhỏ với khói bếp lượn lờ, có dáng vẻ của nông thôn. Đây là... Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt nói. Một tiểu động thiên, khác với 10 đại động thiên bên ngoài, đây mới thật sự là tiểu động thiên, nhận được rất nhiều thánh nhân che chở. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Huynh, nơi đây được thánh nhân che chở. Phần lớn dân chúng trong trấn nhỏ đều là người bình thường, chúng ta là người từ ngoài đến, tuy rằng bọn họ không ghét, nhưng không thể nói là hoan nghênh. Vẫn mong Dương Huynh ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nơi đây cấm ra tay, đặc biệt là với người từ ngoài đến như chúng ta. Nếu vi phạm quy định sẽ nhận lấy lửa giận của thánh nhân. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ, Cơ Nguyệt cô nương yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Nhận được hứa hẹn của Dương Diệp, Cơ Nguyệt lập tức buông lỏng. Vị trước mắt này thật không phải là một người hiền lành gì, nàng sợ chính là Dương Diệp làm loạn ở đây, khi đó thì tất cả, đều sẽ hóa thành bọt nước.
ba người tới trong trấn nhỏ, nhìn thấy ba người Dương Diệp, một ít cư dân trấn nhỏ chỉ liếc nhìn liền đi làm chuyện của mình. Dương Diệp liếc nhìn, quả nhiên phần lớn người trong trấn nhỏ đều một ít người bình thường, đương nhiên cũng có một vài người không phải, nhưng trên thân không có huyền khí dao động, chỉ đơn thuần là tu luyện cơ thể. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng ầm ĩ. Ba người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một nữ tử trung tuổi đang nữ tiểu nữ hài 5-6 tuổi. Ngươi là đồ đê tiện không có giáo dục, nói, có phải mẫu thân ngươi bảo ngươi tới trộm không? Nói đi, có đúng không? Ở trước mặt nữ tử trung niên kia, tiểu cô nương buộc một bím tóc, trang phục rất cũ nát, có mấy lỗ thủng cùng miếng vá, nhưng lại rất sạch sẽ. Tiểu nữ hài để hai tay ra sau người, ở trong hai tay này là một bánh bao nhân thịt, hai tay của tiểu nữ hài nắm chặt lấy cái bánh bao nhân thịt, tới mức sắp bị biến dạng. Nữ tử trung niên kia tiếp tục mắng. Quả nhiên là đồ khốn kiếp không có phụ thân, con nhỏ như vậy đã đi ra trộm đồ, lớn lên cũng không thể là kẻ tốt lành gì. Còn cả mẫu thân hồ ly tinh của ngươi nữa, có gương mặt hồ ly tinh, vừa nhìn cũng biết là dạng kỹ nữ bị nghìn người cưỡi vạn người đè. Tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trung niên kia, có chút khiếp sợ nói. Không, không được chửi mẫu thân ta. Bốp! Nữ tử trung niên kia đột nhiên tát vào mặt tiểu hài tử làm nàng lảo đảo, trực tiếp lăn xuống đất, nhưng hai tay nàng vẫn nắm chặt cái bánh bao kia. Nữ tử trung niên kia hoàn toàn không định buông tha. Lại đi tới trước mặt tiểu nữ hài và chỉ vào nàng tiếp tục mắng. Tiện nhân này, sau này ngươi cũng sẽ giống như mẫu thân ngươi vậy, chắc chắn cũng là một. Dương huynh, đi thôi. Lúc này, Cơ Nguyệt ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử trung niên kia cùng tiểu nữ hài phía xa, sau đó nói. Không quan tâm sao? Cơ Nguyệt khẽ lắc đầu. Người nơi đây không phải là tu hành giả, bọn họ tự có cuộc sống của bọn họ. Chúng ta nhúng tay vào sẽ khiến bọn họ dính nhân quả, đối với bọn họ có lẽ cũng không phải là chuyện tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 143.